Quân ca ca, người muốn đi ra ngoài sao? Trần Phi Dung trông thấy La Quân đang định đi ra ngoài, không khỏi kỳ quái hỏi. La Quân nói ra, đúng vậy à, chính ngươi ở chỗ này chơi đi. Quân ca ca, ngươi có phải hay không tịch mịch, cho nên ngươi muốn đi tìm Lâm Băng sư tỷ nha. Trần Phi Dung nói ra, vừa rồi ngươi thì muốn đi tìm gà không có tìm thành. Bất quá quân ca ca, ngươi đi đi, ngươi tìm Lâm Băng sư tỷ, ta không ngăn cản ngươi. La Quân nhất thời cái mũi tức điên, nói, ngươi cái số nhà đầu ngươi cố ý buồn nôn ta đúng hay không? Ta có như vậy đói khát sao? Vậy ngươi muốn đi làm gì? Trần Phi Dung danh mãnh cười một tiếng, sau đó lại đuổi theo hỏi. La Quân tức giận nói ra, ai cần ngươi lo? Trần Phi Dung cười hắc hắc, nói ra, quân ca ca, ngươi đừng nóng giận nha, ta chính là trêu chọc ngươi. Ta dựa vào, La Quân nhìn không được mắng một tiếng. Mẹ nó, luôn luôn đều là lão tử đùa ngươi tốt à? Hiện tại ngươi thế mà đều có năng lực đùa lão tử lăn lộn thật đúng là thất bại a. Sau đó, Trần Phi Dung lập tức lại nghiêm mặt nói ra, quân ca ca, ta muốn đem cái này Nhật Nguyệt Châu hoàn toàn thôn phệ tính toán. Nuốt đi, La Quân không quan trọng nói ra. Trần Phi Dung nghiêm mặt nói ra, ta cần một nơi yên tĩnh, không phải vậy lời nói sợ hội náo ra một số không hiếu động tĩnh tới. Còn có, cái này Nhật Nguyệt Châu sau khi thôn phệ, ta pháp lực hội chỉ ít tăng trưởng 4 lần. Đến lúc đó, ta 3.600 cái suy nghĩ lại biến thành 7.200 cái suy nghĩ. Mà lại, mỗi cái suy nghĩ đều muốn so trước đó suy nghĩ mạnh lớn gấp đôi. La Quân không khỏi hơi hơi thất sắc, nói ra, cái này Nhật Nguyệt Châu lợi hại như vậy. Trần Phi Dung nói ra, đó là đương nhiên. Nàng đón đến, nói ra, bất quá cũng có một chút nguy hiểm, muốn là một cái không tốt, ta có thể sẽ bạo thể mà chết. La Quân nói ra, chuyện này, ngươi nhất định muốn ổn thỏa, không nên gấp tại cầu thành. Ngươi công lực đại tăng tự nhiên là rất tốt, nhưng là ta càng hy vọng ngươi an toàn. Trần Phi Dung gật đầu, nói ra, đó là cái cơ hội, ta muốn thử một lần. La Quân nói ra, ngươi nghĩ lại mà làm sao, ta không hy vọng ngươi mạo hiểm. Nhưng chính ngươi nhất định muốn kiên trì, ta cũng sẽ giúp ngươi hộ pháp. Trần Phi Dung ngòn ngọt cười, nói ra, quân ca ca, ngươi thật tốt. La Quân nói ra, được rồi, ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Ta biết ta rất khỏe. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nàng theo rồi nói ra, nếu như thuận lợi lời nói, đến lúc đó ta có thể trực tiếp xâm chiếm người nàng thân thể, sau đó dung hợp thành vì chính mình thân thể. Tuy nhiên khả năng chẳng phải hoàn mỹ, nhưng là cũng tạm được. Nàng đón đến, nói ra, quân ca ca, đến lúc đó ta tìm đẹp đặc biệt thân thể, sau đó tới phục thị ngươi có được hay không? La Quân nói ra, ngươi dừng lại a, khác luôn luôn đem ta muốn như vậy đói khát, hắn cũng đón đến, nói ra, bất quá, ngươi cũng không thể lung tung qua xâm chiếm người nàng thân thể, đây là có tuân thiên đạo. Ngươi tồn tại, vốn chính là không hợp thiên đạo, nếu là lại dám như thế hại người sự tình, chỉ sợ tương lai nhân quả ngươi không thể tiếp nhận. Trần Phi Dung nói ra, quân ca ca ngươi yên tâm đi, ta chỉ đi tìm đã chết chi thân. Bất quá, liền xem như dạng này. Cái kia thân thể ta cũng dùng không bao lâu, trong một tháng, thân thể liền sẽ khô héo mà chết. Ta muốn ngưng tụ tránh thức thân thể, cái kia không thể là loại này nhục thể phàm thai, nhất định phải là phải có rất lợi hại cao tu vi thân thể, toàn thân đã kinh biến đến mức trong suốt sáng long lanh, như thế mới nhưng chân chính dung hợp ta niệm đầu cùng linh khí. Sau cùng, ta lại thông qua linh khí thối luyện thân thể, như thế mới có thể thực sự trở thành phù hợp vô cùng thân thể. La Quân nói ra, vậy liền hết thảy nhìn cơ duyên đi. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, đầu tiên ngươi đến sống sót. Ngươi muốn là bạo thể mà chết, còn nói cái giam a. Trần Phi Dung nói ra, quân ca ca, ta sẽ cẩn thận. Ta còn muốn một mực giúp ngươi chớ. Nàng một câu tiếp theo nói thành khẩn vô cùng. La Quân cười ha ha, nói ra, đến đi, ngươi giúp ta. Cũng không biết là ai trông thấy cái kia vong linh pháp sư, dọa đến đều muốn tè ra quần. Trần Phi Dung nhất thời khuôn mặt thẹn bắt đầu hót, nàng nói ra, người ta không để ý tới ngươi. Sau đó, nàng liền tung bay lên giường. La Quân cũng không để ý nữa Trần Phi Dung, một mình ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng cũng là một đầu hành lang. Hành lang hai bên đều là khách phòng, La Quân cùng Lam Tử Y cùng Lâm Băng là liền nhau gian phòng. Hắn đi vào hai nữ trước gian phòng mặt, sau đó liền đưa tay gõ cửa. Người nào?
bên trong lập tức truyền tới Lâm Băng tỉnh táo thanh âm. Là ta, La Quân nói ra. Lâm Băng ngữ khí nhất thời không tốt lắm, nói ra, đều muộn như vậy, ngươi làm gì? La Quân có chút không quá thoải mái sư tỷ giọng điệu này. Tình huống như thế nào a? Từ khi phát sinh quan hệ về sau, cái này sư tỷ thì biến là lạ. Đối với mình con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi. Có việc, La Quân hít sâu một hơi, nói ra. Hắn tuy nhiên không hiểu nhiều Lâm Băng tâm lý đến là thế nào nghĩ, nhưng là hắn cũng cảm thấy sư phụ không tại. Chính mình là cái nam nhân, làm sao đều muốn nhiều để cho điểm sư tỷ. Cho nên La Quân vẫn là hòa hoãn ngữ khí. Bên trong rất nhanh liền truyền đến Lam Tử Y thanh âm, hắn muộn như vậy đến đây, khẳng định là có chính sự. Sau đó, Lam Tử Y đến đây mở cửa. Cửa mở ra về sau, La Quân liền trông thấy Lam Tử Y cùng Lâm Băng đều mặc đồ ngủ. Lam Tử Y là lam sắc áo ngủ, Lâm Băng cũng là màu trắng áo ngủ. Hai nữ mái tóc xóa tung, trắng như tuyết cái cổ lộ ở bên ngoài. Bất quá, Lâm Băng sắc mặt không quá nhiệt tình. La Quân mắt sắc, liếc một chút vẫn là có thể nhìn ra hai nữ bên trong đều không mang nịt dù a. Hắn quét mắt một vòng lập tức liền rời ánh mắt, nên chú ý vẫn là muốn chú ý, vô luận là Lam Tử Y vẫn là Lâm Băng, cái này đều không phải là La Quân có thể lung tung nói đùa người. La Quân đóng cửa lại về sau, tiếp lấy cùng Lam Tử Y còn có Lâm Băng tại tấm kia tròn trước bàn ngồi xuống. Đến có chuyện gì muốn muộn như vậy tới nói. Lam Tử Y hỏi La Quân. La Quân nói ra, vừa rồi Trần Phi Dung hô đói, nàng cần uống chút hạt xương. Cho nên ta mang nàng ra ngoài uống hạt xương, bất quá chúng ta gặp được điểm phiền phức. La Quân đón đến, nói ra, không nên nói là một điểm phiền phức, mà chính là đại phiền toái. Kém một chút, ta thì về không được, ngươi đoán chúng ta gặp được cái gì? Lam Tử Y cùng Lâm Băng nhất thời thất sắc, Lâm Băng lại là lập tức lo lắng hỏi, ngươi có bị thương hay không? La Quân nao nao, sau đó trong lòng ấm áp, sư tỷ thực vẫn là quan tâm chính mình, ta không sao. Lâm Băng thở phào. Mà Lam Tử Y lại là giật mình nói, chẳng lẽ là Tư Mã người phát hiện ngươi? Không phải, La Quân lúc này cũng không tâm tình thừa nước đục thả câu. Hắn nói ra, ta gặp phải một tên vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư, Lam Tử Y bị kinh ngạc, nàng sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, nói ra, vong linh pháp sư chính là bất tử tộc bên trong dòng chính, từng cái đều là cao thủ. Mà lại đều có lợi hại pháp bảo. Bọn họ bình thường đều sẽ không tới bên ngoài hành tẩu. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Minh Đô Thành? Lâm Băng trầm giọng nói ra, chỉ sợ là vì ngươi mà đến. La Quân ba người nhất thời có một loại cảm giác, cái kia chính là gió thổi báo giông bão sắp đến a. Lam Tử Y tiếp lấy nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi hẳn không phải là vong linh pháp sư đối thủ, ngươi làm sao trở về? Cái kia vong linh pháp sư phát hiện ngươi cùng ta quan hệ sao? La Quân nói ra, cái kia vong linh pháp sư là trông thấy Trần Phi Dung, hắn cảm thấy Trần Phi Dung không tệ, muốn đem Trần Phi Dung cướp đi. Hắn cũng không biết người ta ở giữa liên hệ. Lam Tử Y hơi hơi thở phào. Vậy bây giờ cái kia vong linh pháp sư đâu? Ngươi là thế nào trốn tới? Lam Tử Y lập tức liền hỏi. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, lời này ta thì không thích nghe, cái gì gọi là ta trốn tới? Pháp sư kia đã bị ta giết. Lam Tử Y trên mặt nhất thời tràn ngập thật không thể tin thần sắc, nàng nói ra, điều đó không có khả năng a. Ta hiện tại tuy nhiên tu vi không có khôi phục, nhưng là ngươi tu vi còn có vong linh pháp sư tu vi ta là rõ ràng. Ngươi không có khả năng giết chết bọn họ, chẳng lẽ ngươi gặp được là yếu nhất phu hiền? La Quân nói ra, vậy ta cũng không rõ ràng hắn là ai, lúc ấy song phương cũng không quá hữu hảo, cho nên cũng liền không có tới cái lẫn nhau tự giới thiệu. Bất quá ta ngược lại thật ra biết trên tay hắn có một món pháp bảo, gọi là Nhật Nguyệt Châu. Ngoài ra còn có Hắc Ám Chi Bào. Lam Tử Y lại lần nữa thất sắc, nói ra, đó là 12 vong linh pháp sư bên trong, xếp hạng thứ 3 Minh Nhật Pháp Sư. La Quân cười ha ha, nói ra, cái kia xem ra ta vẫn là không tệ lắm. Lam Tử Y nói ra, người thật sự đem hắn giết. La Quân nói ra, đó cũng không phải là, người đều bị ta chém thành ba đoạn. Đầu hắn cũng bị ta đá bay, trừ phi dạng này hắn đều không chết. Lam Tử Y nói ra, người giết thế nào hắn? La Quân nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Lam Tử Y cũng biết, mỗi người đều có chính mình bí mật, đã La Quân không nói,
nàng cũng không dễ chịu phân truy vấn. La Quân còn có một việc tương đối hiếu kỳ, hắn hỏi tiếp Lam Tử Y, nói ra, ta cùng cái kia Minh Nhật Pháp Sư lúc giao thủ, phát hiện hắn thế mà thiện ở biến hóa. Đầu tiên là biến hóa thành màu đen quái thú, sau cùng lại biến thành một tiết cốt long roi. Đây là có chuyện gì? Cái này là La Quân vô cùng không nghĩ ra. Thất thập nhị biến chờ một chút hết thảy, cái này đều không phải là hư vô mờ mịt đồ, vật A. Cái này không có khoa học căn cứ A. Lâm Băng làm theo trước khi nói ra, lúc trước ma la không đều sẽ biến thân sao. La Quân nói ra, cái này ngươi nói không sai, ma la thật là hội biến thân. Cái này Minh Nhật Pháp Sư biến thành màu đen quái thú, ta đây thì nhẫn. Hắn sau cùng biến thành một tiết cốt long roi lại là cái gì quỷ? Lâm Băng cũng cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó, La Quân cùng Lâm Băng cùng một chỗ nhìn về phía Lam Tử Y. Lam Tử Y nói ra, muốn giải vong linh Pháp Sư vì sao lại biến thân thành quái thú, vậy liền đầu tiên phải biết vong linh Pháp Sư là một cái dạng gì tồn tại. Nàng nói đến đây, lại nhìn La Quân cùng Lâm Băng liếc một chút, sau đó mới tiếp tục nói, bất tử tộc sinh mệnh lực không ở chỗ bộ phận duy trì, mà là ở não vực sóng điện. Cũng có thể nói, bọn họ là không có có tâm tạng những vật này. Bọn họ thường ngày ăn đều là u ám chi khí, mà vong linh Pháp Sư, làm theo bản thân liền là một số thượng cổ hoang thú sau khi chết khung xương. Những này hoang thú tại lúc còn sống giữ lại tinh khí, sau cùng những tinh khí này nhập thân vào khung xương bên trên. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy, có chút thú cốt chế tạo thành binh khí vô cùng lợi hại. Những vong linh này tại trải qua thời gian dài âm khí thoải mái về sau, dần dần có chính mình ý thức. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu tu luyện, sau đó, xương cốt bên trên bắt đầu mọc ra mới da thịt tới. Bất quá lúc này, những này da thịt đều là cứng rắn khải giáp, cũng chính là quái thú bản tôn bộ dáng. Lại trải qua tu luyện về sau, bọn họ bắt đầu hướng nhân loại bộ dáng tiến hóa. Bởi vì nhân loại hình thể mới là sinh linh bên trong hoàn mỹ nhất hình thể. Chỉ có chính thức tu luyện thành nhân loại về sau, bọn họ mới xem như đạt tới nhất định cảnh giới. Nhưng là, bọn họ một khi nổi giận, hoặc là gặp được cực kỳ nguy hiểm lúc, vẫn là hội khôi phục thành quái thú bản tôn bộ dáng. Tại cố có thần thoại hệ thống bên trong, yêu tinh đều là muốn tu luyện thành hình người, đây cũng là bởi vì, nhân loại hình thể là hoàn mỹ nhất. Nhân loại là được trời ưu ái sinh linh, bọn họ vĩnh viễn không biết bọn họ từ lúc vừa ra đời thì ủng có thân thể, lại là những yêu thú đó nhóm muốn tu luyện ngàn năm, kinh lịch vạn thiên gặp trắc trở mới có thể ủng có cái gì. Đây cũng là vì cái gì, có chút yêu tinh tu luyện ngàn năm, nhưng lại đánh không thắng một người tu luyện 10 năm nhân loại. Bởi vì nhân loại bản thân thì so yêu tinh dẫn trước vô số tuổi tác. Lam Tử Y lớn nhất rồi nói ra. La Quân cùng Lâm Băng Tướng nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều hơi xúc động. Lam Tử Y nói những lời này, là có chính nàng chỗ đau. Bởi vì nàng bản thân cũng không phải nhân loại, mà chính là bất tử băng hoàng. Áo tím, người bây giờ không phải là đã có được thân thể sao? Ta muốn yêu tinh cũng là có thể thông qua ngươi loại phương thức này. Đạt được thân thể A. Lâm Băng nói ra. Lam Tử Y không khỏi cười khổ, nói ra, Lâm Băng, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Đầu thai chuyển thế, vốn chính là không hợp thiên đạo. Thai bên trong chi mê khó phá, một cái có thể phá vỡ thai bên trong chi mê yêu tinh, nhất định là đã ủng có nhân loại thân thể. Ta lúc đầu chuyển thế đầu thai, khẳng định không phải là bởi vì muốn lấy được thân thể. Nhưng về phần cụ thể là kinh lịch cái gì chuyển thế, ta hiện tại còn không biết. La Quân lại là biết thai bên trong chi mê. Bao nhiêu yêu tinh, quỷ hồn mạo hiểm thông qua đầu thai tới đến thân thể. Nhưng sau cùng đều bị vây chết tại nhục thai bên trong, kết quả chính là tiểu hài tử vừa ra tới cũng là si ngốc. La Quân lại là hỏi Lam Tử Y, nói ra, vậy tại sao Minh Nhật Pháp Sư có thể biến thành cốt long roi đâu? Lam Tử Y nói ra, cái này theo có ít người nhu thuật luyện được tốt, có thể giống một con rắn một dạng đem người khác quấn lấy. Mà Minh Nhật Pháp Sư là xương thân thể, hắn thông qua pháp lực đem chính mình thân thể thối luyện thành một đầu cốt long roi, cũng không tính rất lợi hại hiếm lạ. Nhưng ngươi muốn ta rất rõ ràng giải thích cho ngươi, vậy ta cũng không biết giải thích thế nào. La Quân chính là cái hiểu cái không, bất quá hắn cũng không có đuổi theo hỏi. Dù sao đại khái chính là như vậy chuyện đi. Lam Tử Y nói tiếp, đúng, Nhật Nguyệt Châu đâu? Người đã giết Minh Nhật Pháp Sư, không có khả năng không lấy đi hắn Pháp Bảo A. La Quân nói ra, Nhật Nguyệt Châu là tại ta chỗ này,
bất quá ta đã cho Trần Phi Dung. Hắn đón đến, nói ra, tuy nhiên ngươi là bất tử băng hoàng, là bất tử tộc lão đại. Nhưng là cái này Nhật Nguyệt Châu thế nhưng là ta liều chết được đến, vậy cũng không có thể cho ngươi. Lam Tử Y không khỏi sững sờ, sau đó, nàng mới lên tiếng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cần ngươi Nhật Nguyệt Châu, chỉ là Nhật Nguyệt Châu vô cùng chân quý, ngươi làm sao lại cho nàng. La Quân nói ra, nàng cầm tác dụng so ta lấy lớn, tự nhiên là cho nàng. Không có có gì đáng kinh ngạc. Sau đó, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn từ giới tu di bên trong lấy ra cái kia thần nha hỏa hồ. Sư tỷ, vật này ta cũng không có cách nào dùng, người cầm xem một chút có thể hay không dùng. La Quân đem thần nha hỏa hồ đưa cho Lâm Băng. Lâm Băng trong mắt lóe lên vui mừng. Dạng này pháp bảo, nàng không có cách nào cự tuyệt. Và lại, La Quân tự thân không có có pháp lực, cũng đúng là sẽ không dùng. Cho nên, Lâm Băng vẫn là tiếp nhận. Cảm ơn, Lâm Băng nói ra. Một tiếng này cảm ơn nhất thời để La Quân cảm thấy rất lợi hại không có tí sức lực nào, rất lợi hại xa lạ. Bất quá La Quân cũng không so đo, hắn ngược lại nói với Lam Tử Y, đến Minh Đô Thành vong linh pháp sư hẳn không phải là một cái, bọn họ là vì ngươi mà đến. Chỉ là không biết bọn họ đến là muốn đến bắt ngươi, vẫn là đến bảo hộ ngươi thì sao? Ta luôn cảm giác là bắt ngươi. Lam Tử Y nói ra, địch ta không rõ, ta cũng không rõ lắm là tình huống như thế nào. Mà lại, ta tuy nhiên nhớ kỹ những pháp sư này, nhưng là ta theo giữa bọn hắn quan hệ đến thế nào, ta cũng đã không rõ ràng. Cho nên chúng ta vẫn là không cần để ý bọn họ, tận lực sớm đi rời đi nơi này, lặng lẽ tiến về Bất Tử Sơn. La Quân gật đầu. Sau đó, La Quân rời đi các nàng gian phòng. La Quân trở lại gian phòng của mình về sau, Trần Phi Dung liền nói, Quân ca ca, nếu không chúng ta hiện tại cùng đi ra, nhìn có thể hay không tìm tương đối an toàn yên lặng địa phương đến thôn phệ Nhật Nguyệt Châu A. La Quân nói ra, gấp gáp như vậy làm gì? Trần Phi Dung nói ra, ta càng lợi hại, không lại càng có thể giúp ngươi sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ, mẹ nó, nàng nói xong có đạo lý, Trần Dương thế mà không phản bác được A. Tốt A, La Quân theo rồi nói ra. Thế là rất nhanh. La Quân mang theo Trần Phi Dung rất nhanh lại lặng lẽ ra khách sạn. Cái này lúc sau đã là rạng sáng 2 giờ. Trên đường cái càng phát ra yên tĩnh, trong không khí nồng đậm âm khí tựa như là cái kia nồng vụ một dạng. Đây mới là âm diện thế giới chân chính diện mục A. La Quân trong lòng cũng biết, tại Minh Đô Thành đến giúp đỡ Trần Phi Dung thôn vệ Nhật Nguyệt Châu hội rất nguy hiểm, rất có thể sẽ dẫn tới hắn vong linh pháp sư. Nhưng là La Quân cũng rất muốn để Trần Phi Dung tu vi phóng đại. La Quân thầm nghĩ, Nhật Nguyệt Châu bây giờ đã cùng người khác không có bất kỳ cái gì liên quan. Coi như Trần Phi Dung náo ra động tĩnh, nhưng là địch nhân chạy đến cũng cần một chút thời gian. Đến lúc đó chính mình nhanh lên mang Trần Phi Dung rời đi chính là. La Quân một đường bước đi, cuối cùng đi đến một đầu bên cạnh hồ một bên. Bên cạnh hồ cây xanh vần quanh, nơi này lộ ra vô cùng trống trải mà yên tĩnh. Bốn phía u ám nồng vụ vần quanh, nơi này thì lộ ra phá lệ an toàn. Trần Phi Dung từ giới tu di bên trong nhảy ra, nàng lộ ra rất là hưng phấn. La Quân nói ra, người trước khác hưng phấn như vậy, người đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Trần Phi Dung nói ra, nếu như thuận lợi lời nói, 2 giờ là được rồi. Không thuận lợi đâu, La Quân hỏi. Không thuận lợi thì treo, Trần Phi Dung nói ra. Ngươi nhiều chú ý an toàn. Ta hội tận lực hộ pháp cho ngươi. La Quân nói ra. Trần Phi Dung nói ra, được rồi. Nàng sau khi nói xong lại nói, ngươi yên tâm đi, Quân ca ca, ta coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. La Quân không khỏi khẽ giật mình, sau đó hắn nhìn nhiều Trần Phi Dung. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chưa từng có suy nghĩ nhiều qua cái gì. Ngươi phải đi phải ở, đều là ngươi tự do. Trần Phi Dung cũng sửng sốt, thật. La Quân từ tốn nói, giả. Trần Phi Dung trong lúc nhất thời cũng có chút suy nghĩ không thấu La Quân đến đang suy nghĩ gì. Trần Phi Dung lúc này cũng không đi nghĩ lại, nàng thân thể bỗng nhiên hóa thành một trận gió mát, sau đó cái này gió mát liền cuốn lên Nhật Nguyệt Châu. Gió mát là trên mặt đất, cũng không có bay lên. Tựa như là một phần nhỏ vòng xoáy phong đem Nhật Nguyệt Châu nắm giữa không trung một dạng. Trần Phi Dung là không thể bay quá cao, bay cao rất không an toàn. Quá cao, sợ kinh động thượng thiên,
gây nên lôi kiếp. Mặt khác cũng sợ bị hắn vong linh pháp sư cảm nhận được Nhật Nguyệt Châu. Những vong linh pháp sư đó có thể là bất kể Trần Phi Dung bay cao bao nhiêu, đó cũng là có biện pháp đem Trần Phi Dung lấy xuống. Cho nên Trần Phi Dung tại La Quân bên người ngược lại là an toàn nhất. La Quân lúc này cũng không dám khinh thường, hắn rất ít cho người ta hộ pháp. Duy chỉ có thì cho Linh Nhi hộ pháp qua, nhưng một lần kia lại là thê thảm đau đớn. Hắn kém chút chết, Linh Nhi vì cứu hắn, đến nay sinh tử chưa biết. Hiện tại lại cho Trần Phi Dung hộ pháp, hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, e sợ cho cái này bên trong ra loạn gì cùng đường rẽ. Cái kia cỗ gió mát vòng quanh Nhật Nguyệt Châu không ngừng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Nhật Nguyệt Châu cũng là càng chuyển càng nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một tiếng, Nhật Nguyệt Châu bắt đầu tách ra mãnh liệt quang mang tới. Nhật Nguyệt Châu quang mang lúc này tuy nhiên mãnh liệt, nhưng cũng không có lực sát thương. Cái kia cỗ gió mát biến thành màu đen nồng vụ. Màu đen nồng vụ trong nháy mắt đem Nhật Nguyệt Châu bao lại. Quang mang kia liền cũng liền thấu không ra. La Quân nhìn rõ ràng, hắn phát hiện cái kia chỗ có quang mang thế mà bị hắc phụ thôn phệ đi vào. Ngay sau đó, hắc phụ bắt đầu thôn phệ Nhật Nguyệt Châu, Nhật Nguyệt Châu thế mà thiếu một góc. Hắc phụ tiếp tục thôn phệ. Song phương đều tại điên cuồng xoay tròn. Nhật Nguyệt Châu quang mang mấy lần muốn chiếu bắn ra, nhưng đều bị hắc phụ thôn phệ đi vào. La Quân nhìn vô cùng gấp gáp. Cái kia hắc phụ dần dần đang thay đổi, bởi vì hắc phụ thôn phệ quá nhiều quang mang, dần dần thế mà thành kim sắc phụ khí. Sau 2 giờ, một tiếng ầm vang, Nhật Nguyệt Châu đột nhiên đại bạo phát, vô cùng quang mang chiếu bắn đi ra. Trong một chớp mắt, phương viên trăm mét thế mà sáng như ban ngày. Bên trong thiên địa đều bị mảnh này kim quang chỗ in nhuộm. Ta dựa vào, La Quân hoảng sợ kêu to một tiếng, thế mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, khó trách không thể tại trong khách sạn tiến hành. La Quân trong lòng cũng lo lắng không được, một là lo lắng Trần Phi Dung an nguy. Hai là động tĩnh này náo quá lớn, hắn sợ bị người tìm tới a. Nhật Nguyệt Châu chỗ bộc phát ra năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Kim sắc phụ khí bị Nhật Nguyệt Châu năng lượng xuyên thấu, La Quân đã nhìn không thấy kim sắc phụ khí. La Quân hãi nhiên thất sắc, cái này kim sắc phụ khí cũng là Trần Phi Dung a. Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Liền cũng tại lúc này, kim sắc phụ khí đột nhiên lại lần nữa đem Nhật Nguyệt Châu bao vây lại. Cái kia chỗ có quang mang đều biến mất. Sáng như ban ngày thiên địa lần nữa khôi phục lại đêm tối. Bốn phía vẫn là màu đen u ám chi khí. Bên trong thiên địa hắc như vẩy mực, lúc này duy nhất độ sáng thì là đến từ kim sắc phụ khí. Bất quá hiển nhiên là, Trần Phi Dung vẫn là không có khống chế lại Nhật Nguyệt Châu, nàng cùng Nhật Nguyệt Châu còn đang tiến hành lấy một trận đánh giằng co. La Quân tâm lý thủy chung là níu lấy, hắn đến một lần lo lắng Trần Phi Dung an nguy. Hai đến còn phải lo lắng vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới người khác. Nhưng thế gian này sự tình, thường thường chính là sợ cái gì, đến cái gì. La Quân trong lòng đột nhiên sinh ra một trận cảm giác nguy cơ tới. Hắn hướng bầu trời trông được qua, chỉ gặp cái kia nam phương bên trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một đạo bạch quang. Cái kia bạch quang đến cực nhanh. Sau đó, liền tới đến La Quân trước mặt 10 mét chỗ rơi xuống. La Quân nhìn rõ ràng, cái kia lại là hai tên người áo đen cưỡi một đầu tiên hạc đến đây. Mụ mụ trái trứng, La Quân thầm nghĩ thế giới này thật sự là càng ngày càng điên cuồng. Cái gì yêu ma quỷ quái, ly kỳ cổ quái đồ, vật đều tại hóa trang lên sân khấu a. Hai tên người áo đen sau khi rơi xuống đất, cái kia tiên hạc liền ngoan ngoãn đứng ở một bên. Cái này tiên hạc cao lớn vô cùng, khoảng chừng cao đến 3 thước. Nó lông chim trắng noãn. Sắc nhọn màu đỏ lớn lên miệng tựa như là một đạo lợi kiếm một dạng. Nó móng vuốt càng là như quái thú cự trảo, cái này là La Quân gặp qua lớn nhất tiên hạc. Nhìn ra cái này tiên hạc trọng lượng hẳn là vượt qua 500 kg. Cái này tiên hạc cánh cùng thân thể hình thành một loại thăng bằng, nó cánh to lớn vô cùng, một khi mở ra, thì theo phi cơ hai cánh một dạng. Chỉ sợ cái này tiên hạc cánh một khi vỗ, có thể sinh ra một cỗ vòi rồng gió lốc. Cái này hai tên người áo đen, La Quân đã không cần đoán, khẳng định là mẹ nó vong linh pháp sư. Hai tên người áo đen vừa rơi xuống về sau, bọn họ ánh mắt lập tức đến cái kia kim sắc phụ khí trên thân. Bên trong cầm đầu một tên người áo đen sắc mặt kịch biến,
hắn chính là 12 vong linh pháp sư bên trong xếp hạng thứ 5 độc cô ý pháp sư. Độc cô ý trong mắt toát ra sắc bén quang mang, nói, quả nhiên là các ngươi những tặc tử kia hại ta ngày mai sư huynh, thế mà còn muốn thôn vệ hắn Nhật Nguyệt Châu. Độc cô ý lại không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, phát ra một đạo hào quang bắn về phía cái kia kim sắc vũ khí. Hắn cái này giương một tay lên bắn ra là một đạo phi thiên ngô công, phi thiên ngô công kịch độc vô cùng, mà lại có thể tự hành tìm chủ giết người. La Quân biết Trần Phi Dung đến thời điểm mấu chốt nhất, chỗ của hắn có thể tha cho hắn người hại Trần Phi Dung. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đã mặc vào phược long bao tay. Cái kia phi thiên ngô công mới vừa ra tới, La Quân vung tay lên liền đem phi thiên ngô công bắt trên tay. Phi thiên ngô công lập tức hướng La Quân trên tay táp tới. La Quân đột nhiên hướng phía cái kia độc cô ý ném qua. Cái này ném một cái phía dưới, lực đạo cự mãnh liệt, như điện chớp biểu bắn tới. Độc cô ý quát lạnh một tiếng, nói, muốn chết. Sau đó, hắn nhấn một ngón tay, lại là một ngụm phát ra vệt trắng kiếm khí bay ra ngoài. Luồng kiếm khí màu trắng này đem phi thiên ngô công trực tiếp chém giết thành hai đoạn. Sau đó, độc cô ý lại ngón tay động liên tục, hai tay cùng lúc kết pháp ấn. Kiếm khí màu trắng này cũng không phải là kiếm khí, mà chính là một ngụm thần long cốt thứ kiếm. Cái này thần long cốt thứ kiếm chính là tại thượng cổ thần long trên thân chế tạo ra một cây xương sườn. Căn này xương sườn bên trong có thượng cổ thần long tinh thần, ý chí, còn có thần long tinh khí, lực sát thương chính là vô cùng lợi hại. Độc cô ý chỉ huy thần long cốt thứ kiếm tập sát hướng La Quân. Lục hợp phân quang kiếm thuật, độc cô ý quát. Cái kia thần long cốt thứ kiếm nhất thời trên không trung phát ra mấy chục đạo hàn quang đến, sau đó mấy chục đạo hàn quang hướng La Quân lôi đỉnh ám sát mà đến. Kiếm ý này sắc bén tiêu hàn, còn chưa tới gần, La Quân da thịt đã bị nhói nhói. Mà lại lúc này, một tên khác pháp sư hư không pháp sư cũng hướng cái kia kim sắc vũ khí xuất thủ. Hư không pháp sư tế ra huyết phân tam kiếm. Cái kia huyết phân tam kiếm chính là ba miệng kiếm lớn màu đỏ ngòm. Mỗi một thanh kiếm đều hiện ra lăng hình, tam khẩu kiếm bên trên phân biệt viết lục, chu, tuyệt ba chữ. Ba chữ thiết bút ngân câu, tản mát ra bừng bừng sát ý tới. Lại phối hợp huyết phân tam kiếm sát khí, có thể chu sát hết thảy tà mị. Ba kiếm này uy lực to lớn vô cùng. Huyết phân tam kiếm trên không trung ngưng tụ, hư không pháp sư quát một tiếng lấy. Huyết phân tam kiếm bên trong lục, chu, tuyệt ba chữ tản mát ra cường đại sát ý tinh thần đến. Sát khí đằng đằng, khiến cho người cảm nhận được cỗ này sát ý giống như đến địa ngục xâm la. La Quân hãi nhiên, hắn hiện tại không lo được nhiều như vậy. Cái gì cũng không muốn, thân thể nhất chuyển, trước ngăn ở kim sắc vũ khí trước mặt. Cái kia huyết phân tam kiếm mãnh liệt bắn giết mà đến, ba đạo huyết quang nhanh đến mắt thường khó mà phân biệt. Mà lại thần long cốt thứ kiếm cũng đã bắn giết qua tới. La Quân đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhất quyền bạo ở chính giữa lục trên thân kiếm. Phanh một tiếng, lục kiếm trực tiếp bị La Quân bạo bay ra ngoài. Ngay sau đó, La Quân một cái khác chảo thiểm điện cầm ra, thế mà đem cái kia tuyệt kiếm bắt lấy, sau đó hướng chu kiếm nhất phung. Phanh một tiếng, tuyệt kiếm cùng chu kiếm đụng vào nhau, kích xạ ra chói lọi tia lửa tới. Răng rắc, cái kia thần long cốt thứ kiếm phát ra bảy đạo kiếm khí từ La Quân thân thể đều đại yếu hại xuyên thủng qua qua. Thần long cốt thứ kiếm bản tôn càng là đâm vào La Quân trái tim. Mà mẹ nó, cái này một cái chớp mắt cảm giác đã là tránh thức vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng kỳ quái là, La Quân trên thân không có máu tươi chảy ra. Nhưng La Quân đã đau đến tột đỉnh cấp độ, hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Mà mẹ nó, chẳng lẽ ta cứ như vậy chết, cái này là La Quân trong lòng hiện lên suy nghĩ. Cái kia độc cô ý sau đó suy nghĩ nhất động. Thần long cốt thứ kiếm phi trở lại hắn trong tay áo. Hắn ánh mắt lạnh lùng cùng cực. Giờ này khắc này La Quân trong mắt hắn đã là tuyệt đối người chết. Độc cô ý tuyệt sẽ không tin tưởng, trên đời sẽ có người có thể tiếp nhận hắn thần long cốt thứ bảy đạo kiếm quang mà không chết. Về phần cái kia hư không pháp sư cũng thu hồi huyết phân tam kiếm, nhưng rất nhanh, hắn lại hô một tiếng lấy. Huyết phân tam kiếm lần nữa ám sát hướng cái kia kim sắc vũ khí. La Quân muốn ngăn cản, nhưng là hắn cảm thấy lực khí toàn thân đều biến mất, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Ta dựa vào, cố sự không nên là như thế diễn. La Quân thầm nghĩ. Liền cũng tại lúc này, cái kia kim sắc vũ khí bỗng nhiên tuôn ra vô cùng kim quang tới.
kim quang chói mắt đến khiến người ta liền con mắt đều không mở ra được. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lóa mắt bạch, cho dù là lấy bọn họ tu vi, bọn họ tại thời khắc này cũng đã cái gì đều nhìn không thấy. Hư Không Pháp Sư cảm giác được Huyết Vân Tam Kiếm đâm cái khoảng không, hắn lần nữa thu hồi Huyết Vân Tam Kiếm. Tiếp theo, Hư Không Pháp Sư cùng Độc Cô Ý trước mặt kim sắc quang mang biến mất. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư lại nhìn phía trước, lại là đã không có La Quân cùng cái kia kim sắc vũ khí tung tích. Ngay cả Nhật Nguyệt Châu cũng hoàn toàn biến mất. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư lại đi cảm ứng Nhật Nguyệt Châu, lại là lại cũng khó có thể cảm ứng được. Nhất định còn trốn không xa. Độc Cô Ý táo bạo vô cùng. Hư Không Pháp Sư không khỏi cười khổ, nói ra, sư huynh, bọn họ là bay đi, liền dấu vết để lại đều không lưu lại. Cái này gọi chúng ta làm sao qua tìm. Đến trên trời nhìn một chút, cái kia linh vật tu vi còn không được. Liền xem như thôn vệ Nhật Nguyệt Châu, nhưng mang theo một người cũng bay không xa. Độc Cô Ý nói ra. Hư Không Pháp Sư nói ra, nếu như là tại ban ngày còn có bộ phim, nhưng nơi này ban đêm, khắp nơi là âm khí nồng vụ, căn bản thấy không rõ. Hắn đón đến, nói ra, bất quá nếu như ngươi không cam tâm, cái kia tìm xem nhìn cũng được, dù sao cũng không có tổn thất gì. Ngay sau đó, Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư liền lên tiên hạc cõng lên. Cái kia tiên hạc triển xí, mặt đất cuồng phong loạn biểu, cho bụi tràn ngập. Tiên hạc mang theo hai người bay nhảy lấy bay lên không trung. Nhưng kết quả cuối cùng lại giống như Hư Không Pháp Sư nói tới một dạng, đại địa đen kịt một màu, đồng thời khắp thế giới đều là nồng vụ, cái này mẹ nó đi nơi nào truy a? Căn bản bóng dáng quỷ đều không nhìn thấy một cái. Cái kia Độc Cô Ý không khỏi giận dữ nói, đáng giận, nếu là lại bị ta đụng phải. Tất nhiên đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lam Tử Y cùng Lâm Băng Chính đang say ngủ bên trong. Cái kia cửa phòng bỗng nhiên bị người phá tan. Lam Tử Y cùng Lâm Băng giật nảy cả mình, hai người lập tức nhảy dựng lên. Tiếp theo, các nàng đã nhìn thấy Trần Phi Dung xông tới. Trần Phi Dung đã khóc thành nước mắt người, quân ca ca xảy ra chuyện, các ngươi nhanh đi theo ta. Lâm Băng cùng Lam Tử Y nghe vậy nhất thời hãi nhiên. La Quân đã bị Trần Phi Dung mang về khách sạn, nàng không phải một hơi đem La Quân mang về. Mà chính là đứt quãng, không ngừng bay lượn, lại buông xuống, như thế mấy cái lần về sau mới miễn cưỡng đem La Quân lặng yên không một tiếng động chuyển về tới. Đây là nhờ có nàng thôn vệ Nhật Nguyệt Châu, công lực đại tăng. Không phải vậy lời nói, nàng làm sao cũng không có khả năng có năng lực đem La Quân mang về. La Quân ở vào trạng thái hôn mê. Hắn bị Trần Phi Dung đem đến trên giường. Lâm Băng cùng Lam Tử Y y phục đều không đổi thì vội vã đi vào La Quân trong phòng. Trần Phi Dung đem cái kia cửa phòng cuốn một cái, đóng lại. Sau đó, nàng liền hai mắt đẫm lệ dốc sức tốc đi vào trước giường. Lâm Băng sư tỷ, Lam Tử Y, các ngươi nhất định muốn mau cứu quân ca ca. Hắn là vì cứu ta mới như vậy. Trần Phi Dung khóc thương tâm gần chết. Mà tại cái này một cái chớp mắt. Lâm Băng cùng Lam Tử Y rốt cục cũng thấy rõ ràng La Quân tình huống. Thấy rõ ràng cái kia một cái chớp mắt, Lâm Băng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng có chút không thở nổi. Nếu không phải nàng tu vi cao thâm, lần này, nàng tuyệt đối phải đã hôn mê. Liền xem như Lam Tử Y cũng đổ quất một ngụm hàn khí. Đơn giản là La Quân trên người có 7 cái huyết động, mà lại mỗi cái huyết động đều là tại chỗ yếu hại. Trừ trên cổ, trên đầu không có trên tay. Hắn ngực bụng bên trên, trái tim lá lách phổi toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng. Loại tình huống này, chính là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể cứu sống La Quân. Lâm Băng trong mắt nước mắt nhất thời vỡ đê mà xuống, nàng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường, nàng đã mất đi sư phụ. Hiện tại liền thân nhất sư đệ đều muốn mất đi sao? Vì sao lại dạng này? Lâm Băng đột nhiên một thanh hướng Trần Phi Dung chộp tới, sắc mặt nàng dữ tợn mà hung mãnh. Chỉ là nàng lại bắt cái khoảng không, bởi vì Trần Phi Dung không có thân thể, chính là giả thuyết vật chất từ trường tạo thành. Lâm Băng không lo được những này, nàng nghiêm nghị chất vấn Trần Phi Dung, nói, vì cái gì, đến xảy ra chuyện gì. Rõ ràng vừa rồi ta sư đệ cũng còn tốt tốt, làm sao lúc này, hắn liền thành cái dạng này. Trần Phi Dung bị Lâm Băng giật mình, nàng thút tha thút thít nói ra, quân ca ca đem Nhật Nguyệt Châu đưa cho ta, ta muốn thôn vệ Nhật Nguyệt Châu gia tăng công lực. Chúng ta sợ ở chỗ này động tĩnh quá lớn, cho nên quân ca ca thì mang ta đi bên ngoài.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Phi Dung thút tha thút thít đem đi qua nói. Lâm Băng sau khi nghe xong, cả người đều ngây người. Lam Tử Y cũng là có chút rung động, La Quân sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì phải cứu Trần Phi Dung. Không phải vậy lời nói, lấy La Quân bản sự, coi như đánh không lại cái này hai tên vong linh pháp sư, nhưng chạy trốn lại là dư xài. Xả thân cứu người. Đây là cỡ nào khó được phẩm chất. Đây là xã hội này thiếu thốn nhất một loại cao quý phẩm chất. Lúc này, Lâm Băng nhớ tới Nhạc Quang Thần, cái kia Nhạc Quang Thần cùng sư đệ so ra, cái kia coi là thật một cái là mặt đất bùn nhão, một cái là trên trời thiên nga. Vừa nghĩ như thế, Lâm Băng càng thêm cảm thấy đau lòng. Lâm Băng cùng Trần Phi Dung cực kỳ bi thương, nhưng so sánh dưới, Lam Tử Y thì tỉnh táo nhiều. Nàng qua dò xét La Quân hơi thở, sau đó kinh ngạc nói ra, hắn hô hấp rất bình ổn, không hề giống là có chuyện người a. Lâm Băng cùng Trần Phi Dung nghe vậy nhất thời mừng rỡ. Lâm Băng duỗi ra ngón tay dò xét La Quân hơi thở, quả nhiên hô hấp đều đặn tới cực điểm. Sau đó, Lâm Băng lại dựng vào La Quân thủ mạch, cảm thụ La Quân tình huống thân thể. Lâm Băng rất nhanh liền kinh hỉ phát hiện, La Quân ngũ tạng lục phủ tuy nhiên bị xuyên thủng, nhưng thần kỳ là, một mực không có mất máu. Lúc này, những vết thương kia đang lấy mắt thường đều có thể nhìn thấy tốc độ khép lại. Đây là có chuyện gì? Lâm Băng kinh hỉ vạn phần. Lam Tử Y lập tức hỏi, làm sao? Trần Phi Dung làm theo nói ra, có phải hay không Quân ca ca không có việc gì? Lâm Băng hướng Trần Phi Dung nói ra, vết thương của hắn đang nhanh chóng khép lại, đoán chừng ngủ một đêm liền không sao. Trần Phi Dung nhất thời đại hỉ. Nàng mới không đi suy nghĩ đây là vì cái gì đây, chỉ cần Quân ca ca không có việc gì là được. Lam Tử Y cũng là mi đầu thả lỏng. Nàng nói với La Quân không lên quá cảm thấy tình. Nhưng nàng lại biết, La Quân mới là người đáng tin cậy, nếu như La Quân chết, như vậy chuyến này nàng tình cảnh hội càng thêm bi thảm. Lam Tử Y hỏi Lâm Băng, nói ra, tại sao có thể như vậy, hắn nặng như vậy thương tổn thế mà lại không có việc gì. Lâm Băng nói ra, ta cũng không rõ lắm, có thể là sư đệ huyết mạch không giống nhau đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn không có việc gì liền tốt. Lam Tử Y nghe vậy cũng thì không hỏi thêm nữa. Đêm nay cũng xem như thời buổi rối loạn. Lam Tử Y ba người thì trong phòng trông coi La Quân, La Quân một mực ở vào trạng thái ngủ say. Buổi sáng khoảng 8 giờ, thiên rốt cục sáng. Lâm Băng cùng Lam Tử Y đều đang ngủ gà ngủ gật, mà Trần Phi Dung một mực phiêu đãng ở trong phòng, không một lát nữa sẽ tới nhìn La Quân, La Quân bất tỉnh nàng liền gấp. Nhưng cho dù là sốt ruột, nàng cũng là an an tĩnh tĩnh không quấy rối. Nàng sợ sẽ ảnh hưởng La Quân thương thế khôi phục. Liền cũng tại lúc này, khi cái kia sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào thời điểm. La Quân bỗng nhiên mở to mắt, hắn cảm thấy mình tựa như là ngủ một cái rất dài cảm giác. Cái này giấc ngủ đến đều có chút đau lưng, hắn đột nhiên thì ngồi xuống, sau đó duỗi cái thật dài lưng mỏi. Thật là thoải mái nha, so lập tức giết gà còn dễ chịu, La Quân rên rỉ kêu lên. Lâm Băng bọn người gặp La Quân tỉnh lại. Đều là hoan hỉ vô cùng. Ngươi tỉnh. Trần Phi Dung làm theo hoan hỉ vô hạn nói, Quân ca ca, ta liền biết ngươi hội không có việc gì. Nàng sau khi nói xong thì hướng La Quân đánh tới, nhào vào La Quân trong ngực. Bất quá dốc sức cũng là dốc sức cái khoảng không, La Quân cũng không kiên nhẫn phất phất tay, nói, qua qua qua, đây là làm gì đâu, muốn chiếm ta tiện nghi à. Trần Phi Dung từ bỏ ôm La Quân, nàng mắt đỏ vành mắt nói với La Quân. Quân ca ca, người đối ta thật tốt, ta về sau cũng không tiếp tục khí ngươi. La Quân không khỏi kỳ quái, nói, êm đẹp, rơi cái gì nước mắt a, thật sự là kỳ quái. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Băng cùng Lam Tử Y, hắn lập tức càng thêm kỳ quái nói ra, a, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Băng cùng Lam Tử Y không khỏi sửng sốt, gia hỏa này, sẽ không phải là ngốc a. Lâm Băng nói ra, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ tối hôm qua sự tình? Tối hôm qua sự tình, La Quân sững sờ, sau đó bắt đầu nhớ lại. Lần này ức không sao, hắn trong nháy mắt liền nhớ lại chính mình tựa như là bị thất kiếm xuyên tim a. Liền tâm tạng đều bị thần long cốt thứ kiếm động mặc. Mà mẹ nó, La Quân vội vàng thoát áo mặc nhìn thân thể của mình, cái này xem xét, chính hắn đều mê mang. Trên thân thể, một cái hố đều không có, một điểm vết thương đều không có. Ta dựa vào
chẳng lẽ tối hôm qua ta là đang nằm mơ? Ta căn bản không có thụ thương, đây là có chuyện gì? La Quân mê mang nhìn về phía Lâm Băng cùng Lam Tử Y, nói, tối hôm qua ta nhớ được ta bị cái kia vong linh pháp sư kiếm khí xuyên thủng 7 cái lỗ, ta hiện tại làm sao lại không có việc gì? Chẳng lẽ tối hôm qua phát sinh đều là ảo giác, ta là đang nằm mơ? Ngươi dĩ nhiên không phải đang nằm mơ. Lâm Băng nói ra, ngươi tối hôm qua xác thực bị thương rất nặng, là Phi Dung đưa ngươi mang về. Vậy ta thương tổn đâu? Ta cảm thấy loại kia thương thế, ta hẳn là ngỏm củ tỏi, làm sao cái này vừa tỉnh dậy liền không sao? Chẳng lẽ là Lam Tử Y ngươi khôi phục pháp lực, ngươi cứu ta? La Quân cảm thấy cổ quái tới cực điểm. Lam Tử Y làm theo nói ra, liền xem như ta khôi phục pháp lực, lấy ngươi hôm qua thương thế, ta cũng không có cách nào cứu ngươi. La Quân nói ra, vậy ta thương tổn làm sao lại tốt? Lâm Băng nói ra, thân thể là chính ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng không biết là chuyện gì xảy ra sao? La Quân nghi hoặc lắc đầu, nói ra, hoàn toàn không biết ha. Ta duy nhất nhớ kỹ cũng là bị pháp sư kia kiếm khí thương tổn về sau, ta đau nhức muốn chết, tiếp lấy ta liền không có chi giác. Chờ ta vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy các ngươi đều ở nơi này a, thương tổn cũng tốt. Trần Phi Dung nói ra, quản hắn như vậy nhiều làm chơi, Quân ca ca ngươi không có việc gì là được rồi, hì hì. La Quân phất phất tay, nói, tiểu nha đầu phiến tử bên cạnh đi chơi, lão tử kém chút bị ngươi hại chết, cái này còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Đợi chút nữa mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Hì hì, Trần Phi Dung nghịch ngợm le lưỡi, sau đó thì ngoan ngoãn bên cạnh đi chơi. Nàng hiện tại đối La Quân cảm giác lại có rất lớn khác biệt. Khi La Quân dùng thân thể vì nàng ngăn trở 7 đạo kiếm khí thời điểm, Trần Phi Dung trong lòng đối La Quân cảm tình liền đạt được một loại thăng hoa. La Quân giờ phút này nhưng lại không biết Trần Phi Dung là đang suy nghĩ gì, hắn cũng không đoái hoài Trần Phi Dung. Hắn đối thân thể của mình tình huống hiếu kỳ tới cực điểm. Lâm Băng hỏi La Quân, nói ra, ngươi chẳng lẽ không có chút nào rõ ràng sao? Dù sao thân thể là chính ngươi. La Quân lắc đầu, nói ra, không biết. Lâm Băng nói ra, có phải hay không là bởi vì ngươi huyết tộc huyết mạch? La Quân lắc đầu, nói ra, không có khả năng, huyết tộc huyết mạch cũng không phải là bất tử chi thân, ta trước đó cũng nhận qua rất nhiều trọng thương, cái kia huyết mạch tuy nhiên có liệu thương tác dụng, nhưng căn bản không đạt được trình độ này. Chẳng lẽ, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến Linh Nhi. Trước đó tại cái kia Kỳ Liên Sơn thần đế trong động phủ, mình cùng Tu La Đại Đế Hoang Thần đối chiến. Lúc ấy thân thể của mình liền bị tàn phá đến một cái tàn phá đến không có khả năng khôi phục cấp độ. Nhưng là về sau, chính mình sau khi tỉnh lại, thân thể lại đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Băng cũng nghĩ đến Tư Đồ Linh Nhi. Nàng tiếp được La Quân lại nói, chẳng lẽ là Tư Đồ Linh Nhi lúc trước đối thân thể ngươi làm ra cải tạo. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, mấy cái có lẽ đã khẳng định là Linh Nhi công lao. Nhưng đến tột cùng Linh Nhi đối thân thể của mình làm cái gì? La Quân lại là nghĩ không ra tới. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn trong khoảng thời gian này lúc đầu đã đối Linh Nhi sự tình không có khó chịu như vậy. Nhưng lúc này lần nữa nhớ tới, loại kia khó chịu cùng thống khổ tựa như là ôn dịch lan tràn một dạng. Lúc này, La Quân cảm thấy mình phá lệ vô năng. Một người nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, vẫn xứng gọi nam nhân sao? Lâm Băng trông thấy La Quân thần sắc. Lập tức cũng đã biết hắn là nhớ tới Linh Nhi. Nàng trong lòng không khỏi mềm mại đứng lên, nhẹ giọng hô, sư đệ. Ta muốn yên lặng một chút, La Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Lam Tử Y nói ra, hiện tại sự thật chứng minh, đến vong linh pháp sư không chỉ một, chỉ sợ còn có. Tử Y, chúng ta đi ra ngoài trước, Lâm Băng cắt đứt Lam Tử Y lời nói. Lam Tử Y nói, thế nhưng là... Lâm Băng giọng nói lạnh xuống, nói. Lam Tử Y, ngươi không nên quá phận. Chúng ta cũng không thiếu ngươi cái gì, ngươi dù sao cũng nên cố kỵ dưới ta sư đệ tâm tình. Hắn không phải đang vì ngươi làm thuê. Lam Tử Y sững sờ, nàng trong mắt lóe lên một sợi nộ khí, nhưng sau cùng nàng vẫn là nhịn xuống qua. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Lam Tử Y đang dần dần khôi phục trí nhớ, mà lại, thuộc về nàng vương giả ý ngạo nghễ, cũng tại dần dần khôi phục. Cho nên nàng không quá có thể chịu được Lâm Băng loại này lời nói lạnh nhạt. Lam Tử Y cùng Lâm Băng rất nhanh liền ra ngoài, Trần Phi Dung giả bộ như ra ngoài, quay người lại nhưng lại lặng lẽ tiến đến. Nàng thân hình phiêu miểu,
tụ tán vô thường, lại là Lâm Băng các nàng cũng bắt không được. La Quân bên này chính ưu sầu bi thương đâu, rất nhanh Trần Phi Dung cái này đậu bỉ thì rất lợi hại nghiêm túc đi vào La Quân trước mặt, nháy mắt hỏi La Quân, nói, Quân ca ca, ngươi làm sao nha? La Quân vừa nhìn thấy Trần Phi Dung, hắn lập tức liền có chút xuất diễn, ta hiện tại rất lợi hại nghiêm túc muốn sự tình, ngươi chớ xuất hiện ở trước mắt ta được hay không? Trần Phi Dung nói, tại sao vậy? Ngươi nghĩ ngươi sự tình, ta lại không quấy rầy ngươi. La Quân thở dài, nói ra, tính toán. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng. Quân ca ca, ngươi hôm nay tại sao muốn phấn đấu quên mình cứu ta với, là không phải là bởi vì ngươi thích ta nha? Trần Phi Dung nghiêm túc hỏi La Quân. La Quân nói ra, không phải. Trần Phi Dung nói, ngươi gạt người, ngươi cũng kém chút vì ta mà chết, ngươi có phải hay không yêu ta? Không có, La Quân nằm ở trên giường, uể oải nói ra, thực ta chính là não tử nóng lên, bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều cảm thấy rất hối hận, không nên cứu ngươi a. Vì cứu ngươi mà chết, ta nhiều oan nha. Trần Phi Dung nhất thời hốc mắt đỏ, nàng nói ra, Quân ca ca, ngươi là cố ý đang giận ta đúng hay không? Không, nói thật nha, La Quân nói ra. Trần Phi Dung nói ra, ngươi thì thật chán ghét như vậy ta. Chán ghét chưa nói tới a, La Quân nói ra, cũng là cảm thấy ngươi có chút phiền. Trần Phi Dung nhất thời khóc tang đứng lên, nói ra, Quân ca ca, ta chán ghét ngươi. Nàng nói xong cũng bay đi. La Quân hơi hơi thở dài, mẹ nó, rốt cục có thể an tĩnh chút. Nhưng là vừa rồi một điểm phiền muộn tâm tình bị Trần Phi Dung như thế đánh nhiễu, lúc này lại là thế nào cũng ấp ủ không nổi. La Quân chỉ là càng thêm kiên định muốn làm bản thân lớn mạnh, cứu trở về Linh Nhi ý nghĩ. Quân ca ca, Trần Phi Dung đột nhiên lại xuất hiện tại La Quân trước mặt, nàng một chống nạnh nói ra, ta quyết định, ta muốn đại nhân bất kể ngươi cái này tiểu nhân qua, ta không ghét ngươi, không giận ngươi. Thế nào, ta rất đại độ đi. Ta dựa vào, La Quân hoàn toàn bị Trần Phi Dung đánh bại. Cái này kim kiếm đến quỷ dị, mà lại lực sát thương vô cùng lớn. La Quân rõ ràng biết, mình tại bên này không có khả năng có hậu viện binh. Cho dù là tại bên ngoài thế giới bên trong, bằng hữu của mình bên trong cũng không ai có bản sự này. Cái này kim kiếm chủ nhân tự nhiên không thể nào là Trung Hoa Đại Đế, bởi vì Trung Hoa Đại Đế đã không trên địa cầu. Mà lại, Trung Hoa Đại Đế nếu là thật sự xuất thủ, đây cũng là không có tư mã chuyện gì. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng đoán không ra cái này kim kiếm chủ nhân là ai. Nhưng La Quân lúc này cũng không có thời gian truy cứu, hắn cần thừa cơ hội này, nhanh chóng nhanh rời đi. La Quân trong tay âm sát ma đao chấn động, sau đó trở tay thẳng hướng tàn bảo pháp sư. Âm sát ma đao lần nữa khởi xướng một cỗ kinh khủng âm khiếu tập sát hướng tàn bảo pháp sư, tàn bảo pháp sư thân thể cũng không lợi hại, hắn đánh một chút trợ công có thể. Nếu là minh đao cây thương thật đối đầu La Quân, hoàn toàn không đùa. Này âm thanh rít gào tập giết tới, tàn bảo pháp sư lập tức lấy pháp lực ngăn cản. La Quân tiến lên trước một bước. Một cái thuấn di đi vào tàn bảo pháp sư trước mặt. Răng rắc một đao. La Quân một đao ở giữa đem tàn bảo pháp sư từ giữa đó chém thành hai khúc. Hắn ngưng tụ đại pháp lực, tăng thêm âm sát ma đao bản thân thực lực, trực tiếp đem tàn bảo pháp sư pháp lực chém nát. Tàn bảo pháp sư như vậy chết thảm, máu tươi vẩy ra. Cái kia tàn bảo pháp sư sau khi chết, ngự mã quỷ thần roi mất đi khống chế, lập tức mềm xuống dưới. Lâm Băng cũng liền đạt được tự do. La Quân đại tay vừa lột, lăng không đem ngự mã quỷ thần roi hút đến tay, cấp tốc để vào cái kia giới tu di bên trong. Sau đó, La Quân đối Hồ Thiên Hùng trong nháy mắt bổ ra 100 đao đến. Đao quang như lôi đình thiểm điện, mang theo huyết sắc cùng sát khí. Đáng thương Hồ Thiên Hùng còn đang khổ cực ứng phó quả thần công kích, lúc này đao quang đến quá mạnh, sau cùng cũng trực tiếp bị âm sát ma đao chém thành thịt vụn. La Quân nghĩ thầm đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát đem Tư Mã cũng giết. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, đi mau, Tư Mã ngươi là giết không chết. Thanh âm này là cái thanh âm thiếu niên. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn liền biết thiếu niên này chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà lại, kim kiếm cũng là thiếu niên này phát ra. Đã thiếu niên này mở miệng, La Quân cũng không thể không nghe. Hắn trong nháy mắt thu sở hữu quả thần, tiếp lấy cùng Lâm Băng quay người chạy trốn. Lần này, La Quân cùng Lâm Băng cấp tốc móc ra thập lý, mà Tư Mã cũng không tiếp tục lại đuổi tới.
Trên thực tế, Tư Mã Lại đuổi tới cũng không có ý gì. Bởi vì hắn có kim kiếm cao thủ trấn nhiếp, còn có La Quân bây giờ tu vi cũng không yếu, cho nên, Tư Mã tuyệt sẽ không lại truy. Thiên vẫn là đen kịt một màu. Trần Phi Dung, người thế nào? La Quân đầu tiên quan tâm hỏi. Trần Phi Dung từ La Quân trong não vực bay ra ngoài, nàng lộ ra có chút mỏi mệt, nói ra, Quân ca ca, ta cần phải ngủ say 3 ngày. La Quân liền nói ra, tốt, người đi ngủ đi. Trần Phi Dung gật gật đầu, sau đó thì bay vào giới tu di bên trong. Lâm Băng không khỏi hiếu kỳ tới cực điểm, nói, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Trần Phi Dung sẽ như vậy mệt mỏi? Chẳng lẽ là nàng đang giúp ngươi? La Quân gật đầu, nói ra, ta sẽ không pháp lực, nhưng Trần Phi Dung là tinh khiết pháp lực. Cho nên nàng cùng ta hợp thể, ta mới có thể phát huy ra vừa rồi uy lực. Bất quá nàng cùng ta cuối cùng không là một người, cho nên nàng mỏi mệt rất nhanh. Lâm Băng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nàng còn nói thêm, là ai ở sau lưng trợ giúp chúng ta? La Quân tự nhiên cũng không biết, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải kim kiếm kia kịp thời xuất thủ, ta hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo. La Quân nói ra, tuy nhiên sức sống của hắn rất cường đại, nhưng nếu là thân thể bị chém thành 2 đoạn, cái kia chính là hết cách xoay chuyển. La Quân rất lợi hại khẳng định, hắn cũng không nhận ra cái này kim kiếm cao thủ. Hiện tại chúng ta muốn làm sao? Lâm Băng vô ý thức hỏi La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, có lẽ cái này kim kiếm cao thủ cùng bất tử tộc có quan hệ, ta muốn dưới, trừ bất tử tộc, không thể nào là người khác. Muốn đến bất tử tộc bên trong, tuy nhiên có không ít người muốn Lam Tử Y chết, nhưng cũng nhất định sẽ có Lam Tử Y tử chung đến đây. Cái này kim kiếm cao thủ đã kịp thời xuất thủ, chắc hẳn Lam Tử Y cũng đã bị hắn cứu. Hắn đón đến, nói ra, cho nên hiện tại, chúng ta muốn làm liền là chờ kim kiếm kia cao thủ cùng chúng ta đến đây tụ hợp. Lâm Băng lúc đầu trong đầu vẫn là một đoàn mê vụ, nhưng La Quân kiểu nói này, nàng lập tức cảm thấy có loại đẩy ra vân vụ cảm giác. Cũng là tại lúc này, đằng sau lại lần nữa truyền đến cái kia thanh âm thiếu niên. Các hạ xác thực rất lợi hại thông minh, thế mà có thể đem tất cả mọi chuyện đoán được một chữ không kém. La Quân cùng Lâm Băng quay đầu, bọn họ lập tức liền trông thấy trong bóng tối một nam một nữ đi lên phía trước. Nữ dĩ nhiên chính là Lam Tử Y. Lam Tử Y đã khôi phục diện mạo như trước. Nàng là xinh đẹp như vậy lạnh nhạt. Mà nam lại là cái nhìn mới 16 đến tuổi thiếu niên, hắn khuôn mặt tuấn mỹ bên trong lộ ra một tia non nớt. Hắn cùng Lam Tử Y đi cùng một chỗ, tựa như là Lam Tử Y đệ đệ một dạng. Thiếu niên này, khiến người ta nhìn một chút đã cảm thấy hắn là tuyệt đối quý tộc. Tựa như là Nhật Bản manga bên trong, cái kia tại cây anh đào dưới yêu thương thiếu niên. Mà lại, thiếu niên này toàn thân áo trắng, trong tay cầm một cây bạch ngọc trường địch. Hiển nhiên cũng là thần tượng cấp bậc nam thần, hắn đây là muốn ẩn hiện tại bên ngoài thế giới, khẳng định phải để vạn thiên thiếu nữ điên cuồng. Lam Tử Y quả nhiên là bị hắn cứu. Mặc dù nhưng thiếu niên này tuấn mỹ như thế, nhưng Lâm Băng lại sẽ không vì hắn mị lực mà thay đổi. Nàng và La Quân đều nhìn về Lam Tử Y cùng thiếu niên này. Thiếu niên cùng Lam Tử Y rất nhanh liền đi vào La Quân cùng Lâm Băng trước mặt. Thiếu niên xông La Quân khiêm tốn nói ra, đa tạ hai vị đối nhà ta tông chủ chiếu cố, Diệp Minh vô cùng cảm kích. La Quân nhìn Lam Tử Y liếc một chút, hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Minh, nói ra, khách khí, sau cùng chúng ta vẫn là không có bảo vệ tốt Lam cô nương. Diệp Minh nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, Diệp Minh vẫn là muốn cảm tạ hai vị. Lâm Băng làm theo nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm phù hợp địa phương lại nói tiếp đi. Diệp Minh gật gật đầu. Sau đó, cả đám liền rời đi đường đi, rất nhanh liền đi vào một chỗ nhà dân. Mọi người xâm nhập nhà dân, cái kia nhà dân ở đây là một đôi người già phu thê, cũng không có con nối dõi. Diệp Minh vứt xuống đầy đủ minh tệ, sau đó để người già phu thê qua chuẩn bị chút thức ăn, cũng dặn dò không cần nhiều miệng. Đối với người già phu thê cũng có chút bên trên nói, lấy tiền càng là vui mừng hớn hở. Người già lại không có con nối dõi, kiếm tiền thật sự là khó a. Phòng này điều kiện không tốt lắm, chỉ có 2 gian phòng. Mọi người trước tiên ở trong đại đường nói chuyện. Diệp Minh liền xem như tại trong hoàn cảnh như vậy, vẫn cho người sang khí bức người, phong độ nhẹ nhàng, không nhuốm bụi trần khí chất. La Quân nói ra, Lam Tử Y,
còn không nghe ngươi giới thiệu cho chúng ta vị này Diệp Minh tiểu ca đâu. Lam Tử Y tựa hồ một mực đang suy nghĩ cái gì, nghe vậy ngốc ngẩn ngơ, tiếp lấy nàng nói ra, các ngươi hẳn phải biết tên hắn, Diệp Minh. Hắn từ nhỏ chính là ta thu dưỡng lấy, tuy nhiên ta không có chính thức thu hắn làm đệ tử ta, nhưng hắn cái này một thân bản sự đều là ta truyền thụ, có thể tuyệt đối tín nhiệm. La Quân cùng Lâm Băng bừng tỉnh đại ngộ. La Quân vừa nhìn về phía Diệp Minh, mỉm cười, nói ra, ta cùng Lam Tử Y là cùng thế hệ, xem ra ta còn không thể để ngươi tiểu ca. Diệp Minh nao nao, theo rồi nói ra, đều chẳng qua là cái xưng hô mà thôi. La Quân nói ra, vậy ngươi chẳng lẽ có thể để Lam Tử Y vì tỷ tỷ hay sao? Diệp Minh nhìn về phía La Quân, nói ra, La Huynh tựa hồ đối với ta có chút thành kiến. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tuyệt đối không có, bất quá là chỉ đùa một chút. Hắn đón đến, nói, không biết Diệp Minh ngươi tại bất tử tộc bên trong, tu vi xem như trình độ kia. 12 vong linh pháp sư là đối thủ của ngươi sao? Diệp Minh nói ra, vong linh pháp sư bên trong thủ tịch pháp sư Phó Lăng, tu vi đã công tham tạo hóa, ta chỉ sợ khó có thể ứng phó. Còn hắn vong linh pháp sư, ta tự tin có thể ứng đối. La Quân vừa nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, ngươi có mấy cái giống Diệp Minh dạng này trung tâm đệ tử. Lam Tử Y nói ra, ta hết thảy hai người đệ tử, cái thứ nhất là Diệp Minh, thứ hai là Đinh Tình. La Quân liền lại hướng Diệp Minh nói, như vậy Đinh Tình đâu? Hắn ở đâu? Diệp Minh trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn nói ra, tông chủ hôm nay chi kiếp, toàn bái Đinh Tình ban tặng. Bây giờ phái ra vong linh pháp sư theo đuổi đánh tông chủ, cũng là Đinh Tình cách làm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn khẽ cười khổ, nói ra, xem ra Lam Tử Y ngươi là gia môn bất hạnh a. Lam Tử Y từ tốn nói, hạnh cùng bất hạnh, hiện tại cũng không có gì để nói nhiều. La Quân nói ra, Đinh Tình cũng không đến sao. Hắn chẳng lẽ không biết, Diệp Minh ngươi xuất thủ, hắn sẽ rất khó lại giết các ngươi tông chủ. Diệp Minh nói ra, cụ thể ta không rõ ràng, ta một mực đang chú ý tông chủ tin tức. Lần này, ta là theo đuôi những vong linh này pháp sư đến đây, bọn họ bắt tông chủ, ta mới ra tay. La Quân a một tiếng. Diệp Minh nói ra, xem ra La Huynh đối ta cũng không phải là quá tín nhiệm. La Quân nói ra, đây không phải không tín nhiệm, mà chính là cẩn thận. Diệp Minh liền nói ra, cẩn thận một chút là hẳn là. La Quân còn nói thêm, như vậy hiện tại, đã ngươi đã tìm được Lam Tử Y, xem ra ta cùng sư tỷ của ta là có thể toàn thân trở ra. Lam Tử Y sắc mặt hơi đổi một chút, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân, ngươi nói như vậy là có ý gì? La Quân mỉm cười, nói ra, không có ý gì à. Lam Tử Y nói ra, chúng ta trước đó ước định là đến Bất Tử Sơn, giúp ta khôi phục chân thân. Bây giờ chính là gian nan, người sao có thể xem thường rời khỏi. La Quân nói ra, Diệp Minh bản sự lợi hại, ta cùng sư tỷ đi theo, chỉ sợ ngược lại là vướng víu. Diệp Minh liền cũng liền mở miệng, hắn nói ra, La Huynh, ta không biết vì cái gì ngươi tựa hồ đối với ta có chút thành kiến. Nhưng dưới mắt, nhà ta tông chủ tình huống nguy cấp, mong rằng ngươi không muốn so đo ta khuyết điểm, cần phải lưu lại tương trợ. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đối với ngươi không có có thành kiến. Hắn đón đến, cười cười nói, nếu như nhất định muốn nói thành gặp, có lẽ là ngươi quá tuấn tú, ta ghen ghét ngươi đi. Diệp Minh phức tạp nhìn một chút La Quân, hắn phát hiện hắn một chút cũng nhìn không thấu trước mắt người này. Diệp Minh nói ra, nếu là La Huynh là không quen nhìn ta gương mặt này, cái kia cũng không cần gấp, ta đem mặt mũi này hủy chính là. Hắn sau khi nói xong, liền cổ tay khẽ đảo. Đem kim kiếm kia nắm trên tay, liền hướng trên mặt vạch tới. La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, chỉ đùa một chút, làm gì coi là thật. Diệp Minh ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra, ta lấy thành tâm cảm tạ La Huynh, mong rằng La Huynh không muốn mở ta trò đùa. La Quân nói ra, người rất dễ dàng coi là thật, tốt ha, cái này trò đùa không ra cũng được. Về sau, cái kia người già phu phụ bưng lên nóng hầm hập mì sợi. La Quân mấy người cũng quả thật có chút đói, mặc dù lại chính là đơn giản nước trắng mì sợi thả điểm hành thái. Nhưng La Quân bọn người lại là uống ngay cả nước mì đều không thừa. Về sau, cái kia người già phu phụ cũng liền trở về phòng nghỉ ngơi. La Quân hỏi Diệp Minh, nói ra, về sau ngươi có kế hoạch gì sao? Diệp Minh liền nói ra,
chúng ta nghỉ ngơi 3 giờ sau, không đợi hừng đông thì ra Phong Đô Thành. Như thế nào rời đi Phong Đô Thành? La Quân hỏi. Diệp Minh nói ra, ta mang mọi người hư không vượt qua là được. La Quân sững sờ, hắn kém chút quên, ban đầu đến vẫn là có thể hư không vượt qua. Thành tường kia lại cao hơn lại như thế nào, trực tiếp lấy hư không xuyên qua. Diệp Minh tu vi không thể nghi ngờ là rất lợi hại hung mãnh. La Quân nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, người kéo theo sao? Diệp Minh nhìn về phía La Quân, nói ra, ta trước đó nhìn ngươi cùng Tư Mã chiến đấu, người pháp lực cũng phi thường cường hãn, chẳng lẽ ngươi cũng cần ta mang? La Quân cười ha hả, hắn nói ra, không cùng ngươi khoác lác, ta có không tiện nói nguyên nhân. Dù sao ta hiện tại cơ bản tương đương không có pháp lực, ít nhất phải 3 ngày sau đó mới có thể khôi phục. Mỗi người đều có bí mật, cái này là rất dễ lý giải. Diệp Minh tin tưởng La Quân không có nói sai, hắn nói ra, ta có thể tới về 2 chuyến, vấn đề không lớn. La Quân thực vẫn cảm thấy có chút thật mất mặt, nhưng lúc này, mặt mũi cũng dáng chống đỡ không nổi. Không phải vậy đến lúc đó quẫn đến càng lớn. Sau đó, La Quân còn nói thêm, bất quá Diệp Minh, ta có mấy lời muốn trong âm thầm cùng Lam Tử Y trò chuyện chút, ngươi vừa liền tránh một chút sao. Lời nói này có chút đường đột, cũng vẫn là đầy đủ biểu hiện ra đối Diệp Minh không tín nhiệm. Bất quá Diệp Minh lại là nói ra, có thể. Hắn sau khi nói xong, liền đứng người lên nói với Lam Tử Y, tông chủ, ta đi ra ngoài trước. Lam Tử Y gật gật đầu. Diệp Minh mỉm cười, nói với La Quân, La Huynh là cái cẩn thận người, ta dù sao cũng là mới đến, người hoài nghi rất lợi hại có đạo lý. Hắn đón đến, nói ra, bất quá thời gian cuối cùng rồi sẽ chứng minh hết thảy. Diệp Minh rất nhanh liền ra nhà dân. La Quân có thể cảm giác Diệp Minh đi ra rất xa, hắn tin tưởng, Diệp Minh dạng này người tuyệt sẽ không đến nghe lén. Diệp Minh sau khi đi, Lam Tử Y nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, người tựa hồ không quá tin tưởng Diệp Minh. La Quân trịnh trọng nói ra, người cảm thấy ta hẳn là tin tưởng sao? Lam Tử Y nói ra, ta cảm thấy người hẳn là tin tưởng, bởi vì không có hắn, chúng ta hoặc là bị bắt đi, hoặc là sẽ chết. La Quân nói ra, bất tử tộc vẫn luôn không có muốn giết ngươi, bọn họ bắt ngươi đến là muốn làm gì, chúng ta ai cũng không biết. Hắn nói đến đây ngừng một lát, sau đó lại tiếp tục nói, cho nên, dựa vào loại tình huống này, chúng ta cẩn thận một chút là không sai. Lâm Băng cũng nói, càng nguy hiểm hơn chính là, áo tím người trí nhớ cũng không hoàn chỉnh. La Quân nói ra, không sai, vạn nhất người trí nhớ bỏ sót một thứ gì đó, vậy sẽ là chí mạng. Lam Tử Y nói, các ngươi lo lắng, ta biết. Đây là tánh mạng du quan sự tình, ta sẽ không lấy ra nói đùa. La Quân nói ra, tốt, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Diệp Minh tuyệt đối có thể tin được không? Lam Tử Y nói ra, tuyệt đối đáng tin. Nàng đón đến, nói ra, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta lúc đầu luân hồi chuyển thế, đến hôm nay trở về bất tử tộc, Diệp Minh là ta bố trí xuống rất trọng yếu một quân cờ. La Quân nói ra, vậy cũng đúng, người tiền thân chính là bất tử tộc tông chủ, chính là Hoàng Vương, người không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Trên thực tế, lần này nếu không phải Diệp Minh tại, chúng ta cũng sống không tới bây giờ. Lâm Băng nói ra, cho nên, chúng ta nói chuyện liền muốn đến đây là kết thúc sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đúng, ta qua để Diệp Minh tiến đến. Hắn nói xong cũng đứng lên. La Quân ra nhà dân. Bên ngoài rất là trống trải, bốn phía đen kịt một màu, nồng vụ khiến người ta đứng tại đối diện đều chỉ có thể nhìn thấy đối phương chân. Đương nhiên, loại này nồng vụ cũng không phải là những khói như sương mù đó. Âm diện thế giới người hấp thu những này âm khí quá nhiều, thân thể thể chất đã hoàn toàn thói quen những này âm khí. Tuy nhiên tại trong sương mù dày đặc nhận ra độ rất thấp, nhưng là La Quân vẫn là tại trong thần thức tìm tới Diệp Minh, hắn đi ra phía trước. Diệp Minh cầm trong tay sáo ngọc, hắn tựa như là cửu thiên huyền tiên một dạng, trên đời mà độc lập. La Quân đi vào Diệp Minh bên người, hắn còn chưa mở miệng, Diệp Minh trước tiên là nói về lời nói, La Huynh, tuy nhiên ta nhìn tương đối nhỏ, nhưng ta số tuổi thật sự đã có 120 tuổi. Cho nên, ta đoạn hô không thúc thúc của ngươi. La Quân không khỏi mồ hôi. Đậu phộng, nguyên lai là như thế một gốc giả A. Cái này không chết nhất tộc thật sự là mẹ nó có thuật chú nhan A.
La Quân cũng là thật ngượng ngùng tiếp tục suy nghĩ coi người ta thúc thúc. Diệp Minh sau đó còn nói thêm, ta từ nhỏ cũng là tông chủ giáo dưỡng, trong lòng ta, tông chủ không chỉ có là sư phụ ta, vẫn là mẫu thân của ta. Những năm gần đây, ta một mực ý đồ đang tìm kiếm tông chủ tung tích. La Quân nói ra, sư huynh của ngươi Đinh Tình không có làm khó ngươi sao? Diệp Minh nói ra, Đinh Tình một mực đang giám thị ta, hắn đang tìm tông chủ đồng thời, cũng cho là ta cùng tông chủ sẽ có liên hệ nào đó. Hắn muốn thông qua ta tìm đến tông chủ. La Quân nói ra, nhưng sau cùng, lại là ngươi thông qua hắn tìm đến tông chủ đúng hay không? Diệp Minh nói ra, có thể nói như vậy. Ngươi cảm thấy Đinh Tình sẽ đến không? La Quân hỏi. Diệp Minh nói ra, Đinh Tình hẳn là sẽ không đến, bây giờ trong tông đã có lời đồn, nói là lão tông chủ phải thuộc về tới. Đinh Tình bây giờ căn bản không dám rời đi, hắn sợ hãi những lão tông chủ đó bộ hạ cũ hội khởi binh tạo phản. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, La Quân nói ra, đến Bất Tử Sơn về sau, ngươi có cái gì kế hoạch giết Đinh Tình? Dù sao Đinh Tình không chết, Lam Tử Y rất khó qua băng hoàng cung khôi phục chân thân. Diệp Minh nói ra, Đinh Tình thế lực đã thâm căn cố đế, dù sao khoảng cách này lão tông chủ rời đi đã có hơn 20 năm. Cho nên, ta hiện tại cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, căn bản không có cái gì kế hoạch cụ thể. La Quân nói ra, ngươi nói không sai, nhưng ta tin tưởng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Diệp Minh nói, không sai, ta cũng tin tưởng, ta bất thắng chính. Về sau, La Quân cùng Diệp Minh cũng thì không nói thêm lời, hai người trở lại nhà dân bên trong. Một đoàn người cũng liền tại trong đại đường ngồi, cùng áo mà ngủ. 3 giờ sau, lúc này đã là sớm hơn 7 giờ. Bất quá lúc này, thiên vẫn là một mảnh đen kịt. Nơi này không có bình minh câu chuyện, chỉ có khi quỷ xe buýt tụ tập đầy đủ hồn phách về sau, sau đó lại lấy trận pháp phát ra hồn phách đạn pháo đem khói như sương mù mây đen xông mở. Như thế ánh sáng mới có thể buông xuống. Cả đám thừa dịp lúc ban đêm xuất phát, hướng thẳng đến Phong Đô Thành ra khỏi cửa thành chỗ mà đi. Đoạn đường này qua, cũng là bình an. Mọi người thành công rời đi Phong Đô Thành. Phong Đô Thành bên ngoài, hoang vu một mảnh. Vẫn là một đầu quan đạo thọc sâu hướng cái kia Yến Đô Thành. Vượt qua Yến Đô Thành về sau, liền có thể trực tiếp tiến về Bất Tử Sơn. Mọi người hành trình cũng coi như đi một nửa. Cái này một nửa còn tính là tương đối an toàn khu vực. Mà tại về sau, phải đi qua Bất Tử Sơn, muốn đối mặt Đinh Tình, cái kia chính là nguy hiểm nhất. La Quân hợp thời đem thần nha hỏa hồ trả lại Lâm Băng. Về phần âm sát ma đao, Lâm Băng dứt khoát đem cái này âm sát ma đao đưa cho La Quân. Sư phụ di vật, cũng nên lưu một chút cho ngươi, ngươi cầm đi. Lâm Băng nói như vậy. La Quân cũng cảm thấy đến giờ này ngày này. Trên tay nhất định phải có kiện tiện tay binh khí, thế là hắn không có cự tuyệt. Tại thuần túy tu luyện võ đạo thời điểm, La Quân những loại người này không thể có binh khí. Bởi vì hai tay là lớn nhất diệu vũ khí, một khi ỷ lại tại binh khí, cái kia đối với tu hành rất là bất lợi. Mà đến bây giờ, đến pháp lực thời đại, La Quân nhất định phải có biện pháp khí. Không có pháp khí, thuần túy pháp lực cũng không thể thể hiện ra mạnh đại sát thương lực. Tựa như là trước kia, La Quân đối chiến Tư Mã Tám trận Thiên La Bàn, ngày đó La Kiếm bén nhọn như vậy, La Quân nếu không phải có âm sát ma đao, hắn sớm đã không địch lại. Từ Phong Đô Thành đến Yến Đô Thành trung gian đầu này quan đạo ước chừng dài 400 cây số. Chúng ta nếu như toàn lực đi đường, cả ngày liền có thể đến. Nói cách khác, đêm nay chúng ta liền có thể đến Yến Đô Thành. Diệp Minh nói ra, La Quân nói ra, chúng ta trước đó toàn lực đi đường. Vừa vặn liền bị bọn họ phát hiện tung tích. Diệp Minh nói ra, cho nên lần này chúng ta không đi quan đạo, mà chính là đi bên cạnh hoang dã. La Quân nao nao, sau đó cảm thấy Diệp Minh nói có thể thực hiện. Tuy nhiên trên hoang dã có thật nhiều đầm lầy bẫy dập, nhưng là cái này khó không được bọn họ mấy cao thủ này. Trước đó La Quân bọn họ là không muốn gây nên chú ý, cho nên bảo trì bình thường tốc độ. La Quân cảm thấy bình thường bước đi. Là lớn nhất sẽ không khiến cho hoài nghi. Mà đến tối, La Quân coi là cái này đoạn sẽ không bị người chú ý, cho nên thì toàn lực tại trên quan đạo đi đường. Sở dĩ tại trên quan đạo chạy, cái kia cũng là bởi vì trên quan đạo đường tạm biệt. Nhưng sự thật chứng minh, đó là sai. Hiện tại, Diệp Minh kế hoạch thì tương đối đáng tin nhiều. Ngay sau đó,
Diệp Minh thì cõng Lam Tử Y. Sau đó, ba người nhanh như điện chớp đi đường. Vào lúc ban đêm, La Quân bốn người rốt cục đến Yến Đô Thành. Yến Đô Thành bên trong lại cùng Phong Đô Thành cùng Minh Đô Thành xấp xỉ. Nói trở lại, thực liền xem như tại bên ngoài thế giới bên trong, mỗi một tòa thành thì cũng đều là cơ bản giống nhau, trừ một ít phong cảnh khác biệt, còn có phồn hoa trình độ khác biệt. Lâm Băng ngược lại là hỏi ra nghi vấn, vì cái gì nơi này mỗi tòa thành thị đều không khác mấy, còn có thành thị bên ngoài địa phương cũng là xấp xỉ. Diệp Minh hồi đáp, tại trước đây thật lâu, âm diện thế giới thực là không có bóng người. Khi đó chỉ có một ít quỷ sai chuyên môn phụ trách giam cầm hồn phách mang ở đây nuôi thả. Những hồn phách này đến âm diện thế giới, sau cùng thì hình thành cái này nồng đậm âm khí. Đối với cá biệt hung ác quỷ hồn, liền trực tiếp đem đánh cho hồn phi phách tán. Về sau, âm diện thế giới bắt đầu phát triển, dần dần có bất tử tộc, có địa tàng vương Bồ Tát, có nối liền không dứt nhân loại. Nhân loại ở chỗ này đi qua phát triển, bắt đầu có thập điện Diêm La, có quý binh quỷ tướng. Nơi này đại địa lúc đầu che kín đầm lầy, về sau thập điện Diêm La nhóm bắt đầu tạo thành. Mọi người tạo thành lý niệm giống nhau, cho nên cũng liền tạo thành thành trì cơ bản giống nhau. Mà thành trì bên ngoài, cũng là một đầu quan đạo phụ trách xuyên qua toàn bộ âm diện thế giới. Quan đạo cùng thành trì bên ngoài địa phương liền không có người quản. Thập điện Diêm La rất sớm đã tồn tại, nhưng là trước kia thập điện Diêm La cũng không phải là hiện tại thập điện Diêm La. Cái này chức thành chủ cũng là đời đời truyền thụ xuống tới. Diệp Minh nói ra, mặc kệ là thập điện Diêm La vẫn là bất tử tộc, thập điện Diêm La thọ mệnh lâu một chút, nhưng cũng sẽ chết già. Mà bất tử tộc tuy nhiên không chết, nhưng là tại trong chiến loạn vẫn là chết rất nhiều, thay đổi rất nhiều. Cả ngày đi đường, đối với La Quân bọn người tới nói vẫn là tiêu hao rất lớn. Cho nên tại đến Yến Đô Thành về sau, một đoàn người lựa chọn tiếp tục tìm một gian vắng vẻ nhà dân nghỉ ngơi. Yến Đô Thành so sánh Minh Đô Thành cùng Phong Đô Thành tới nói, như vậy lớn hơn rất nhiều. La Quân tại tiến trước khi đến đã nghe Diệp Minh đối Yến Đô Thành một chút giới thiệu. Hắn riêng là giới thiệu Yến Đô Thành thành chủ. Yến Đô Thành thành chủ chính là Sở Giang Vương ngọn núi ngàn. Thập điện Diêm La bên trong, lấy Tống Đế Vương lợi hại nhất hung mãnh. Tống Đế Vương bây giờ có được ba thành, thủ hạ cao vô số người, nghiễm nhiên đã là thập điện Diêm La bên trong thủ lĩnh. Càng là toàn bộ âm diện thế giới thủ lĩnh. Đương nhiên, đây là dựa vào bỏ qua một bên bất tử tộc không nói, bỏ qua một bên địa tàng vương Bồ Tát không nói tình huống dưới. Bây giờ âm diện thế giới, không có bất tử băng hoàng cùng địa tàng vương Bồ Tát, hắn Tống Đế Vương tự nhiên là có thể xưng vương xưng bá. Tại Tống Đế Vương về sau, thập điện Diêm La bên trong xếp hạng thứ hai là Diêm La Vương Bao Long Đồ. Nghe nói cái này Bao Long Đồ chính là Tống Triều thời kỳ nổi danh Bao Thanh Thiên. Nhưng cái này vẻn vẹn đều là một loại truyền thuyết, Bao Long Đồ từ khi ra đời ngay tại âm diện thế giới tu đạo, lại là chưa bao giờ đi qua bên ngoài thế giới làm qua quan viên. Mà lại, Tống Triều thời kỳ, Bao Long Đồ cũng không có xuất sinh. Bao Long Đồ trưởng quản Linh Đô Thành, hắn tác phong làm việc xác thực dị cho người khác, mà lại cũng còn không thế nào cho Tống Đế Vương mặt mũi. Nhưng nhiều năm như vậy, Tống Đế Vương vẫn là dễ dàng tha thứ lấy Bao Long Đồ. Nghe nói, Bao Long Đồ trong tay có nhất pháp bảo bối, gọi là Thiên Địa Bảo Giám. Bảo vật này dám lợi hại phi phàm. Như vậy nói đến đây, tự nhiên muốn đảm Yến Đô Thành thành chủ ngọn núi ngàn. Ngọn núi ngàn tại thập điện Diêm La bên trong bài danh thứ ba, cũng là so sánh đặc lập độc hành một cái. Lúc trước qua tấn công thần vực thời điểm, ngọn núi ngàn cũng không có tham gia. Căn bản là không có chim Thái Sơn Vương đám người bọn họ. Ngọn núi ngàn tu vi lợi hại thì không cần phải nói, hắn có nhất pháp bảo bối, gọi là Ngũ Long Luân. Ngũ Long Luân phát ra công kích, năm đầu thần long vừa đi vừa về công sát, cũng có thể tự hành công sát, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mặt khác ngọn núi ngàn còn có nhất pháp bảo bối gọi là Chiếu Thiên Ấn, Chiếu Thiên Ấn ném ra công kích, lực lượng to lớn vô cùng. Cái này ngọn núi ngàn cũng không phải cái tùy tiện có thể làm cho người ta. Dựa theo Diệp Minh thuyết pháp, ngọn núi ngàn làm việc đặc lập độc hành, cũng không quá sẽ đến lẫn vào bất tử tộc chuyến này vũng nước đục. Tại cái kia dân trong phòng, bốn người lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhà dân chủ nhân là một đôi vợ chồng trung niên, có một cái tiểu nhi tử đã ngủ say. Diệp Minh lần nữa lấy tiền tài mở đường, vậy đối với đôi vợ chồng trung niên hoan hỉ đi làm cơm. La Quân bốn người bắt đầu tiến hành thảo luận.
Ninh Tình đến Hứa Tư Mã bọn họ chỗ tốt gì, thế mà để Tư Mã bọn họ đến cam tâm vì hiệu mệnh. La Quân hiếu kỳ hỏi. Diệp Minh nói ra, bất tử tộc bên trong có thật nhiều khiến người tâm động pháp bảo cùng tiền tài, đơn giản không phải tiền tài hoặc là bảo vật. La Quân nói ra, nếu như ngọn núi ngàn cũng bị đả động, trước tới ra tay, người có nắm chắc thắng qua ngọn núi ngàn sao? Diệp Minh nói ra, nếu là đơn độc một cái ngọn núi ngàn, ta còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng ngọn núi thiên thủ dưới cũng có cao thủ, lại thêm nếu là Tư Mã cũng không cam lòng, lại cùng Phong Đô thành thành chủ Long Xâm tập giết tới, cái kia ta cũng là hết cách xoay chuyển. La Quân nói ra, đã ngọn núi ngàn vô cùng tự phụ, như vậy có lẽ hắn sẽ không đem chỗ tốt phân cấp. Hắn có lẽ sẽ mang theo dưới tay mình trước tới bắt chúng ta. Diệp Minh nói ra, có khả năng này. La Quân nói ra, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy từ khi tại Phong Đô Thành cùng Tư Mã đối chiến về sau, chúng ta tiếp xuống đường đi thuận lợi một điểm. Không biết đến là bọn họ thật không có phát hiện chúng ta, vẫn là bọn hắn đang chờ đợi cơ hội gì. Diệp Minh khe khẽ thở dài, nói ra, hy vọng là bọn họ không có phát hiện, nếu không lời nói, chờ đợi bọn họ xuất thủ lần nữa, tất nhiên sẽ là 10 phần chắc chín. La Quân lập tức lại nghĩ đến cái gì, hắn hiếu kỳ hỏi. Tại chúng ta bên ngoài thế giới bên trong, muốn tu luyện pháp lực cần dựa vào đan dược. Nhưng ta nhìn các ngươi thật giống như đều không cần đan dược. Diệp Minh nói ra, bên ngoài thế giới hết thảy đều so âm diện thế giới có quan hệ tốt, nhưng là chúng ta có một cái rất rõ ràng ưu thế. Cái kia chính là không khí bên trong tràn đầy âm khí, trong âm khí cũng có khí tinh hoa. Chúng ta người tu đạo liền dựa vào hấp thu những tinh hoa này chi khí. Hắn đón đến, nói. Tại bên ngoài thế giới bên trong, cũng có khí tinh hoa, bất quá vô cùng khó hấp thu. Giống thần đế bọn họ như thế tồn tại, liền có thể tự hành hấp thu trong không khí linh tinh chi khí. Nhưng mà loại này khí, các ngươi đều khó mà cảm nhận được tồn tại. Ngươi cũng biết thần đế, La Quân không khỏi hiếu kỳ. Đồng thời, hắn cũng rốt cục chứng thực tâm bên trong một cái ý nghĩ. Đó chính là hắn cảm thấy một mực dựa vào những đan dược này tu luyện, tiến độ quá chậm. Mà lại, đan dược chế tạo không dễ, hậu kỳ não vực tiến hóa, cần thiết dinh dưỡng lại quá lớn. La Quân vẫn cảm thấy hẳn là có cái đường tắt. Thông qua cùng Diệp Minh nói chuyện, cái này là hoàn toàn chứng thực trong lòng của hắn ý nghĩ. Diệp Minh nói ra, thần đế chính là thiên cổ nhất nhân, vô luận là tại bên ngoài thế giới vẫn là âm diện thế giới, hay là hắn vị diệt, chỉ cần là tu đạo đến nhất định tầng thứ, vậy liền nhất định sẽ biết thần đế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên cũng minh bạch, tuy nhiên Trung Hoa Đại Đế bọn họ tu vi khả năng đã cùng thần đế chênh lệch không xa. Nhưng là bọn họ cống hiến cùng danh khí, lại là vĩnh còn lâu mới có thể uống thần đế so sánh. Thần đế là mở ra Pandora hộp ma người, hắn tạo nên thế giới bao la bên trong tu đạo thịnh hành. Hắn khai sáng một thời đại. Trung Hoa Đại Đế bọn họ cũng là thông qua hắn, mới có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Mà lại, cái này theo cái thứ nhất leo lên mặt trăng Armstrong một dạng, mọi người đều biết Armstrong. Nhưng Aldrin là cùng Armstrong cùng một chỗ, hắn chỉ là chậm một bước. Mà bây giờ, rất ít người biết Aldrin. Lại tỉ như Dương Lợi Vĩ, mọi người đều biết thần năm cùng Dương Lợi Vĩ, nhưng đằng sau thần sáu, thần thất đẳng các loại, có ai còn nhớ rõ những phi hành gia đó tên? Có đôi khi, nhìn chỉ thiếu chút nữa. Nhưng là đãi ngộ cùng địa vị lại ngày đêm khác biệt. La Quân không khỏi ngẩn người mê mẩn, tại đem đến tu đạo giới bên trong, mình tới lại là một cái dạng gì vị trí. Mình liệu có thể trở thành siêu việt thần đế tồn tại đâu? Đây là đáng giá khiến người ta chờ mong một việc. Sau đó, Diệp Minh nói ra, chúng ta vẫn là như cũ, sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi 3 giờ, sau đó thừa dịp lúc ban đêm rời đi Yến Đô Thành. Cái này Yến Đô Thành bên trong có ngọn núi ngàn tại, trong nội tâm của ta thực sự khó có thể bình an. La Quân bọn người tự nhiên không có ý kiến gì, biểu thị đồng ý. Đồ ăn làm tốt về sau, bốn người liền thống khoái bắt đầu ăn. Mặc dù chỉ là đơn giản thóc gạo cơm cùng dưa muối, nhưng theo nhưng đã cảm thấy rất hương. Vợ chồng trung niên còn rất phúc hậu xuất ra một chút thịt khô, cái kia thịt khô là chưng chín, cũng không biết cụ thể là động vật gì thịt, dù sao bắt đầu ăn vô cùng sảng khoái. Cái kia thịt khô chưng đã rất dở, ăn một miếng, còn có thể chảy ra dầu tới. Sau khi cơm nước xong, bốn người cùng áo mà ngủ. Bất quá lần này cũng không có thuận lợi như vậy, ngủ một giờ sau,
La Quân cùng Diệp Minh còn có Lam Tử Y cùng Lâm Băng đồng loạt mở to mắt. Bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm tiến đến. Cuối cùng vẫn là tới. Đây là tránh cũng không thể tránh. Diệp Minh lập tức nói với La Quân, La Huynh, ngươi mang tông chủ và Lâm cô nương rời đi, ta đến ứng trả cho bọn họ. Ứng phó được đến sao? La Quân lo lắng hỏi. Diệp Minh nói ra, ứng phó không được cũng phải ứng phó, các ngươi đi trước, ta nếu là trốn tới, liền sẽ qua cùng các ngươi tụ hợp. La Quân nói ra, ngươi tìm được chúng ta sao? Diệp Minh nói ra, đương nhiên, hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, đã tại ngoài trăm thước. La Quân ngay sau đó cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp cõng Lam Tử Y, sau đó cùng Lâm Băng ra nhà dân. Nguy hiểm là đến từ Đông Phương. Diệp Minh chính là đón lấy Đông Phương, La Quân liền dẫn Lam Tử Y cùng Lâm Băng hướng phương Bắc bỏ chạy. Phương Bắc chính là ra khỏi thành phương hướng. La Quân chạy ra một đoạn về sau, hắn không được không dừng lại. Bởi vì phía trước đứng ba người. Cái thứ nhất, La Quân nhận biết, đó là Tư Mã. Cái thứ hai cùng cái thứ ba La Quân cũng có phần quen thuộc, cái kia là trước kia hai tên vong linh pháp sư, theo thứ tự là Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư. La Quân không khỏi kêu khổ, hắn hiện tại tình huống này, cái kia chính là làm Tư Mã cũng làm không thắng. Càng đừng nói hiện tại còn nhiều hai tên vong linh pháp sư. Cái kia Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư trông thấy La Quân trong tích tắc theo gặp quỷ một dạng. Tiểu tử này thế mà còn sống, làm sao có thể, Độc Cô Ý kinh ngạc vô cùng. Tư Mã nhìn về phía La Quân ánh mắt tràn ngập khắc cốt hận ý. Cũng xác thực nên hận, La Quân thế nhưng là giết dưới tay hắn hai đại hán tướng. Đối mặt loại tình huống này, La Quân cũng là có chút bất đắc dĩ, căn bản không có đánh. Số tiểu tử, ngươi là muốn chúng ta động thủ, vẫn là. Độc Cô Ý lạnh lùng nói ra. La Quân đột nhiên trực tiếp bóp lấy Lam Tử Y cổ, hắn cười ha ha, nói ra, các ngươi nếu là dám động thủ, ta thì lập tức giết nàng. Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư không khỏi ngẩn ngơ. Liền Tư Mã cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm Băng cũng là ngây người. Ai cũng không nghĩ tới La Quân hội đến như vậy một gốc giả. Độc Cô Ý lạnh giọng nói ra, ta nhìn ngươi tiểu tử này là cháy khét bôi đi, chúng ta đến đây cũng là giết nàng. Ha ha, vậy thì thật là tốt, La Quân nói ra, ta có thể làm thay. Độc Cô Ý trong mắt thoáng hiện lệ quang, hắn nói ra, ngươi cái này không biết sống chết đồ, vật. La Quân cười lạnh, nói ra, nếu như các ngươi muốn bắt sống, vậy liền đừng ở chỗ này cùng ta giả mù sa mưa. Ai cũng không so với ai khác ngốc, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, thì muốn sống sót. Các ngươi muốn Lam Tử Y, ta có thể đem Lam Tử Y giao cho các ngươi. Độc Cô Ý nói ra, ngươi muốn như thế nào? La Quân nói ra, cái gì cam đoan ta cũng tin không nổi, ta muốn ngươi đầu kia tiên hạc. Ngươi đem tiên hạc cho ta, ta học hội làm sao cưỡi nó về sau, ta đem Lam Tử Y thả ở giữa, từ sư tỷ của ta cưỡng ép. Tiếp theo, ta và các ngươi cùng một chỗ lui lại. Nhớ kỹ, không cần nhớ làm âm mưu quỷ kế gì, không phải vậy lời nói, chúng ta thì nhất phách lưỡng tán. Ta hiện tại mạng nhỏ treo ở dây lưng quần bên trên, các ngươi muốn là bức ta, vậy nhưng đều lấy không tốt. Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư nhìn nhau, hai người rơi vào trầm tư. Bọn họ cũng nhìn ra La Quân gia hỏa này là không tốt ở chung. Tư Mã ở một bên bỗng nhiên nói ra, các ngươi không cần nghe hắn, hắn là tuyệt sẽ không giết Lam Tử Y. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư lại là ngẩn ngơ. La Quân cười ha ha, nói ra, giết cùng không giết, đều tại ta một ý niệm. Các ngươi muốn thử một chút, ta cũng rất hoan nghênh. Ngươi nếu là dám giết nàng, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Độc Cô Ý nghiến răng nghiến lợi nói ra. La Quân nói ra, ha ha, ta coi như đánh không lại các ngươi. Nhưng là, ta nếu muốn chết, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. La Quân nói nếu như muốn chết, chỉ ở hắn một ý niệm, lời này là tuyệt đối không tệ. Đến hắn cảnh giới này, hắn chỉ cần mệnh làm chính mình não tử vong, vẫn thật là có thể như vậy tử vong. Cho nên, Độc Cô Ý uy căn bản sợ không dọa được La Quân. Tuy nhiên Tư Mã nói, La Quân sẽ không giết Lam Tử Y. Nhưng Độc Cô Ý lại không thể khẳng định, đem con thỏ bức gấp, con thỏ sẽ còn cắn người. Huống chi là người đâu. Cho nên giờ khắc này, Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Về phần Lam Tử Y làm theo một mực bị La Quân cưỡng ép lấy, Lam Tử Y trầm mặt, không nói một lời. Loại thời điểm này, nàng đã không còn gì để nói. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ấu chi đến của trách La Quân cái gì, nàng cũng hiểu rõ một chút, nếu như La Quân cùng Lâm Băng bị bắt, như vậy tương lai nghĩ cách cứu viện hội càng thêm khó khăn. Nàng không cần thiết đem La Quân cùng Lâm Băng lôi vào. Trái lại, La Quân cùng Lâm Băng nếu như đào tẩu, nàng bị nghĩ cách cứu viện cơ hội thì lớn hơn một chút. Cho nên dưới mắt La Quân làm như thế, Lam Tử Y là lý giải. Lâm Băng cũng hiểu tầng này ý tứ. Cho nên nàng rất phối hợp. Đến được hay không, không được cho thống khoái lời nói, sau đó tốt nhất phách lưỡng tán. La Quân thúc giục độc cô ý. Hắn cái này hoàn toàn không giống như là yếu thế một phương, thì theo châm kim hoa một dạng, khí thế cũng làm người ta rất là bất an a. Độc cô ý vẫn thật là không dám nói một cái không được, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Một khi Lam Tử Y bị giết, Lam Tử Y chính là bất tử băng hoàng chi thân. Đến lúc đó, băng hoàng linh hồn giác tỉnh, niết bàn trọng sinh, vậy liền phiền phức lớn. Tuy nhiên Lam Tử Y không lại bởi vì chết, thì sẽ trở nên cường đại. Nhưng độc cô ý biết, trong thiên hạ không ai có thể đem Lam Tử Y linh hồn tránh thức giết chết, trừ phi là tại băng hoàng trong cung. Phía trên vị kia, mưu đồ đã lâu, chờ chính là muốn bắt về Lam Tử Y, sau đó tại băng hoàng trong cung đến hoàn toàn giết chết vị này bất tử băng hoàng. Độc cô ý an dám phá hư vị kia kế hoạch. Cho nên giờ phút này, La Quân vẫn thật là bắt lấy độc cô ý cùng hư không pháp sư mệnh môn. Tư Mã hôm nay tới đây, chính là vì trợ giúp độc cô ý cùng hư không pháp sư bắt lấy Lam Tử Y. Hắn hiệp trợ, cho nên hắn cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Làm chủ dù sao vẫn là độc cô ý cùng hư không pháp sư. Độc cô ý cân nhắc sau một hồi lâu, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên vung tay lên. Chỉ gặp cái kia tiên hạc lại là từ hắn trong tay áo bay ra ngoài, tiên hạc vốn đang nhỏ, đột nhiên thì biến lớn, khôi phục lại lúc đầu bộ dáng. Đó là cực tương đương thần tuấn uy vũ a. Độc cô ý nói với tiên hạc, đi qua đi. Cái kia tiên hạc nghi hoặc nhìn về phía độc cô ý, lại là không nguyện ý quá khứ. Độc cô ý trầm giọng nói ra, tiểu bạch, hiện tại ngươi cần phải đi chợ giúp bọn họ bay đi, đi qua đi, đây là mệnh lệnh. Cái kia tiên hạc y nguyên không tình nguyện, nhưng nó do dự một cái chớp mắt về sau, vẫn là hướng phía La Quân bên này đi tới. Tiên hạc đi vào La Quân bên người, một mặt ghét bỏ. La Quân liền đem Lam Tử Y giao cho Lâm Băng. Lam Tử Y tự nhiên là phối hợp Lâm Băng, Lâm Băng có chút nói xin lỗi, áo tím, đắc tội. Lam Tử Y nhẹ khẽ giả. La Quân cười ha ha, thanh âm rất lớn nói với Lâm Băng, sư tỷ, bọn họ hiện tại khẳng định cảm thấy ngươi không đủ tâm ngoan, có lẽ không xuống tay được. Cho nên lúc này, là bọn họ ra tay với ngươi thời cơ tốt nhất. Cho nên, nếu như ngươi không đủ tâm ngoan, ta và ngươi mạng nhỏ hôm nay nhất định xong đời. Tư Mã thành chủ thế nhưng là đem ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho nên, sư tỷ, người có thể ngàn vạn muốn đem nắm lấy. Hắn cái này lời vừa nói ra, độc cô ý đám người nhất thời mặt mo đỏ ửng. Bởi vì bọn hắn tâm tư vẫn thật là bị La Quân nói chúng. Kể từ đó, bọn họ cũng liền thật không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, độc cô ý cùng hư không pháp sư cũng liền muốn mặc. Dù sao hai người này không phải mục tiêu chủ yếu. Muốn giết bọn hắn, về sau còn có là cơ hội. Hôm nay lớn nhất chủ yếu vẫn là bắt Lam Tử Y thì tốt hơn. Cứ như vậy, bọn họ bỏ đi động thủ tâm tư. La Quân liền đưa tay qua sở tiên hạc lập tức né tránh. La Quân một phát bắt được tiên hạc lông chim, tiếp lấy thả người nhảy một cái, liền bật lên đến tiên hạc cõng lên. Người đồ chó hoang, La Quân một thanh bóp lấy tiên hạc cổ, nói ra, người mẹ nó còn có tính khí đúng hay không? Tin hay không lão tử bóp chết ngươi, hắn nói xong liền mãnh liệt gõ tiên hạc đầu. Tiên hạc bị đánh đến oa oa trực khiếu. Độc cô ý nhìn đau lòng, nói, ngươi dừng tay, mau dừng tay. La Quân không thèm để ý độc cô ý, hắn nói với tiên hạc, ngươi cũng là cao tuổi rồi người. Không đúng, cao tuổi rồi chim, ngươi bây giờ tốt nhất cho lão tử biết rõ ràng, cái mạng nhỏ ngươi là bóp ở trên tay của ta. Không muốn sống cứ việc nói thẳng. Lập tức tiễn ngươi về Tây Thiên. Không phải vậy lời nói, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, ta nói đông, ngươi tốt nhất khác hướng Tây, hiểu chưa?
không phải vậy lão tử đem ngươi làm thịt, nấu canh uống. Tiên Hạc Tiểu Bạch một cái đều là cao ngạo tồn tại, cái này còn là lần đầu tiên bị người như thế không tôn trọng. Có thể nó cũng xác thực cảm nhận được tử vong uy, nó dù sao cũng là súc sinh, cho nên trong lòng vẫn là tự nhiên mà vậy khuất phục. Lúc này, nó trung thực xuống tới. Đợi chút nữa ta nói bay, ngươi thì bay, muốn là muốn nửa phần chần chờ, lập tức làm thịt ngươi. La Quân nói ra, ta muốn chạy trốn, bọn họ sẽ không dễ dàng để cho ta đào tẩu, tất nhiên sẽ xuất thủ, tốc độ ngươi chậm, ta thì chết chắc. Nhưng ta cho ngươi biết, nếu như ta chết chắc, ngươi khẳng định tại phía trước ta chết trước. Cái này lợi hại quan hệ, La Quân là nhất định phải nói với Tiểu Bạch rõ ràng. Tiểu Bạch mãnh liệt gật đầu, lúc này nó tội nghiệp. Còn có, ngươi chỉ phải thật tốt nghe lời, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cũng sẽ thả ngươi trở về, ngươi chớ tự cái tìm không thoải mái. La Quân đây cũng là tương đương vừa đấm vừa xoa. Tiểu Bạch đầu không có phức tạp như vậy, nó trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó, La Quân liền đối với Độc Cô Ý đám người nói, chúng ta cùng một chỗ lui lại. Trước mắt khoảng cách này, La Quân là không thể nào đào tẩu. Đối phương vừa thi triển pháp bảo, vài phút liền có thể đem Tiểu Bạch đánh chết. Cho nên, La Quân là không thể nào mang theo Lam Tử Y cùng Lâm Băng cùng một chỗ đào tẩu. Tất cả mọi người không phải người ngu, không có khả năng thả ra lớn như vậy. La Quân trước hết để cho Tiểu Bạch lui lại. Độc Cô Ý, Tư Mã mấy người cũng lập tức lui lại. Song phương trọn vẹn rời khỏi 100 mét xa về sau, La Quân mới đối Lâm Băng quát, sư tỷ trở về. Lâm Băng lập tức xoay người lại chạy vội. La Quân lập tức thúc đẩy Tiểu Bạch bay qua nghênh đón Lâm Băng. Một sát na này, song phương đều là nhanh như điện chớp. Mà lúc này, Tư Mã cũng xuất thủ. Hắn chỗ nào có thể buông tha La Quân. Tiểu Bạch vừa mới bắt lấy Lâm Băng, Tư Mã đã hư không xuyên qua tới. La Quân ngờ tới lão tặc này tất nhiên sẽ như thế, cho nên lập tức đem âm sát ma đao tế ra, phát ra một đạo ánh đao màu đỏ ngòm quá khứ. Cái này ánh đao màu đỏ ngòm uy lực đã không bằng trước đó quá nhiều, nhưng là Tư Mã nhưng lại không biết. Hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Tư Mã tránh thoát qua, La Quân lập tức để Tiểu Bạch đằng bay lên không trung. Tiểu Bạch một khi triển khai tốc độ, đó là vừa bay ngàn dặm. Tư Mã phát ra một cái hào quang, cái kia hào quang chính là một lưỡi tiểu kiếm, thiểm điện thẳng hướng Tiểu Bạch. Ngươi lại không nhanh chóng điểm, sẽ chết. La Quân đối Tiểu Bạch cười ha ha một tiếng. Tiểu Bạch cũng cảm nhận được nguy hiểm, bay càng nhanh. Cái kia hào quang sau cùng thủy chung là không có đuổi theo Tiểu Bạch tốc độ. Tiếp theo, Lâm Băng leo lên Tiểu Bạch móng vuốt, sau cùng lại dựng vào La Quân chân, bị La Quân đưa nàng nâng lên Tiểu Bạch cõng lên. Tiểu Bạch tại trong mây mù ghé qua, cái này thì thật sự là ngồi cưỡi tiên hạc, cảm giác bổng bổng đát. Nhưng lúc này, Lâm Băng lại không cái tâm tình này hưởng thụ dạng này kỳ cảnh. Diệp Minh còn tại ngăn cản địch nhân, nhưng chúng ta lại sử dụng Lam Tử Y trốn tới. Cái này gọi chúng ta tại sao cùng Diệp Minh bàn giao? Lâm Băng lo lắng nói ra. La Quân nói ra, cái này không có gì không tiện bàn giao, hiện tại Trần Phi Dung đang ngủ say bên trong. Chúng ta vừa rồi nếu như kiên trì, Lam Tử Y đồng dạng sẽ bị bắt. Mà hai người chúng ta cũng chết chắc. Hắn đón đến, nói ra, chờ chúng ta cùng Diệp Minh tụ hợp về sau, chỉ cần Trần Phi Dung tỉnh lại, chúng ta lại đi cứu Lam Tử Y. Đây là biện pháp duy nhất. Lâm Băng biết La Quân nói có đạo lý, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là bất an. Bên kia toa, Diệp Minh gặp được địch nhân không phải cái gì khác người, lại chính là Yến Đô Thành thành chủ Nhạc Thiên. Nhạc Thiên độc thân đến đây, cũng không có mang thủ hạ. Cái kia Nhạc Thiên trong bóng đêm, thân mang áo bào tím mà đến, hắn nhìn khoảng 40 tuổi, sắc mặt nghiêm trọng, cho người ta vô thượng uy nghiêm. Mặt khác đáng giá nói chuyện là, hắn trả cho người ta chính khí lẫm nhiên cảm giác. Diệp Minh đối đầu Nhạc Thiên, hắn trước khi nói ra, nghĩ không ra Nhạc Thành chủ nhân vật như vậy, cũng lội tiến cái này lội trong nước đục. Nhạc Thiên sắc mặt lạnh nhạt, hắn nói ra, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Diệp Minh nao nao, nói ra, xin hỏi là thụ người nào nhờ? Không thể trả lời, Nhạc Thiên nói ra. Diệp Minh nói ra, xem ra hôm nay, Diệp Minh chỉ có đắc tội. Hắn sau khi nói xong, trong mắt tinh quang hiện lên, sau đó, cái kia đạo kim kiếm tế ra tới. Từ bi kiếm, Nhạc Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, nói,
Hoàng Vương thủ hạ hai đại đệ tử, đều là bất phàm. Diệp Minh người từ bi kiếm càng là giết người vô số, chưa gặp được địch thủ. Hôm nay ta có thể hạnh ngộ, cũng là vinh hạnh. Cái kia từ bi kiếm như thiểm điện ám sát hướng Nhạc Thiên vị trí hiểm yếu. Nhạc Thiên đột nhiên vung tay lên. Trong một chớp mắt, hắn lại là đem hắn chiếu thiên ấn thi triển đi ra. Chiếu thiên ấn chính là một khối tứ phương huyền thiết, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng ở trong chớp mắt đột nhiên biến lớn, giống như một tòa huyền thiết thần sơn một dạng đem cái kia từ bi kiếm chân áp xuống dưới. Ầm ầm một chút, phương viên trăm mét trong nháy mắt bị tòa này huyền thiết thần sơn bao phủ, khi huyền thiết thần sơn rơi xuống đất một cái chớp mắt, toàn bộ mặt đất chấn động mãnh liệt, giống như thiên tai tiến đến. Cái kia một cái chớp mắt, Diệp Minh cùng Nhạc Thiên chỗ đứng vị trí cũng bị thần sơn bao phủ. Diệp Minh cùng Nhạc Thiên đồng thời xuyên toa hư không, như thế mới tránh đi thần sơn. Cùng lúc đó, Nhạc Thiên cổ tay khẽ đảo, huyền thiết thần sơn đột nhiên thì khôi phục thành chiếu thiên ấn bộ dáng ban đầu, bất quá là tay cỡ bàn tay. Mà cái kia từ bi kiếm y nguyên bị một mực chấn áp ở bên dưới mặt. Nhạc Thiên sau đó đối Diệp Minh lăng không bổ ra nhất trưởng. Đại diệt thần trưởng. Chỉ gặp trong không khí, gợn sóng phun trào, một đạo giả thuyết trưởng ấn hung hăng hướng phía Diệp Minh ngực bụng đánh tới. Cỗ lực lượng này là cực kỳ mạnh mẽ mà lại khủng bố. Diệp Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, đồng thời cũng bổ ra nhất trưởng. Lăng thiên trưởng. Phanh phanh. Hai cỗ trưởng ấn đụng vào nhau, Diệp Minh cùng Nhạc Thiên thân thể đồng thời chấn động. Quả nhiên không hổ là Hoàng Vương đệ tử, tuổi còn nhỏ, lại có công lực như vậy. Nhạc Thiên nhìn không được tán thưởng, sau đó, hắn cổ tay khẽ đảo, lại là đem cái kia ngũ long luân tế ra tới. Nhạc Thiên ngũ long luân chính là tuyệt thế pháp bảo. Cái kia ngũ long luân cùng loại kim luân pháp phương pháp luân, nhưng là năm cái bánh răng lại là long hình. Ngũ long vận chuyển, không bàn mà hợp thiên địa ngũ hành. Năm long cùng một chỗ giết ra, cùng ngũ hành kết hợp, chỗ bạo phát lực lượng là có thể phá hủy hết thảy trở ngại. Lúc này, Nhạc Thiên cũng không khách khí với Diệp Minh, trực tiếp thôi vận ngũ long luân. Cái kia ngũ long luân pháp thân bên trên lập tức bộc phát ra vô cùng kim sắc quang hoa. Tiếp theo, năm đầu thần long gào thét mà ra, phân năm cái phương vị, đại biểu ngũ hành vận chuyển. Trong một chớp mắt, bên trên bầu trời thần long gào thét, che khuất bầu trời. Mỗi một đầu thần long đều là to lớn vô cùng. Năm đầu thần long đều xuất hiện, chúng nó một mảnh lân phiến liền có chậu rửa mặt cỡ như vậy. Mà lại lân phiến như dao sắc bén, dạng này quấn giết xuống tới, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Năm đầu thần long trong nháy mắt đem Diệp Minh bao vây vào giữa, đồng thời rảo giết tới. Diệp Minh pháp tướng trang nghiêm, hắn đột nhiên nhắm mắt. Sau đó, hắn phía sau lưng toát ra một trận tiêu hết. Tiếp theo, nhất tôn to lớn nguyên thần từ đỉnh đầu hắn xuất hiện. Cái kia Nhạc Thiên nhìn rõ ràng, hắn hơi hơi thất sắc, nói, lại là sụp đổ pháp vương nguyên thần. Ngươi liền pháp vương nguyên thần đều có thể sửa thành. Tôn này to lớn nguyên thần đứng lên, khoảng chừng cao khoảng 3 trượng. Bàn tay hắn có bồn tắm lớn như vậy, toàn thân hắn tráng kiện, một thân áo vải, cả thân thể hiện ra hoa quang. Sau đó, tôn này sụp đổ pháp vương nhất trưởng bổ về phía trước mặt thần long. Oanh một tiếng, cái kia thần long chấn động, lập tức lại công giết tới. Sụp đổ pháp vương xuất trưởng như điện, liền cùng cái này năm đầu thần long chiến tại một chỗ. Mà Diệp Minh tại sụp đổ pháp vương dưới hông, căn bản không có thần long có thể tới gần. Ngũ long luân năm đầu thần long đại biểu ngũ hành liên hợp lại cùng nhau, là mật không thể phá. Cho nên cho dù Diệp Minh thi triển ra đại phá diệt pháp vương đến, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh tan cái này ngũ long luân. Pháp vương. Hai chữ này cũng không phải tùy tiện nói một chút, một người có thể được xưng là pháp vương, đó là chân chính pháp lực vô biên. Cái này pháp lực là Phật pháp chi lực. Đại phá diệt pháp vương cùng năm đầu thần long chiến đấu không xuống, ngay vào lúc này, Diệp Minh ngón tay như hồ điệp xuyên hoa biến hóa. Mỗi một cái biến hóa, đều có một loại nào đó huyền bí. Sụp đổ hư không nguyên thần ấn. Đại phá diệt pháp vương tại Diệp Minh thi triển dưới, rốt cục thi triển ra sụp đổ hư không nguyên thần ấn. Chỉ gặp cái kia đại phá diệt pháp vương cả thân thể ngưng tụ thành một đạo đại thủ ấn. Đạo này đại thủ ấn bên trong phóng xuất ra siêu cường Phật pháp chi lực, cái này để người ta trong nháy mắt cảm giác được Phật pháp vô biên. Đồng thời, còn khiến người ta có một loại vạn vật giai không, trần thế không thể lưu luyến cảm giác.
Đại thủ ấn kia bên trên quang hoa lóa mắt đến khiến người ta mắt mở không ra. Ầm ầm. Đại thủ ấn hướng lên trước mặt hai đầu thần long vỗ tới. Năm đầu thần long cấp tốc chuyển động, đại thủ ấn đánh giết tại một đầu thần trên thân rồng, nhất thời, kim quang vẩy ra. Bên trong một đầu thần long trực tiếp bị chặn ngang đánh nát. Năm đầu thần long cũng rốt cục có sơ hở. Bất quá lúc này, đại phá diệt pháp phương thân thể cũng theo đó tiêu tán. Diệp Minh vận dụng nguyên thần công sát, giờ phút này nguyên thần tiêu hao quá lớn, vô pháp ngưng tụ. Muốn lại ngưng tụ, cái kia cũng cần 3 ngày sau đó. Bất quá lúc này, Diệp Minh trong mắt nhất động. Cái kia bị đặt ở chiếu thiên ấn dưới tử bi kiếm kim quang lóe lên, mãnh liệt chấn động, trực tiếp từ chiếu thiên ấn dưới bay ra ngoài. Kim quang lấp lóe. Cái này tử bi kiếm phi vào đến năm đầu thần long bên trong. Diệp Minh ngón tay động liên tục, lại là thi triển ra đạt ma kiếm thuật. Cái kia tử bi kiếm phát ra kim sắc quang hoa sắc bén vô cùng, mà lại đạt ma kiếm thuật vừa ra, khắp nơi đều là kim quang kiếm ý. Năm đầu thần long sơ hở vừa ra, lại bị cái này tử bi kiếm liên tục chém giết điên cuồng, nhất thời kim lân liền bay, kim quang loạn tung tóe. Năm đầu thần long càng là ngao ngao kêu loạn, cơ hồ muốn trốn bán sống bán chết. Nhạc Thiên cũng đã biết năm đầu thần long bị hao tổn nghiêm trọng, hắn đem cái kia ngũ long luân hướng không trung ném một cái. Năm đầu thần long trong nháy mắt được thu vào đến ngũ long luân. Diệp Minh lập tức thúc đẩy tử bi kiếm chém tới ngũ long luân. Cái kia ngũ long luân xoay tròn cấp tốc, cùng tử bi kiếm trong một chớp mắt lẫn nhau đánh giết hơn ngàn kiếm. Sau cùng, Nhạc Thiên một tay thu hồi ngũ long luân. Mà Diệp Minh cũng thu hồi tử bi kiếm. Nhạc Thiên nhìn về phía Diệp Minh, hắn trong mắt lóe lên vẻ kính nể, nói ra, Diệp Minh tiểu ca, người pháp lực bây giờ đến mức độ này, hôm nay chúng ta muốn phân ra thắng bại tựa hồ rất không có khả năng. Diệp Minh nhìn Nhạc Thiên liếc một chút, hắn đột nhiên biến sắc, nói. Người bất quá là đến liên lụy ta ngụy trang, còn có còn lại người đi bắt tông chủ đúng hay không? Nhạc Thiên khe khẽ thở dài, nói ra, người bây giờ mới tỉnh ngộ lại, đã quá trễ một chút. Bất quá mặc kệ như thế nào, lấy ngươi lực lượng một người, đều cải biến không làm tử y bị bắt kết cục. Đáng chết, Diệp Minh xoay người rời đi. Nhạc Thiên cũng không ngăn trở, cản cũng ngăn không được. Cũng không cần cản, bởi vì Nhạc Thiên nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn nhiệm vụ cũng là liên lụy ở Diệp Minh cái này tuyệt thế cao thủ. Diệp Minh đã vô pháp cảm ứng được Lam Tử Y, hắn lúc đầu tại Lam Tử Y trên thân thả một đạo tinh thần ý niệm. Nhưng đạo ý niệm này đã biến mất, rơi vào đường cùng, Diệp Minh chỉ có qua tìm La Quân. Hắn tại La Quân trên thân cũng thả nhất đạo ý niệm. Diệp Minh đi theo chính mình ý niệm một đường đuổi theo. Sau một tiếng, tại Yến Đô Thành bên ngoài hoang vu cổ thụ một bên, Diệp Minh rốt cục nhìn thấy La Quân cùng Lâm Băng. Ngoài ra còn có tiểu bạch đầu kia tiên hạc. Diệp Minh toàn thân áo trắng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đến. Cái kia cổ thụ đã khô héo, bất quá là tàn làm ở nơi đó đứng thẳng. Diệp Minh tiến lên đây, hắn liếc nhìn liếc một chút, không có trông thấy Lam Tử Y. Sắc mặt hắn lập tức biến, xông La Quân nghiêm nghị nói, nhà ta tông chủ đâu. La Quân lại là không có cái gì vẻ xấu hổ. Hắn nhạt vừa nói, bị Tư Mã bọn họ bắt đi. Diệp Minh tiến lên một thanh níu lại La Quân cổ áo, nói, ngươi làm gì ăn, ta không phải để ngươi tốt nhất bảo hộ nhà ta tông chủ sao. La Quân đẩy ra Diệp Minh, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi bị điên rồi, lúc ấy Tư Mã cùng cái kia hai cái vong linh pháp sư cùng đi bắt chúng ta. Ta hiện tại pháp lực không thi triển ra được, đánh bên trong một cái vong linh pháp sư đều đánh không lại. Lần này đến 3 cái. Ta làm sao bảo vệ được Lam Tử Y? Không đúng, Diệp Minh bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, đã ngươi pháp lực không thi triển ra được, như vậy ngươi cùng Lâm Băng vì cái gì có thể trốn tới? Chẳng lẽ, Diệp Minh sắc mặt đại biến, nói ra, chẳng lẽ các ngươi là dùng nhà ta tông chủ mệnh, đổi lấy các ngươi mệnh? La Quân nói ra, cái này cũng không có cái gì hiếm lạ. Lúc ấy Tư Mã bọn họ hận ta tận xương, đối ta cùng sư tỷ của ta lại không có cố kỵ. Ta muốn sống, tự nhiên chỉ có đem Lam Tử Y giao ra. Hắn đón đến, nói ra, hiện tại chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao đi cứu Lam Tử Y đi. Ngươi thế mà đem nhà ta tông chủ cho tự mình giao ra. Diệp Minh lại là tức giận vô cùng, hắn nói ra, ta như thế tín nhiệm ngươi, đem nhà ta tông chủ giao cho ngươi, ngươi chính là làm như vậy sự tình sao. Hắn nói đến chỗ kích động,
đột nhiên nhất trưởng hướng La Quân ở ngực bổ tới. La Quân chợt lách người, liền tránh đi. Diệp Minh càng thêm phẫn nộ, cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Hắn sau khi nói xong, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, ngưng tụ pháp lực. Tiếp lấy lại hướng La Quân nhất trưởng bổ tới. Một trưởng này là lăng không bổ tới, trong không khí có Diệp Minh ngưng tụ pháp lực, từ trường chờ chút. Đồng thời còn ẩn chứa Diệp Minh tinh thần ý chí, một trưởng này hung mãnh vô song, nhanh như thiểm điện. La Quân căn bản cũng không có thể tránh thoát. Liền cũng tại lúc này, Trần Phi dùng pháp lực tại La Quân trong đầu xuất hiện. Tại La Quân nguy hiểm thời điểm, Trần Phi Dung rốt cục kịp thời thức tỉnh. La Quân trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay âm sát ma đao xuất hiện. Hắn mãnh liệt bổ ra một đạo, nương theo cái này khủng bố âm khiếu, một đạo huyết quang bổ tới, trực tiếp đem Diệp Minh trưởng lực đánh tan. Diệp Minh thấy thế, trong mắt lóe lên hàn quang, nói ra, ngươi dám nói ngươi không thể thi triển pháp lực. Ngươi đây là cái gì? La Quân cái này thật sự là có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng liền lười nhác giải thích, nói, ngươi muốn tin hay không đi, phản chính sự chính là như vậy. Ngươi nếu là không muốn hợp tác với chúng ta, vậy ngươi chỉ có một người trở về cứu Lam Tử Y. Chúng ta cũng liền cùng ngươi cứ như vậy bái bai, muốn là ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ cứu Lam Tử Y, tốt nhất khách khí với chúng ta một điểm. Diệp Minh ngạc nhiên đánh giá La Quân, hắn thật là có chút nghĩ không thông cái này La Quân. Hắn dựa vào cái gì tại làm ra hèn hạ như vậy sự tình về sau, còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì cái gì như thế lẽ thẳng khí hùng a? La Quân nói ra. Đó là bởi vì ngươi vô liêm sỉ. Diệp Minh lạnh giọng nói ra. Ngươi đừng tại đây vô nghĩa. La Quân nói ra, lúc ấy tình huống, ta như không quyết định thật nhanh, ta cùng sư tỷ của ta trừ chết oan, không có khác một tia tác dụng. Ta cùng sư tỷ của ta sau khi chết, Lam Tử Y đồng dạng sẽ bị bắt. Cho nên, tại chuyện này bên trên, ta không có một tia cảm thấy hổ thẹn địa phương. Diệp Minh hít sâu một hơi, hắn nói ra, vậy thì tốt, ngươi muốn làm sao đi cứu nhà ta tông chủ. La Quân nói ra, trước đó chúng ta dùng mưu lợi biện pháp cứu Lam Tử Y, bây giờ nghĩ lập lại chiêu cũ là không thể nào. Chúng ta bây giờ muốn trực tiếp cứu Lam Tử Y, vậy là không có một tia phần thắng. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là đi bắt Nhạc Thiên. Nhạc Thiên tại Yến Đô Thành có tuyệt đối quyền uy, chúng ta chỉ muốn nắm giữ ở hắn, vậy liền không sợ tìm không ra Lam Tử Y tới. Diệp Minh nhãn tình sáng lên, đó là cái biện pháp tốt ha. Hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là không nghĩ ra loại này ý kiến hay tới. Cùng đau khổ nghĩ biện pháp qua nghĩ cách cứu viện Lam Tử Y, chẳng bắt giặc phải bắt vua trước. Đem Nhạc Thiên nắm giữ, tiếp xuống đường liền tốt đi nhiều, cũng không cần sợ đối phương có âm mưu quỷ kế gì. Diệp Minh ngay sau đó nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền trở về. Vạn nhất tông chủ bị chuyển di ra Yến Đô Thành, cái kia chính là bắt Nhạc Thiên cũng vô dụng. La Quân nói ra, vậy thì tốt, chúng ta tại tiến trước khi đi, muốn trước thay quần áo, cải biến một chút dung mạo. Hắn đón đến, nói, Phi Dung, đi ra. Trần Phi Dung lập tức liền từ La Quân trong não vực nhảy ra. Nàng toàn thân áo trắng, giống như là cái mỹ lệ tiểu tinh linh. Quân ca ca, Trần Phi Dung vui sướng hô một tiếng. La Quân có chút hiếu kỳ nói, ngươi không phải muốn tu dưỡng 3 ngày sao? Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, 3 ngày là trạng thái tốt nhất, hiện tại cũng khôi phục không sai biệt lắm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Minh nhìn Trần Phi Dung liếc một chút, hắn đột nhiên cũng có chút minh bạch La Quân tình huống. Sau đó, La Quân để Trần Phi Dung cho 3 người cải biến dung mạo. Tiếp theo, Diệp Minh, La Quân, Lâm Băng 3 người phân biệt đổi áo khoác. Như thế về sau, 3 người thì lại hướng Yến Đô Thành bên trong tiến đến. Còn cái kia Tiểu Bạch, La Quân là không dám cưỡi đi vào, quá rêu rao. La Quân cũng sợ Tiểu Bạch theo độc cô ý có liên hệ gì, một khi cưỡi nó đi vào, ngược lại dễ dàng tiết lộ hành tung. Đương nhiên, La Quân cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Tiểu Bạch. Tiên hạc thế nhưng là cái hiếm lạ đồ chơi, La Quân được thật tốt nắm trong tay, chỉ sợ ngày sau cũng có đại tác dụng. Cuối cùng vẫn là Diệp Minh trực tiếp lấy pháp lực khống chế lại tiên hạc não vực. Tại nó trong não vực trồng trọt một cái phục tùng ý niệm. Thế là sau cùng, tiên hạc liền bị ném ở ngoài thành. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nó thì chính mình bay đi.
Dù sao hiện tại Tiểu Bạch nội tâm chỉ có thể phục tùng La Quân cùng Diệp Minh. Ba người sau khi vào thành, thiên liền sáng. Bởi vì lẫn nhau diện mạo đã cải biến, cho nên ba người cũng không cần che che lấp lấp. Bất quá, ba người cùng một chỗ, cuối cùng vẫn là có chút đáng chú ý. Bởi vì địch nhân cũng sẽ cũng đừng chú ý hai nam một nữ tổ hợp. Cho nên, là điểm này phân chia ra tới. La Quân cùng Diệp Minh đi cùng một chỗ, Lâm Băng chỉ là xa xa theo ở phía sau. Ba người mục tiêu là Yến Đô Thành phủ thành chủ. Mà giờ khắc này, tại Yến Đô Thành trong thành chủ phủ. Nhạc Thiên, Tư Mã còn có Phong Đô Thành thành chủ Long Sâm cũng tại. Về phần Lam Tử Y còn có hai vị vong linh pháp sư đều đã xuống dưới. Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư hai người tự mình trông coi Lam Tử Y. Bọn họ là phải chờ đợi một cỗ cao cấp xe con đến đây, chỉ chờ xe đến, lập tức mở xe rời đi, tiến về Bất Tử Sơn. Mặt khác, Nhạc Thiên bên này cũng không phải là không có chuẩn bị. Ba vị này thành chủ cùng một chỗ, quan hệ lẫn nhau không tệ. Ba người cùng uống lấy trà, đầu tiên là Tư Mã nói ra, cái kia La Quân quỷ kế đa đoan, lần này tuy nhiên chúng ta thuận lợi đem Lam Tử Y bắt tới. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhạc Thiên nói ra, chẳng lẽ bọn họ còn dám xông ta thành chủ này phủ hay sao? Hắn lộ ra rất nhẹ nhàng, hời hợt nói ra. Tư Mã trầm giọng nói ra, Nhạc huynh cắt không thể chủ quan, trước đó bọn họ liền thần không biết quỷ không hay tại ta trong thành chủ phủ đem Lam Tử Y cứu đi qua. Ta ngược lại hiện tại cũng không biết, bọn họ dùng đến là cái biện pháp gì. Cho nên hiện tại, chúng ta không thể không đề phòng. Cái kia Phong Đô Thành thành chủ Long Sâm là cái chừng 50 tuổi lão giả, mặc một thân áo bào tím. Hắn nhìn lộng lẫy phi phàm, đồng thời không giận tự uy, hai đầu lông mày giống như kiếm bản sắc bén. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra, Nhạc lão đệ, Tư Mã lão đệ, ta mắt nhìn dưới các ngươi đều không thể chủ quan. Cái kia Lam Tử Y nếu không thuận lợi được đưa đến Đinh Tình trên tay, chúng ta chỗ tốt là lấy không được. Hắn đón đến, nói ra. Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư cũng không phải là Diệp Minh đối thủ, cho nên bọn họ muốn đến Bất Tử Sơn vẫn còn có chút độ khó khăn. Chúng ta cũng không có khả năng phái người đến hộ đưa bọn hắn trở về. Mặt khác, Long Sâm tiếp tục nói, Diệp Minh mấy người này hiện tại nhất định là vô cùng lo lắng muốn phải cứu về Lam Tử Y. Trước đó bọn họ từng thần không biết quỷ không hay tại Tư Mã lão đệ trong phủ cứu đi Lam Tử Y, nhưng cái này cũng không hề tính toán rất lợi hại hiếm lạ sự tình. Đơn giản là dùng pháp lực nguyên thần khống chế ngươi trong phủ hạ nhân, sau đó ngươi hạ nhân đem Lam Tử Y thả đi. Chuyện này, cũng là đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, ta cũng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì cách khác tử có thể thần không biết, quỷ không hay cứu đi Lam Tử Y. Tư Mã nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nhạc Thiên trầm giọng nói ra, vậy bọn hắn lần này lập lại chiêu cũ chỉ sợ là không được, bây giờ là Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư tự mình canh chừng. Long Sâm nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói ra, đã lão biện pháp không được, bọn họ thì nhất định sẽ dùng tân pháp tử. Các ngươi đoán, bọn họ hội dùng cái gì tân pháp tử? Tư Mã cùng Nhạc Thiên trầm ngâm. Sau một hồi khá lâu, Tư Mã đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói ra, hiện tại bọn hắn là hai mắt đen thui, cái gì cũng không làm rõ ràng được. Duy nhất có thể thăm dò rõ ràng, cũng chỉ có Nhạc huynh ngươi. Nhạc Thiên sờ sờ sợi râu. Nói ra, Tư Mã huynh ngươi ý là bọn họ khả năng tới đối phó ta, thông qua bắt được ta mà đến giải cứu Lam Tử Y. Tư Mã nói ra, không sai, đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Long Sâm trầm giọng nói ra, Nhạc lão đệ, Tư Mã lão đệ nói có chút đạo lý a, ngươi không thể không đề phòng a. Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cái này trong thành chủ phủ cao thủ như mây, bọn họ nếu dám tới, chính là đến đi không được. Long Sâm nói, Nhạc lão đệ, lời nói không phải nói như vậy. Hắn nói đến đây, ngữ phong lại nhất chuyển, nói ra, đương nhiên, ta không phải nghi vấn các ngươi phủ thành chủ năng lực. Chỉ bất quá, Diệp Minh chính là Bất Tử Băng Hoàng vải hạ một đạo quân cờ. Mà lại, Diệp Minh lại là Bất Tử Băng Hoàng đệ tử thân truyền. Cái này Bất Tử Băng Hoàng cùng chúng ta Địa Tàng Vương Bồ Tát nổi danh. Long Sâm nói đến Địa Tàng Vương Bồ Tát lúc, liền hướng hư không xa xa ôm quyền. Để bày tỏ bày ra tôn kính. Bởi vậy cũng có thể gặp, Địa Tàng Vương Bồ Tát uy nghiêm là cỡ nào xâm nhập nhân tâm. Mà lại, Nhạc Thiên cùng Tư Mã tại Long Sâm nâng lên Địa Tàng Vương Bồ Tát lúc, bọn họ cũng là nổi lòng tôn kính. Long Sâm tiếp tục nói,
Bất tử băng hoàng qua nhiều năm như vậy cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát nổi danh, bản thân nàng có bao nhiêu lợi hại, chúng ta là không cần nhiều lời. Như vậy nàng đệ tử thân truyền, một cái đinh tình đã đem bất tử tộc quấy đến long trời lỡ đất. Cho nên, cái này Diệp Minh, chúng ta không thể khinh thị. Lại nói, lần này chúng ta cùng một chỗ tham dự bắt giết Lam Tử Y, đây cũng chính là tương đương hoàn toàn đem cái kia bất tử băng hoàng cho đắc tội. Nếu quả thật xảy ra sự cố, đến lúc đó để bất tử băng hoàng thành công khôi phục chân thân, chỉ sợ chúng ta ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu. Nhạc Thiên nói ra, cho dù nàng khôi phục chân thân, nàng lại dám như thế nào? Cùng chúng ta thập điện Diêm La tuyên chiến. Long Sâm khẽ cười khổ, nói ra, Nhạc lão đệ, ngươi nhìn ngươi tính khí cũng là như thế xông, ta bất quá là đang cùng ngươi phân tích lợi hại quan hệ. Mặc kệ như thế nào, một cái còn sống bất tử băng hoàng đối với chúng ta mà nói, là không có nửa phần chỗ tốt. Và lại, hiện tại thủ đương xông đối mặt Diệp Minh là ngươi. Vạn nhất Diệp Minh trên tay có bất tử băng hoàng lưu lại cái gì còn sót lại sát khí, đến lúc đó ngươi cùng thủ hạ ngươi, chưa hẳn ngăn cản được. Nhạc Thiên ngoài miệng không cam lòng, nhưng trong lòng đã đem Long Sâm lời nói nghe được thực chỗ. Hắn chỉ là có chút xấu hổ chịu thua a. Mạt, Nhạc Thiên liền nói ra, Long lão ca, cái kia lấy người ý tứ đến là như thế nào? Long Sâm liền nghiêm mặt nói ra, rất đơn giản, đã Diệp Minh cùng tiểu tặc kia tử có thể tới đối phó Nhạc lão đệ ngươi. Như vậy ta cùng Tư Mã hai người liền trong bóng tối chờ đợi, tương trợ ngươi. Chỉ chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta liền thuận lý thành trương đem chu sát. Chỉ cần bọn họ chết, như vậy độc cô ý cùng hư không pháp sư hai người áp giải Lam Tử Y cũng sẽ không ra lại cái gì đường rẽ. Tư Mã cũng nói, từ Yến Đô Thành đến bất tử tộc cũng bất quá là một ngày đường trình, chỉ có mấy người kia chết, nhiễu loạn đoạn sẽ không lại ra. Nhạc Thiên nói ra, nếu là nói như thế, vậy ta liền theo Long lão ca ý tứ đến xử lý. Bất quá, bọn họ cũng không phải người ngu, cũng có thể ý thức được nguy hiểm, cho nên chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn, không nên bị bọn họ nhìn ra sơ hở. Long Sâm nói ra, đây là tự nhiên. La Quân ba người rất nhanh liền tìm được Yến Đô Thành phủ thành chủ. Lúc này, đã là mặt trời chói chang. La Quân ba người không có tùy tiện ra tay, đầu tiên là La Quân để Trần Phi Dung phân giải suy nghĩ đến giả chuột trên thân. Sau đó sử dụng lão thử tiến vào trong thành chủ phủ tìm hiểu ngọn ngành. Yến Đô Thành phủ thành chủ hùng vĩ đến như một cái lâm viên công viên, bên trong nha hoàn hạ nhân không tính toán. Mà lại thủ vệ cũng cực xâm nghiêm. Trần Phi Dung tình báo con chuột nhỏ thám thính đến rất nhiều tình báo, sau cùng báo cáo nhanh cho La Quân cùng Diệp Minh. Cái kia chính là, độc cô ý cùng hư không pháp sư đang tự mình trông coi Lam Tử Y, mặt khác phủ thành chủ đại đa số cao thủ cũng tại thủ vệ Lam Tử Y. Mà lại, bất tử tộc bên kia lại phái đến rất nhiều cao thủ tinh nhuệ tự mình tiếp quản Lam Tử Y. 5 giờ chiều, Lam Tử Y sẽ bị chính thức rời giao ra. La Quân cùng Diệp Minh nghe tin tức này về sau, Diệp Minh thủ trước khi nói ra, có chút không đúng, đinh tình không nên còn phái tinh nhuệ tới. Hắn mặc dù là tông chủ chi thân, nhưng là hắn còn không dám tiết lộ đang bắt lão tông chủ sự tình. Cho tới nay, hắn đối ngoại tuyên bố đều là lão tông chủ đã nguyên thần ngao du ra ngoài, chỉ cần lão tông chủ trở về, hắn lập tức trả lại vị. Bây giờ, hắn bất quá là cái đời tông chủ mà thôi. La Quân cũng cảm thấy không thích hợp, hắn nói ra, nhìn, Nhạc Thiên bọn họ đã có phòng bị. Đây là thật để cho chúng ta chết trực tiếp cứu Lam Tử Y tâm. Mà Nhạc Thiên bên kia thủ vệ thư giãn, chính là dẫn chúng ta trước đi bắt hắn. Minh Pháp có nói, hạng 10 thiếu 1, đây là bọn họ cố ý cho chúng ta lưu lại một con đường sống, cũng có thể là tử lộ. Diệp Minh nói ra, người nói không sai. Hắn đón đến, nói, nếu không ta đi bắt Nhạc Thiên, người cùng Lâm Băng đi cứu Lam Tử Y. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta làm được qua bọn họ sao? Diệp Minh cũng biết thuyết pháp không thực tế. Hắn đón đến, nói, bây giờ cách 5 giờ chiều còn có 4 giờ, đến Nhạc Thiên còn có âm mưu gì đang chờ chúng ta đâu. La Quân nói ra, có lẽ Tư Mã còn ở đây. Diệp Minh nhãn tình sáng lên, nói ra, không phải là không có khả năng này, nếu không dạng này, ngươi để ngươi nguyên thần con chuột nhỏ lại đi vào tìm một chút. La Quân nói ra, tốt. Thế là, Trần Phi Dung lại lần nữa thúc đẩy suy nghĩ đi vào. Cái này tiểu pháp thuật, thật đúng là không phải là cái gì người đều có thể dùng. Tựa như Diệp Minh pháp lực tuy nhiên cường đại,
nhưng là hắn làm không được như Trần Phi Dung như vậy linh xảo. Mà Trần Phi Dung là thuần túy nguyên thần suy nghĩ, cho nên đối suy nghĩ phân giải rất dễ dàng khống chế lại. Trần Phi Dung đi vào thăm dò 10 phút đồng hồ, nàng sau khi trở về báo cáo, Minh Đô Thành cùng Phong Đô Thành thành chủ trước đó đều đã tới qua, nhưng là bọn họ tại 2 giờ trước liền đã rời đi phủ thành chủ. Ngươi là làm sao biết? La Quân có chút kỳ quái, nói ra, đây cũng quá rõ ràng, giống như chúng ta cần gì tình báo, ngươi liền có thể vừa vặn thám thính đến. Trần Phi Dung nói ra, Nhạc Thiên ở bên trong phát cáu đâu, nói Long Sâm cùng Tư Mã là hai cái lão thất phu, để bọn hắn trong phủ chờ lâu một ngày cũng là không chịu. Biết rõ Diệp Minh đám người kia sẽ không từ bỏ ý đồ, hai cái này lão thất phu cũng là muốn nhìn hắn trò cười. Diệp Minh trầm ngâm. La Quân liền cũng đã biết trong này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng là thời gian đã không chờ người, hắn lúc này thật sự là không có biện pháp gì tốt. La Quân tuy nhiên quỷ kế đa đoan, nhưng là nhân lực là có hạn. Tại đối mặt thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn muốn không đến bất luận cái gì biện pháp. Tựa như là một đầu tiểu cẩu muốn đánh bại một con cọp, vô luận tiểu cẩu cỡ nào nỗ lực, nhưng nó đều làm không được chuyện này. Diệp Minh thật lâu về sau, trong mắt lóe lên sắc bén sát ý. Hắn nói ra, vấn đề này đã rất rõ ràng, hoặc là cũng là quỷ kế, dẫn chúng ta vào cuộc. Hoặc là cũng là thật sự là Nhạc Thiên xấu hổ, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đậu phộng, La Quân không khỏi bị Diệp Minh lời nói đánh bại. Cái này mẹ nó cũng là ngươi suy nghĩ nửa ngày sau ra kết luận. Hoặc là quỷ kế, hoặc là không có quỷ kế. Ta qua, cái này không phải liền là cùng ngươi để đoán phụ nữ có thai trong bụng hài tử, ngươi nói hoặc là nam hài, hoặc là nữ hài một dạng. Như vậy đi, La Quân nói ra, ta và ngươi đi vào chung gặp bọn họ một chút. Mà sư tỷ của ta Lâm Băng không muốn đi vào, thì chờ chúng ta ở bên ngoài. Không trong khu vực quản lý tình huống như thế nào, tối thiểu hai người chúng ta muốn chạy trốn cũng vẫn là thuận tiện một chút. Diệp Minh nói ra, cũng được, hắn cũng không có đối Lâm Băng có quá ngón cái nhìn. Cũng không phải nói Lâm Băng thật rất lợi hại vô dụng, chỉ là bọn hắn muốn đối mặt đều là thập điện Diêm La dạng này đại A. La Quân vừa nhìn về phía sư tỷ, nói ra, thế nào, sư tỷ? Lâm Băng cũng không phải tùy hứng hổ nháo cô nương. Nàng chỉ là xuất ra cái kia thần nha hỏa hồ, nói, kiện pháp khí này vẫn là trước cho ngươi đến dùng. La Quân cũng không có cự tuyệt, nói ra, chờ ta đi ra, sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Băng gật đầu. Sau đó, La Quân liền nói với Trần Phi Dung chuẩn bị hợp thể. Trần Phi Dung hào hứng rất cao, nói ra, được rồi. Sau đó, nàng liền dung nhập vào La Quân trong não vực. Diệp Minh trong mắt lóe lên tinh quang. Nói, hôm nay mặc kệ bọn hắn có quỷ kế gì, ta đều nhất định muốn cứu ra tông chủ. La Quân trên tay mang Phược Long bao tay, mà âm sát ma đao đã tại giới tu di bên trong tùy thời chuẩn bị. Cái này cũng coi là vũ trang đầy đủ. Sau đó, Diệp Minh cùng La Quân xác định Nhạc Thiên phương vị về sau, cùng một chỗ hư không xuyên toa đi vào. Soát một chút, hai người đã đi tới trong thành chủ phủ. Nhưng là đến Nhạc Thiên 100 mét phạm vi bên trong. Hư không xuyên toa đã mất đi hiệu dụng. Bởi vì Nhạc Thiên cường đại khí chàng đã đem hết thảy phần tử đảo loạn. Rất lợi hại hiển nhiên, Nhạc Thiên đến có chuẩn bị. Mặt trời gay gắt cao chiếu. Vườn trong rừng, màu xanh biếc rạt rào. Thanh phong từ lai, nương theo lấy hương hoa trận trận, nơi xa còn có cầu nhỏ nước chảy. Nơi này đã hoàn toàn không có một tia âm diện thế giới dấu hiệu. Nhạc Thiên ngay tại cái kia một mảnh khoảng không trong đất. Nơi này tựa hồ là giáo trường, chuyên môn thao luyện trong phủ binh chi dụng. Mà Nhạc Thiên đem quyết chiến vị trí lựa chọn ở chỗ này, tựa hồ cũng là sợ La Quân cùng Diệp Minh đối Lâm Viên phá hư quá lớn. La Quân cùng Diệp Minh rất nhanh liền đi vào Nhạc Thiên mặt trước 20 gạo chỗ. Hai người còn chưa bắt đầu nói chuyện, bên kia Long Sâm cùng Tư Mã cùng nhau đến. Long Sâm, Tư Mã, còn có Nhạc Thiên, ba vị Diêm Vương đem La Quân cùng Diệp Minh bao bọc vây quanh. Cái kia Tư Mã đầu tiên cười lạnh một tiếng, nói, La Quân tiểu tặc, đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới a. La Quân đối một màn này sớm có chuẩn bị tư tưởng, hắn cười ha ha, nói ra, Tư Mã lão tặc, ngươi lần kia gặp ta không phải hồ suy đại khí nói ta chết chắc.
đáng tiếc đại gia người ta cho tới bây giờ cũng còn tốt tốt còn sống. Tư Mã nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Long Sâm cũng mở miệng, nói, người cái này tiểu hữu như thế nào như thế linh răng khéo mồm khéo miệng, người cũng đã biết người bây giờ đứng trước là nhân vật bậc nào. La Quân nhìn Long Sâm liếc một chút, nói ra, mặc kệ ta đối mặt là nhân vật bậc nào, tổng không thành hắn gọi ta tiểu tặc, ta lại muốn cười mặt đón lấy, nói hắn chửi giỏi lắm a. Long Sâm nói ra, nơi này là tư nhân cấm địa, các người tự tiện xông vào tiến đến, vốn là tặc. Gọi người tiểu tặc, cũng đều thỏa. La Quân nói ra, hoang đường, chúng ta một đoàn người trên đường đi qua nơi đây. Lam Tử Y càng là cùng các ngươi không oán không cừu, nhưng các ngươi lại cưỡng ép đưa nàng giam cầm ở đây. Các ngươi sở tác sở vi lại tính là cái gì hành động? Ta như là tiểu tặc, các ngươi chính là vô sỉ cuồng đồ. Quả nhiên là cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu Đông Tây. Long Sâm trong mắt lửa giận bắn ra đến, hắn nói ra, đại khái ngươi vật nhỏ này còn không biết thế gian có miệng nghiệt câu chuyện. Ngươi đối với chúng ta nói năng lỗ mãng, chính là phạm miệng nghiệt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, phỉ Phật có vô cùng miệng nghiệt, ta đây là biết. Hiện tại xem ra, các hạ là đem chính mình xem như Phật đà. Như vậy, ta nói ngươi là cuồng đồ, cái này thật đúng là một điểm không giả. Long Sâm nói ra, phỉ Phật có vô cùng miệng nghiệt, mà ta tức là Phật, ngươi hôm nay phỉ ta liền để ngươi biết nhân quả gì khó chịu. La Quân nói ra, vậy chúng ta thì đừng nói nhảm. Hắn cũng đã làm giòn lưu loát, nói, hôm nay đã đến cái này tình trạng, ta chính là gọi ra ngươi, ngươi cũng phải để ta nhân quả khó chịu. Chúng ta thì đánh rồi mới biết đi. Ngươi tiểu oa nhi này, thật đúng là cuồng vọng. Long Sâm cười lạnh một tiếng. La Quân trong tay cấp tốc xuất hiện âm sát ma đao. Cùng lúc đó, hắn đem thần nha hỏa hồ cũng tế ra tới. Hắn trong mắt nhất động, nói với Diệp Minh, ta nhiều nhất thì có thể đối phó một cái, còn lại hai cái ngươi đến cho ta gánh vác. Diệp Minh gật đầu. Sau đó, La Quân thì khóa chặt Long Sâm. Hắn trước vận chuyển pháp lực suy nghĩ, đem quả thần tinh hồn phóng xuất ra. Trong một chớp mắt, chính là đen nghịt quả thần tinh hồn bay nhảy đi ra. Trong lúc nhất thời, che khuất bầu trời quả thần tinh hồn phóng thích tam muội chân hỏa hướng Long Sâm đánh giết tới. Đây là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Tiểu hậu sinh, người còn non điểm. Ngay vào lúc này, Long Sâm đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Long Sâm thanh âm sau lưng La Quân vang lên. Gia hỏa này, đây là hư không xuyên toa bản sự, đi thẳng đến La Quân sau lưng. La Quân không kịp nghĩ kỹ, cũng là bước ra một bước, đến cái hư không xuyên toa. Nháy mắt, La Quân đã tại 10 mét bên ngoài, hắn bỗng nhiên quay người, nhưng lúc này, Long Sâm lại đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Không được, chơi hư không xuyên toa bản sự, chính mình cũng không như hắn. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lần nữa xuyên toa ra ngoài. Cái kia Long Sâm còn không qua lại đi ra, La Quân đã trước tuôn ra một đạo âm sát ma đao huyết quang đánh giết tới. Nhưng cũng tiếc là, lần này Long Sâm là đứng tại chỗ. Hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, lấy. Liền gặp một tia ô quang hướng La Quân trong tay thần nha hỏa hồ phóng tới. Răng rắc một tiếng. Cái kia thần nha hỏa hồ trực tiếp bị ô quang nổ tung, bên trong sở hữu trận pháp cơ quan đều bị vỡ vụn. Lúc này, Diệp Minh cũng đã cùng Nhạc Thiên cùng Tư Mã chiến tại một chỗ. Diệp Minh tế ra từ bi kiếm, Phật pháp phổ độ ánh sáng, đạt ma kiếm thuật. Chỉ gặp kim quang đầy trời. Kim kiếm xuyên tới xuyên lui, thấy thần giết thần, hung mãnh dị thường. Nhạc Thiên cùng Tư Mã cũng không phải dễ sống chung, Nhạc Thiên sau đó thi triển chiếu thiên ấn chấn áp từ bi kiếm, liên tục mấy lần chấn áp sốt cục muốn đem từ bi kiếm chấn áp lại. Nhưng là ngay tại chiếu thiên ấn mắt thấy muốn chiếu ở từ bi kiếm thời điểm, Diệp Minh lần nữa thi triển ra một môn thần thông. Đại triều tịch thuật, cái kia một cái chớp mắt, ánh sáng cùng hắc ám bắt đầu giao thế. Ban ngày bờ sông biển tuôn ra nước vì triều, ban đêm xưng là tịch, hợp xưng vì thủy triều lên xuống. Đại triều tịch thuật vừa thi triển ra, khí lãng lăn lộn, ban ngày cùng hắc ám giao thế. Mà Diệp Minh liền càng thêm xuất quỷ nhập thần, liền giống như này xuyên toa tại giữa hai bên. Cái kia chiếu thiên ấn liền rốt cuộc không cảm ứng được từ bi kiếm tồn tại. Mà lúc này, Diệp Minh từ bi kiếm mượn nhờ đại triều tịch thuật thi triển đi ra, liền càng thêm quỷ thần khó đoán. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thiên cùng Tư Mã lại là không chiếm được Diệp Minh một tia tiện nghi, song phương chiến đến khó phân thắng bại.
mà La Quân theo Long Sâm ở giữa chiến đấu cũng đến gay cấn, Long Sâm bạo chết thần nha hỏa hồ pháp khí này ô quang chính là ô kim huyết kiếm. Ô kim huyết kiếm sau đó tại Long Sâm thi triển dưới, hướng phía La Quân tập giết tới. La Quân khẩn cấp bên trong tế ra âm sát ma đao. Âm sát ma đao cùng ô kim huyết kiếm hung mãnh rảo sát cùng một chỗ. Âm sát ma đao là sát khí đằng đằng, ô kim huyết kiếm là chiến ý ngang dọc. Lúc này, La Quân mặc dù không có thần nha hỏa hồ pháp khí, nhưng vẫn là có thể khống chế quả thần tiến công Long Sâm. Nhưng Long Sâm lúc này cũng có thể lấy pháp lực ý niệm đến khống chế quả thần tinh hồn. Hai người liền dựa vào pháp lực đến đánh cược đứng lên. Bất quá hiển nhiên, La Quân tuy nhiên có Trần Phi Dung tinh khiết pháp lực, nhưng là hắn vẫn là không bằng Long Sâm a. La Quân lại phải khống chế âm sát ma đao, lại phải khống chế quả thần tinh hồn. Hắn lúc này thật sự là có chút không đáng kể. Chỉ chốc lát về sau, sở hữu quả thần tinh hồn đều bị Long Sâm khống chế lại. Long Sâm cười lạnh một tiếng, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo. Cái kia sở hữu quả thần tinh hồn đen nghịt tụ tập tại bàn tay hắn trên không, đồng thời hình thành một cỗ hắc ám Long Quyển Phong. Cỗ này Long Quyển Phong càng ngày càng nhỏ, sau cùng thế mà trực tiếp trở thành một đầu to lớn quả thần. Đầu này quả thần toàn thân dục hỏa, theo dục hỏa phượng hoàng giống như. Qua, Long Sâm hướng phía La Quân nhất chỉ. Đầu này to lớn quả thần ánh mắt hung mãnh tới cực điểm, bay thẳng lên, hướng phía La Quân đánh tới. La Quân bị kinh ngạc. Không có cách, chỉ có thể thử một lần. La Quân ám đạo, sau đó, hắn hét lớn một tiếng, trong tay liên tiếp pháp ấn, ngón tay hắn biến hóa nhanh như hồ điệp xuyên hoa, nói, tạo hóa kiếm quyết. Cái này một cái chớp mắt, La Quân vận chuyển ra pháp lực cực hạn. To lớn kiếm trận hình thành, giống như tinh vi phương trình đem những từ trường đó phần tử chi lực toàn bộ hòa tan tiến đến. 1000 đường âm sát ma đao đao quang hình thành, liền cũng chính là 1000 đạo huyết quang. Này 1000 đạo huyết quang vận chuyển như ý, riêng phần mình đều có linh tính. Chúng nó cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem cái kia ô kim huyết kiếm chém giết thành phấn vụn. Cái kia to lớn quả thần công giết tới, cũng tại trong chớp mắt bị 1000 đạo huyết quang chém giết thành phấn vụn. Quả thực cũng là thấy thần giết thần, gặp Phật sát Phật. Lúc này, La Quân pháp lực cũng đang bị liên tục không ngừng tiêu hao. Cái này tạo hóa kiếm quyết uy lực là không cần nhiều lời, tại phàm gian giới, căn vốn nên không có bao nhiêu người có thể vận chuyển ra như thế tinh diệu kiếm trận. Liền xem như tại mê thất đại lục bên trong, pháp lực dồi dào, một chiêu này cũng là khiến người ta cố hết sức. Tạo hóa kiếm quyết cho dù là tại mê thất đại lục như thế pháp lực hoành hành địa phương, kiếm này quyết cũng là tuyệt đỉnh công pháp. Bây giờ La Quân ở chỗ này miễn cưỡng thi triển đi ra, uy lực này nhất thời để Long Sâm hãi nhiên thất sắc. 1000 đạo huyết quang tại chém giết to lớn quả thần về sau, tiếp lấy liền nghiền sát hướng Long Sâm. Long Sâm vạn bất đắc dĩ, hắn tại trong nguy cơ, tế ra hắn tuyệt mệnh pháp bảo. Vũ trụ chi chung, đó là một cái tứ phương cự chung, bên trong có thiên địa quy tắc biến hóa. Bình thường che đậy hạ nhân qua, có thể đem người trong nháy mắt bao lại. Hắn tâm niệm nhất động, liền có thể đem người tan hóa thành cho tàn. Long Sâm nếu là vừa ra tay chính là cái này vũ trụ chi chung, như vậy La Quân lúc này đều đã không đùa. Đáng tiếc, người chính là như vậy, theo đánh bạc một dạng, ngay từ đầu tổng sẽ không đem vốn ban đầu móc ra. Long Sâm cảm thấy mình ô kim huyết kiếm cùng pháp lực liền có thể giải quyết La Quân tiểu gia hỏa này. Cái kia 1000 đạo huyết quang thì trong nháy mắt bị vũ trụ chi chung lồng vào qua. Nhưng lúc này, Long Sâm tuyệt không dám chủ quan. Hắn biết mình tuy nhiên bao lại này 1000 đạo huyết quang, nhưng là này 1000 đạo huyết quang còn sống đây. La Quân trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, hắn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tan, Long Sâm cũng là hét lớn một tiếng. Vũ trụ chi chung bên trong trận pháp khởi động, mạnh đại vũ trụ ảo nghĩa, cùng cái kia cỗ hòa tan vạn vật pháp lực bắt đầu rảo sát 1000 đạo ánh đao. La Quân tạo hóa kiếm quyết cũng tại điên cuồng khởi động, sát khí bừng bừng bên trong, tạo hóa kiếm quyết kiếm trận, trận pháp đem 1000 đạo ánh đao thôi vận đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, toàn bộ vũ trụ chi chung bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo, lại phanh đến một tiếng, kim quang bay loạn. Mảnh vụn loạn tung tóe. Vũ trụ chi chung đột nhiên thì nổ tung, nổ đầy trời đều là mảnh vụn. Nhưng cùng lúc đó, La Quân 1000 đạo ánh đao cũng bị thiêu thành hư ảo. Giống, La Quân bỗng nhiên che ở ngực, hắn phun ra một ngụm máu tươi tới.
Cái này tạo hóa kiếm quyết đối với hắn tâm lực dày vò, còn có pháp lực tàn phá thật sự là quá kinh khủng. Một chiêu này thì triển hoàn tất về sau, La Quân thì cảm thấy mình đã không có bất luận khí lực gì. Chỗ có pháp lực cùng khí huyết chi lực đều bị tiêu hao đến không còn một mảnh. Long Sâm nổi giận, hắn ô kim huyết kiếm cùng vũ trụ chi trung hai đại pháp bảo thế mà đều bị La Quân cho hủy. Đây là hắn an thân lập mệnh căn bản A, không có cái này hai đại pháp khí. Hắn chiến đấu lực tương đương bị cắt giảm một nửa, cái này là tuyệt đối chí mạng. Tiểu tạp trùng, ta đòi mạng ngươi. Long Sâm lúc này chỗ có phong độ đều không có, hắn râu tóc đều dựng, phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó, Long Sâm nổi giận lấy xông về phía La Quân. Hắn phải dùng hung mãnh quyền lực trực tiếp giết chết La Quân. Mà mẹ nó, La Quân nhìn một chút, tâm hắn nói, cái này lão tử thật muốn chết, Trần Phi Dung, ngươi còn được hay không? Trần Phi Dung cũng đã bị tàn phá đến không có chút nào khí lực, nhưng là lúc này sống còn, cho nên vẫn là đáp lại một cái hàng chữ. Tinh thần ngưng hoa thuật, La Quân đột nhiên ngồi xuống, hắn đem sau cùng còn sót lại pháp lực thuốc chuyên trở ra ngoài. Theo trong tay hắn pháp ấn biến hóa, cái kia pháp lực trên không trung xoay tròn. Trong một chớp mắt, Long Sâm liền cảm giác trước mặt tinh hà rực rỡ, hắn đã không phân biệt được hiện thực cùng hư huyễn. Cái này là La Quân pháp lực thực sự không được, không phải vậy lời nói, hắn tại mê thất đại lục bên trong thi triển ra tinh thần ngưng hoa thuật, có thể làm cho cục bộ khu vực thật đang xuất hiện tinh hà rơi xuống, mọi loại biến ảo cảnh tượng. Dưới mắt, cái này ảo tưởng lại là vẻn vẹn xuất hiện tại Long Sâm trong đầu. Nhưng cái này cũng chỉ có thể mê hoặc Long Sâm dạng này cao thủ một lát. Long Sâm nếu như không phải pháp khí rơi mất, mà lại vừa rồi cũng tiêu hao rất nhiều pháp lực. Chỉ bằng La Quân một chiêu này, cũng căn bản không đủ mê hoặc đến hắn. Ngày A, La Quân cầu sinh ý chí bắn ra đến, hắn xông Diệp Minh quát, lão tử muốn đi, người chính mình khá bảo trọng. Hắn nói xong ghép thành vừa khôi phục sức mạnh còn sót lại vọt thẳng ra ngoài. Người đang chạy trối chết thời điểm, triển hiện ra tiềm lực là dọa người. La Quân quay người chạy trốn thời điểm, tốc độ cực nhanh. Hắn rất nhanh liền thông suốt chạy ra phủ thành chủ. Vừa ra phủ thành chủ, La Quân liền gặp Lâm Băng nghênh tới. La Quân, ngươi thế nào? Lâm Băng quan tâm hỏi. Đi mau, nếu ngươi không đi thì ngỏm củ tỏi. La Quân nói xong cũng trực tiếp đã hôn mê. Lâm Băng còn muốn hỏi Diệp Minh đâu, nhưng cái này lúc sau đã không kịp hỏi. Nàng ý thức được tình huống nghiêm trọng, liền trực tiếp đem La Quân kẹp ở dưới xương sườn, sau đó cuồng chạy ra ngoài. Bên kia toa, Long Sâm rất nhanh liền phá vỡ La Quân tinh thần ngưng hoa thuật. Hắn mở mắt liền không nhìn thấy La Quân, tuy nhiên Long Sâm đối La Quân đã là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Nhưng là Long Sâm cũng không hồ đồ, truy sát La Quân cũng không có chim dùng. Còn không bằng nhanh lên đem cái này Diệp Minh bắt lại tới. Diệp Minh trên thân còn có không tệ pháp bảo, chính mình đến ở trên người hắn tìm một chút chỗ tốt mới được. Không phải vậy về sau, cái này vị thành chủ đều không phát khi. Liền cũng tại lúc này, cái kia độc cô ý cùng hư không pháp sư cũng chạy tới tương trợ. Độc cô ý phát ra thần long cốt thứ kiếm, cũng thi triển lục hợp phân quang kiếm thuật. Cái kia thần long cốt thứ kiếm mang theo một màn hàn quang, như thiểm điện lôi đỉnh cuốn giết hướng Diệp Minh. Mà hư không pháp sư cũng lập tức phát ra huyết phân tam kiếm. Long Sâm bạo giống một tiếng, thì là lầm tưởng cơ hội, thi triển ra hắn huyền hoàng chỉ kính, trực tiếp lợi dùng pháp lực đến xé rách Diệp Minh đại triều tịch thuật. Diệp Minh tựa như là đang cuộn trào thủy triều bên trong trượt sóng cao thủ, nhưng lúc này, thủy triều bên trong công kích quá nhiều. Mà lại Long Sâm huyền hoàng chỉ kính thi triển quá vừa đúng, cấp tốc phá hư đại triều tịch thuật tiết tấu. Trong nháy mắt, sở hữu công sát đều bắt được Diệp Minh. Trong một chớp mắt, kiếm ảnh trùng điệp, cương kình giống như là thủy triều vây lại Diệp Minh. Huyết phân tam kiếm cũng là giống như điện quang đồng dạng chảm giết tới. Diệp Minh đại triều tịch thuật dưới loại tình huống này hoàn toàn bị phá, hắn cấp tốc thu hồi từ bi kiếm. Lại nói tiếp, sở hữu kiếm quang rảo sát đến Diệp Minh thân thể bên trên. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, cái kia trung tâm năng lượng Diệp Minh đột nhiên hư không tiêu thất. Tại ở giữa nhất khu vực, để lại đầy mặt đất máu tươi còn có một cánh tay. Là Diệp Minh cánh tay. Nhưng Diệp Minh thật là không thấy. Độc cô ý thu hồi thần long cốt thứ kiếm, mà hư không pháp sư cũng thu hồi huyết phân tam kiếm. Tư mã thu hồi tám trận thiên la bàn.
Nhạc Thiên cũng là đem chiếu thiên ấn thu hồi, hắn ngũ long luân lúc này cũng không có thi triển đi ra, bởi vì bị hao tổn quá nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra, nơi này đã bị năng lượng trận vây lại, hắn không thể nào hư không xuyên toa ra ngoài. Tư Mã sắc mặt rất khó coi. Nhạc Thiên cùng Long Sâm cũng là cảm thấy có chút không khỏi diệu. Cái này Diệp Minh biến mất quá quỷ dị. Độc Cô Ý nhìn một chút cái kia mặt đất thuộc về Diệp Minh tay cụt, hắn nói ra, ta biết là chuyện gì xảy ra. Tư Mã bọn người liền nhìn về phía Độc Cô Ý. Độc Cô Ý trầm giọng nói ra, nhất định là không chết thần mang bí thuật, đây là Hoàng Vương tuyệt học. Diệp Minh công lực tuy nhiên không đủ, nhưng là hắn thiêu đốt chính mình một cánh tay tinh huyết, miễn cưỡng có thể đột phá chúng ta đối với hắn quy tắc hạn chế. Không chết thần mang bí thuật, Tư Mã con mắt tỏa ánh sáng, nói ra, hắn hiện tại trốn xa sao? Nếu là không xa, chúng ta bắt hắn, đem cái này bí thuật khảo vấn đi ra. Độc Cô Ý nói ra, đã ở ngoài trăm dặm, không có khả năng tóm được hắn. Nhạc Thiên đám người nhất thời cảm thấy thất vọng vô cùng. Long Sâm thì là nổi nóng nói ra, coi như Diệp Minh có thể đào tẩu, nhưng là La Quân cái kia tiểu tạp chủng có thể trốn không xa. Bọn họ hiện tại hẳn là cũng ra không thành, lần này nói cái gì cũng phải đem bọn hắn bắt lấy. Tư Mã nói ra, chỉ sợ chưa hẳn a. Làm sao? Long Sâm hỏi. Tư Mã nói ra, Độc Cô huynh trước đó thế nhưng là đem đầu kia tiên hạc đưa cho bọn họ. Hiện tại bọn hắn khẳng định hội gọi đến tiên hạc, ngồi tiên hạc rời đi. Độc Cô Ý nhất thời lúng túng không thôi. Hư không pháp sư làm theo nói ra, đây đều là chuyện nhỏ, chúng ta chủ yếu mục đích cũng là bắt về Lam Tử Y. Bây giờ Lam Tử Y đã bị chúng ta một mực nắm giữ trong tay bên trên. Chúng ta trở về lộ tuyến cũng là ẩn nấp, trong tộc cũng sớm có tông chủ sắp xếp người tiếp nhận. Lần này, chỉ cần là thuận lợi đem Lam Tử Y mang về. Các vị tốt chỗ, nhà ta tông chủ tất nhiên là thiếu không. Long Sâm nói ra, lần này vì bắt đám người này, lão phu pháp bảo đều bị hủy, cái này cũng không thể như vậy bỏ qua. Tư Mã cũng nói, bổn tọa Thiên La kiếm cũng bị Diệp Minh hủy. Nhạc Thiên lập tức nói theo. Bổn tọa ngũ long luân cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Ba vị thành chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là bọn lão tử cho các ngươi làm việc, tổn thất nặng nề, người nhà trở về theo Đinh Tình hảo hảo nói một chút, cái này tối thiểu tổn thất là muốn đền bù tổn thất. Độc Cô Ý khách khí vô cùng, nói ra, ba vị thành chủ đại nhân yên tâm, nên cho chỗ tốt, một điểm sẽ không thiếu. Mà lại, các ngươi tổn thất, nhà ta tông chủ cũng nhất định sẽ bồi thường lại. Ba người lúc này mới vui vẻ ra mặt, cảm thấy cái này còn tạm được. Tối thiểu nhất, thái độ này cũng rất không tệ mà. La Quân sau khi tỉnh lại, lập tức liền triệu hoán Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là thụ La Quân cùng Diệp Minh khống chế lại. Tuy nhiên nếu như Diệp Minh phát động công lực, La Quân khẳng định triệu hoán không Tiểu Bạch. Nhưng là Diệp Minh cũng biết La Quân càng cần hơn Tiểu Bạch, cho nên, Diệp Minh cũng sẽ không đến quấy nhiễu Tiểu Bạch. La Quân yếu ớt khu động pháp lực. Trần Phi Dung cũng là đầy đủ suy yếu. Cho nên La Quân hiện tại pháp lực thì suy yếu muốn chết. Bất quá, Tiểu Bạch vẫn là lập tức cảm nhận được, cấp tốc bay tới. Tiếp theo, La Quân cùng Lâm Băng An vị bên trên Tiểu Bạch cõng, sau đó Tiểu Bạch nhất phi trùng thiên, mang theo hai người rời đi Yến Đô Thành. Vân Hải bay lượn. La Quân lúc này mới chính thức thở phào một hơi, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Kém một chút, mạng nhỏ thì khó giữ được. Lâm Băng ngồi ở phía sau, nàng chăm chú ổn định La Quân. Cái dạng này nhìn, tốt mập mờ, tốt xấu hổ. Mập mờ là tư thế, xấu hổ là, La Quân là đàn ông a. Đàn ông lại bị nữ nhân ôm ngồi tại lưng hạc bên trên. Bất quá lúc này, Lâm Băng nhưng không nghĩ những này loạn thất bát tao đồ, vật. Nàng không khỏi hỏi La Quân nói, người bây giờ cảm giác thế nào? Bên trong đến xảy ra chuyện gì? La Quân nói ra. Là cái quỷ kế, Tư Mã, Long Sâm toàn bộ đều tại. Chúng ta đi vào liền bị vây lại. Lâm Băng không khỏi thất sắc, nàng nói ra, vậy sao ngươi còn có thể trước trốn tới? Những thành chủ kia tu vi đều không tại thần vực các sư tôn phía dưới. Thậm chí nói, cũng sẽ không so Trần Diệc Hàn kém. Ngươi bây giờ, La Quân nói ra, cái này ngược lại không tính là gì. Nếu không phải đám lão gia này đều có lợi hại pháp bảo. Ngày hôm nay ta liền đem cái kia Long Sâm cho làm thịt. Lâm Băng cảm thấy có chút khó tin, nói, người bây giờ pháp lực cường đại như vậy. La Quân nói ra, ta pháp lực là không,
cường đại là Trần Phi Dung. Lâm Băng trầm mặc một cái chớp mắt, nàng ngược lại hỏi, cái kia Diệp Minh há không là một người tại đối phó Nhạc Thiên cùng Tư Mã hai người. Cái này hắn đối phó thế nào được đến, ngươi vừa trốn đi, hắn đồng thời liền muốn ứng phó ba cái. La Quân nói ra, không phải ba cái, ta chạy đợi cảm giác được độc cô ý cùng hư không pháp sư cái kia hai cái vong linh pháp sư cũng chạy tới. Đoán chừng Diệp Minh đã treo. Hắn nói Diệp Minh treo thời điểm, cũng không có bao nhiêu bi thương. Lâm Băng trầm mặc xuống dưới, nàng lại là có chút thương cảm. La Quân nhất thời có chút xấu hổ nói ra, sư tỷ, đây cũng không phải là ta thấy chết không cứu a. Chủ yếu là trước đó ta muốn hơi chậm một chút, ta cũng liền đem chính mình góp đi vào. Bất kể nói thế nào, vẫn là ngươi trước trốn tới. Lâm Băng nói ra, La Quân, ta cũng không phải trách ngươi. Chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái, cái này giống như không phải ngươi phong cách làm việc. Mà lại vì cái gì ngươi thật giống như không có chút nào khổ sở. Có phải hay không là ngươi còn có chuyện gì gạt ta tại? La Quân gặp Lâm Băng hỏi, hắn liền nói ra, ngược lại cũng không có chuyện gì gạt ngươi. Chủ yếu là ta cảm thấy có chút không tầm thường, ta cảm thấy mặc kệ là bất tử tộc vẫn là Diệp Minh, bọn họ đều đối với chúng ta giấu giếm rất nhiều thứ. Bao quát Lam Tử Y cũng giấu giếm rất nhiều thứ. Ta cụ thể nói không nên lời là cái gì, đây là ta một loại cảm giác. Ngươi vì sao lại có loại cảm giác này? Lâm Băng bị kinh ngạc, bởi vì nàng vẫn là cái gì đều không phát giác được. La Quân nói ra, cụ thể ta nói không ra, Diệp Minh từ xuất hiện bắt đầu, ta đã cảm thấy hắn có lẽ không có mặt ngoài mục đích đơn thuần như vậy. Người này, biểu hiện hết thảy đều rất bình thường, ta cho dù là muốn trêu chọc cũng tìm không ra tới. Hắn đón đến, nói ra, thực dựa theo đạo lý tới nói, Lam Tử Y cũng nên sẽ có chút lo nghĩ. Có thể nàng đối Diệp Minh biểu hiện rất lợi hại tín nhiệm. Điểm này, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Băng nói ra, ngươi thật cảm thấy Lam Tử Y còn có đồ vật gì đang gạt chúng ta sao? La Quân nói ra, đúng. Hắn đón đến, nói ra, vẻn vẹn ta cảm giác, không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho nên, ta cũng không tiện nói gì. Lâm Băng nói ra, nhưng là ta tin tưởng ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, sư tỷ, ngươi thật tốt. Lâm Băng khuôn mặt hơi đỏ lên, còn tốt La Quân là hướng phía trước nhìn lấy, cũng không nhìn thấy nàng xấu hổ. Sau đó, Lâm Băng có chút tức giận, nàng nói ra, chúng ta để mạng lại trợ giúp Lam Tử Y các nàng thế mà còn che che lấp lấp, thật sự là đáng hận. La Quân nói ra, chúng ta đối cho các nàng tới nói, bất quá là có thể miễn phí lợi dùng công cụ. Nếu là người ta chết, các nàng sẽ không lưu lại nửa giọt nước mắt. Cho nên... ta mới có thể đối với các nàng cũng đạm mạc một chút. Hắn đón đến, nói, nhưng mặc kệ như thế nào, đây là chúng ta đáp ứng sự tình. Cho nên cũng chỉ có một đường đi xuống, huống chi, những vật này vốn là ta suy đoán. Lâm Băng nói ra, vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Như vậy mặc kệ. La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, nếu như ta dự đoán không tệ, Diệp Minh trên tay hẳn là còn có bài. Hắn hẳn là không chết. Mà lại chạy đi mới là. Chúng ta kiên nhẫn chờ một chút, hắn có lẽ sẽ tự động liên hệ với chúng ta. Hắn nói đến đây, chuyện lại nhất chuyển, nói, Lam Tử Y chính là Hoàng Vương, chúng ta đã nỗ lực nhiều như vậy, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Ta vẫn chờ nàng khôi phục chân thân, thỏa mãn ta ba điều kiện đây. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Lâm Băng không khỏi hỏi. La Quân nói ra, ta còn chưa nghĩ ra đây. Lâm Băng liền cũng liền không lại hỏi cái này một gốc dạ, nàng nói ra, ngươi bây giờ cảm thấy thân thể thế nào? La Quân nói ra, ta ngược lại vấn đề không lớn, khí huyết chi lực chính tại khôi phục nhanh chóng. Tiếp qua một giờ thì khỏi hẳn, chỉ là Trần Phi Dung tiêu hao khủng bố một chút, không biết lần này nàng phải ngủ say bao lâu. La Quân cái này lúc sau đã cảm giác không thấy Trần Phi Dung tồn tại, hô mấy lần đều không có trả lời. Chắc là tại một nơi nào đó qua ngủ say. Này cũng không thể trách Trần Phi Dung pháp lực không đủ cường đại, chủ yếu là cái này mấy lần chiến đấu, chỗ đối mặt địch nhân đều quá cường đại. Chỗ tiêu hao pháp lực cũng quá kinh khủng tới. Ngẫm lại, chính mình vẫn còn có chút làm khó Trần Phi Dung. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên không bị khống chế. Tiểu Bạch chính mình cải biến hướng bay. Lâm Băng bị kinh ngạc. La Quân lúc này pháp lực hoàn toàn không có, đã cảm giác không thấy Tiểu Bạch trong não vực suy nghĩ khống chế. Hắn nói với Lâm Băng, ta đoán chừng Diệp Minh thật chạy đi,
hiện tại có thể là Diệp Minh tại khống chế Tiểu Bạch. Hắn đón đến, hỏi, đúng hay không, Tiểu Bạch? Cái kia tiên hạc vẫn thật là gật gật đầu. Lâm Băng ngay sau đó cũng liền tùy theo Tiểu Bạch phi hành. Nàng sau đó sắc mặt cổ quái nói, hai chúng ta nội dung nói chuyện, Tiểu Bạch sẽ không tiết lộ cho Diệp Minh a. Làm sao tiết lộ, nó biết nói chuyện sao, biết viết chữ sao, cũng không phải mỗi người đều có thể giống như Trần Phi Dung có thể lấy người khác trí nhớ. La Quân ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Lại nói, La Quân nói, giữa chúng ta nói chuyện cũng không có gì nhận không ra người. Huống chi, Tiểu Bạch ngươi nếu là dám loạn nói huyên thuyên, ta liền đem ngươi lông toàn lột sạch, hiểu chưa? Tiểu Bạch liên tục gật đầu, ý là minh bạch minh bạch. La Quân cười ha ha một tiếng. Đại ước sau một tiếng, Tiểu Bạch bay đến hoàn toàn hoang lương chi địa. Nơi xa có thể thấy được liên miên đại sơn, có chút lớn đỉnh núi Nga cao ngất, trên núi cũng không bất kỳ thực vật nào cây cối, một mảnh hoang vu. Tại hoang vu chi địa một gốc phế dưới cây, Diệp Minh liền dựa vào ở nơi đó. Hắn đoạn một tay, trên quần áo nhuộm đầy vết máu. Tiểu Bạch đứng ở Diệp Minh trước mặt. La Quân cùng Lâm Băng từ tiên hạc cõng lên nhảy xuống. Khi Lâm Băng thấy rõ ràng Diệp Minh lúc, nàng trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc. Đơn giản là, nguyên bản phong độ nhẹ nhàng, như họa bên trong thiếu niên Diệp Minh lúc này thật sự là có chút chật vật cùng thê thảm. Lại xinh đẹp bộ dáng, đoạn một tay đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệp Minh cũng ngẩng đầu nhìn về phía La Quân cùng Lâm Băng. Lâm Băng vốn đang đối Diệp Minh có chút ý kiến, đây là bởi vì La Quân lời nói. Nhưng bây giờ xem xét Diệp Minh cái này tình huống, nàng lập tức nhu ruột nhất thời, tiến lên lo lắng hỏi, người còn tốt đó chứ? Diệp Minh sắc mặt trấn tĩnh vô cùng, hắn nói ra, ta không sao. Sau đó, hắn lại nói với La Quân, người thế nào? La Quân nói ra, ta cũng không có việc gì, bất quá ta hiện tại không có cách nào thi triển pháp lực. Diệp Minh nói ra, người cái kia tiểu tinh linh khôi phục năng lực quá kém, ta đến giúp nàng khôi phục công lực. La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra, người đây đều có thể. Diệp Minh nói ra, ta sau đó lại truyền cho nàng một bộ pháp quyết, dạng này nàng về sau không phải chật vật như vậy. La Quân nói ra, vậy thì thật là quá tốt. Lâm Băng liền nói, Diệp Minh, việc này không nóng nảy, người bây giờ thương tổn nặng như vậy, vẫn là trước dưỡng thương. Diệp Minh quả quyết nói ra, không được, một khi tông chủ bị bọn họ trở về trong tộc, chúng ta liền sẽ liền càng thêm xa vời. Chúng ta nhất định phải mau mau làm ra phản ứng tới. Hắn sau khi nói xong, liền khẽ quát một tiếng, nói, Trần Phi Dung, đi ra. La Quân lúc đầu còn không biết Trần Phi Dung đến đi nơi nào, nhưng lúc này thì rõ ràng cảm giác được tại chính mình trong não vực sinh sinh sóng pháp lực. Sau đó, Trần Phi Dung thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Phi Dung lộ ra có chút uể oải, liền con mắt đều nhanh không mở ra được. Diệp Minh dùng chỉ có một cánh tay bóp ra pháp quyết chỉ ấn đến, sau đó, hắn một chỉ điểm hướng Trần Phi Dung. Tiếp theo, La Quân cùng Lâm Băng liền trông thấy trong không khí sinh ra gợn sóng. Sau đó, giống như là hạt sương một dạng gợn sóng từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Trần Phi Dung. Trần Phi Dung nhất thời như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng tham lam hấp thu những ngày trời hạn gặp mưa. La Quân không khỏi cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ, đây là cái gì công pháp? Đây là ta lấy tự thân pháp lực hấp thu trong không khí sương mai tinh hoa đến tẩm bổ nàng. Diệp Minh giống như là nhìn ra La Quân nghi hoặc, lập tức nói ra. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tự nhiên là không hiểu những vật này ảo diệu, liền xem như Lâm Băng thân có pháp lực, nhưng nàng pháp lực cũng chỉ là thông qua đan dược đến tiến bộ, tuyệt đối không có đạt tới có thể hấp thu trong không khí nhật nguyệt tinh hoa cấp độ. Trần Phi Dung trọn vẹn hấp thu nửa giờ, sau nửa giờ, Diệp Minh thu công. Diệp Minh sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn suy yếu tới cực điểm. Trần Phi Dung làm theo vui mừng rất nhanh, thần thái phi dương. Quân ca ca, ta lại sống tới. Trần Phi Dung nói ra. La Quân cười ha ha, nói, lời nói này, giống như ngươi chết qua một dạng. Trần Phi Dung lập tức liền vểnh lên quyệt miệng, nói ra, chán ghét ngươi. La Quân liền cũng không để ý nữa Trần Phi Dung, mà là có chút áy náy nói. Diệp Minh, người còn tốt đó chứ? Diệp Minh lắc đầu, nói ra, ta không sao. Hắn sau đó nói, ta muốn an dưỡng nửa giờ sau, chúng ta lập tức xuất phát. La Quân gật gật đầu, nói ra,
chúng ta là không có vấn đề, mấu chốt là ngươi còn kiên trì được sao? Diệp Minh nói ra, kiên trì không phải cũng muốn kiên trì. Ta có thể chết, nhưng tông chủ không thể có sự tình. Tại Diệp Minh trên thân lộ ra một loại thấy chết không sờn rực rỡ mãnh liệt. Lúc này, không chỉ là Lâm Băng có chút không tin Diệp Minh có tư tâm. Liền xem như La Quân đều đang hoài nghi, là không phải mình cảm giác thật phạm sai lầm. Diệp Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa trị. La Quân cũng thừa dịp lúc này bắt đầu ngồi xếp bằng, điều tức nội kinh. Nửa giờ sau, La Quân đã khôi phục lại điên phong trạng thái. Mà Diệp Minh khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Khôi phục thế nào, Lâm Băng lập tức hỏi Diệp Minh. Diệp Minh chỗ cổ tay đã kết vảy, đồng thời mọc ra thịt mới. Hắn nói ra, ta đã hoàn toàn khôi phục. Nhanh như vậy, La Quân cùng Lâm Băng đều cảm thấy ngạc nhiên. Đồng thời, La Quân nhìn thấy Diệp Minh chỗ cổ tay, hắn hơi kinh hãi, nói ra, lấy ngươi tu vi, cánh tay hẳn là có thể dài ra lại, người này làm sao trực tiếp kết vảy thịt tươi. Không có cái mới mầm thịt đi ra. Đây chính là đại biểu cánh tay vô pháp khôi phục. Diệp Minh nói ra, ta nếu muốn mọc ra tân thủ cánh tay, như vậy ta thương tổn 10 ngày nửa tháng đều được không? Dưới mắt, ta hy sinh một cánh tay, lại có thể đổi về ta công lực, đây là đáng giá. Hắn đón đến, nói ra, đi thôi, chúng ta lập tức qua nghĩ cách cứu viện tông chủ. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Diệp Minh cũng liền đứng lên. La Quân cùng Lâm Băng cũng đều đứng lên. La Quân nói ra, người biết làm sao đi tìm Lam Tử Y sao? Diệp Minh nói ra, ta tự nhiên biết, hắn sau khi nói xong đi đầu vượt đến Thiên Hạc cõng lên. La Quân cùng Lâm Băng lần lượt đi lên, cái này Thiên Hạc to lớn, cõng ba người không hề có một chút vấn đề. Lâm Băng ngồi ở giữa, La Quân tại phía sau cùng. Làm sao người biết, La Quân rất ngạc nhiên. Diệp Minh nói ra, người đây không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp. La Quân cũng liền không lại nói nhảm. Tiểu Bạch một đường mau chóng đuổi theo. Từ Yến Đô Thành đến Bất Tử Tộc cùng sở hữu ngàn dặm xa, nhưng lái lên quỷ xe buýt xe, có thể tại trong vòng mấy canh giờ đạt tới. Bất quá Bất Tử Tộc cùng Yến Đô Thành ở giữa cũng có vài trăm dặm đường núi là quỷ xe buýt vô pháp đi vào. Quỷ xe buýt tuy nhiên rất không tệ, nhưng cũng không phải là phi cơ, cho nên không cách nào trèo đèo lội suối. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư thực cũng là có nỗi khổ không nói được, bọn họ vốn là có Tiểu Bạch tại. Một khi bắt Lam Tử Y, ngồi Tiểu Bạch, mấy giờ liền có thể đến Bất Tử Sơn. Nhưng bây giờ không có Tiểu Bạch, bọn họ lộ trình liền bị kéo duỗi gian nan rất nhiều. Nhưng cái này đặc thù tình huống là vị kia phía sau tân tông chủ Đinh Tình không biết. Đinh Tình bây giờ tại Bất Tử Tộc bên trong cũng là sứt đầu mẻ chán, hắn lúc đầu phái ra ba tên vong linh Pháp Sư. Tăng thêm các vị thành chủ hỗ trợ. Đây là 10 phần chắc chín sự tình, huống chi, bọn họ còn có Tiểu Bạch phi hành trợ giúp. Nhưng là bây giờ sự tình hiển nhiên vượt qua Đinh Tình đoán trước. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư mang Lam Tử Y đi vào đường núi trước, chiếc kia đưa bọn họ chạy tới xe con đã bị trực tiếp lái đi. Độc Cô Ý liền đem Lam Tử Y kẹp ở dưới xương sườn, sau đó cùng Hư Không Pháp Sư nhanh như điện chớp đuổi dậy đường tới. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư không có chạy ra bao lâu, phía trước bỗng nhiên nghênh đón một đạo hoàng ảnh. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư không dám khinh thường, hai người chú ý cẩn thận nhìn chăm chú phía trước. Chờ cái kia hoàng ảnh gần chút, hai người rốt cục mới yên lòng. Bởi vì người đến không phải cái gì khác người, đúng là bọn họ đại ca, cũng chính là thủ tịch vong linh Pháp Sư Phó Lăng. Phó Lăng tu vi công tham tạo hóa, có hắn đến đây. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư chính là lớn lên thở phào một hơi. Đại ca, Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư cùng một chỗ hô. Đồng thời, Độc Cô Ý buông xuống Lam Tử Y. Lam Tử Y sắc mặt băng hàn. Phó Lăng trường thân ngọc lập, nhìn chừng 40 tuổi, hắn tướng mạo uy nghiêm mà đứng đắn, xem xét cũng là cái chính phái người. Phó Lăng đầu tiên là nhìn về phía Lam Tử Y, nói, nàng chính là chúng ta muốn tìm người. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư gật đầu, nói ra, không sai. Lam Tử Y liền cũng liền nhìn về phía Phó Lăng, nàng lạnh lùng nói ra, Phó Lăng, ngươi dám can đảm bất kính với ta. Phó Lăng nao nao, hắn sau đó hơi hơi ôm quyền chắp tay, nói ra, lão tông chủ, thuộc hạ đối với ngài không có nửa phần bất kính. Bất quá dưới mắt, Đinh tông chủ đã cầm trong tay phù ấn, quy củ là ngài lập thành, thuộc hạ cũng phải tuân theo.
Lam Tử Y nói ra, cái gì quy củ đều bù không được ta Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Hiện tại Đinh Tình đã phản, các ngươi những người này nếu là khăng khăng đi theo hắn, ngày khác ta khôi phục chân thân, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Độc Cô Ý cười lạnh một tiếng, nói ra, Lam Tử Y, ta chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội khôi phục chân thân. Thuộc về ngươi thời đại đã qua, ngươi hẳn là nhận rõ ràng hiện thực. Lam Tử Y nhìn về phía Độc Cô Ý, Độc Cô Ý lại là không chút nào khiếp đảm nhìn về phía Lam Tử Y. Phó Lăng Từ Tốn nói, lão ngũ, không thể đối lão tông chủ vô lễ. Độc Cô Ý lại là kính sợ Phó Lăng, cho nên lập tức cung kính nói, vâng, đại ca. Phó Lăng liền vừa nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, lão tông chủ, tạo hóa trêu ngươi, ngài vẫn là muốn tiếp nhận hiện thực thật tốt. Ngài thống lĩnh bất tử tộc mấy trăm năm, cuối cùng sẽ có nhật nguyệt thay đổi một ngày. Lam Tử Y trầm mặc xuống dưới, nàng biết mình nói cái gì đều vô dụng. Đại ca, ngài làm sao tới? Hư không pháp sư có chút hưng phấn nói ra. Phó Lăng nói ra, tông chủ không quá yên tâm, cho nên liền để cho ta tới tiếp ứng các ngươi. Hắn đón đến, nói ra, lão tam đâu? Lão tam chính là Minh Nhật pháp sư. Độc Cô Ý cùng Hư không pháp sư lập tức bi thương. Độc Cô Ý nói ra, tam ca đã chết. Phó Lăng trong mắt nhất thời hiện lên buồn giận chi sắc, nói, người nào thế mà có thể giết lão tam? Độc Cô Ý nói ra, là một cái tên là La Quân tiểu tặc này cùng Lam Tử Y cùng một chỗ tiến đến. Phó Lăng nói, các ngươi phải chăng giết tiểu tặc này cho tam đệ báo thù? Độc Cô Ý cùng Hư không pháp sư nhất thời cảm thấy hổ thẹn. Hư không pháp sư nói ra, đại ca, tiểu tặc kia có chút giảo hoạt, chúng ta không thể giết hắn. Lại thêm dưới mắt lớn nhất chuyện khẩn yếu là đem Lam Tử Y đưa về trong tộc, cho nên chúng ta liền không có cùng hắn quá nhiều dây dưa. Cái này tiểu tặc, Phó Lăng buồn giận đan sen, nói, dám can đảm sát hại ta Phó Lăng huynh đệ, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, không như thế liền không thể giải mối hận trong lòng ta. Ai, thở dài một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Diệp Minh, người người lại dẫn ta tới muốn chết, người nhìn lấy còn chưa tới, thì có người muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Bên kia chỗ hắc ám, La Quân thanh âm truyền tới. Lâm Băng cũng không có đến đây, dạng này chiến đấu, thực sự không thích hợp Lâm Băng tham gia. Lâm Băng muốn làm liền là tùy thời chuẩn bị kỹ càng rút lui, nàng quản thúc lấy Tiểu Bạch, trốn ở một bên khác. La Quân cùng tay cục Diệp Minh chậm rãi đến đây, rất nhanh liền đi vào Phó Lăng một trước mặt mọi người. Lam Tử Y trong mắt lóe lên vui mừng, bất quá lập tức, nàng thì cảm thấy đau đầu. Cái kia chính là La Quân cùng Diệp Minh nơi đó lại là ba người này đối thủ a. Diệp Minh, Phó Lăng trông thấy Diệp Minh cái kia một cái chớp mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn sau đó thở dài nói ra, người quả nhiên vẫn là phản. Trò cười, Diệp Minh nhìn về phía Phó Lăng. Cười lạnh một tiếng nói ra, các người bọn này loạn thần tặc tử, năm đó thì cùng một chỗ mưu đồ độc hại tông chủ. Bây giờ lại nghĩ đến hại tông chủ, rõ ràng thì là các người phản loạn phía trước, thế mà thật đúng là coi mình là huyền môn chính tông. Phó Lăng, ta cho người biết, phản người là ngươi, loạn thần tặc tử nói cũng là ngươi. Phó Lăng sắc mặt bình tĩnh, nói ra, có lẽ ngươi quên, lịch sử từ trước đến nay là từ người thắng lợi viết. Mặc kệ như thế nào. Đến tình cảnh như thế này, người làm ra lựa chọn thực sự không tính là thông minh. Mà lại hôm nay, người không nên tới. Người liền xem như không bị thương, hai tay đầy đủ cũng không phải đối thủ của ta, huống chi người bây giờ bộ dáng này. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này, Diệp Minh cũng phải vì lão tông chủ lực chiến mà chết. Diệp Minh thân thể bên trên tán phát ra thảm liệt thấy chết không sờn khí tức. La Quân âm thầm nhíu mày, đậu phộng, lão tử không muốn chết a. Phó Lăng không tiếp tục để ý Diệp Minh, ánh mắt của hắn đến La Quân trên thân, nói, ngươi chính là tiểu tặc kia La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, tặc cái chữ này cũng không thể loạn hô, ta một không có trộm hai không có đoạt, sao nhưng nói là tặc. Ngược lại là ngài lão nhân gia cùng Đinh Tình chính là cướp đoạt chính quyền người, người mới hẳn là tặc, mà lại là lão tặc. Nhanh mồm nhanh miệng, Phó Lăng trong mắt lóe lên không thể ngăn chặn tức giận, nói ra, ngoài miệng thống khoái. Hôm nay, lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, không như thế, như thế nào lễ tế ta tam đệ trên trời có linh thiêng. Là ngươi cái kia khả ái tam đệ thấy hơi tiền nổi máu tham, trước động thủ với ta. Ta giết hắn, không gì đáng trách, La Quân nói ra, nói cách khác, hắn là mình muốn chết, ngươi không oán ta được,
Phó Lăng nghiêm nghị nói, đáng chết. Đáng chết là ngươi, Phó Lăng. Diệp Minh Lệ quát một tiếng. Các ngươi hôm nay hết thảy đều phải chết. Phó Lăng bạo giận lên. Sau đó, chiến đấu liền phát động. Phó Lăng muốn ra tay với La Quân, nhưng là Diệp Minh trước một bước tế ra Tử Bi kiếm. Cái kia Tử Bi kiếm hóa thành một vệt kim quang hung mạnh ám sát hướng Phó Lăng. Phó Lăng làm theo đối độc cố ý cùng hư không pháp sư nói ra, lão ngũ, lão lục, đem tiểu tặc này trước phế, tuyệt không cần để hắn đào tẩu, ta đến ứng phó Diệp Minh. Vâng, đại ca, độc cố ý cùng hư không pháp sư ẩm vang xác nhận. Sau đó, hai người này liền không có hảo ý, sát khí đằng đằng đón lấy La Quân. La Quân chính là chậm rãi lui lại, trong miệng hắn nói ra, các ngươi cũng chớ làm loạn, không phải vậy ta sẽ giết ngươi nhóm. Độc cố ý cười lạnh liên tục, nói, tiểu tặc, người có bao nhiêu cân lượng, người nghĩ rằng chúng ta không biết sao. La Quân cười ha ha, nói ra, ta chỉ sợ các ngươi còn thật không biết ha. Chịu chết đi, độc cố ý đột nhiên tế ra thần long cốt thứ kiếm. Nhất thời hàn quang bốn phía, kiếm quang như giống như giải lụa thiểm điện ám sát hướng La Quân. Cùng lúc đó, hư không pháp sư cũng thi triển ra huyết vân tam kiếm. La Quân lập tức cũng tế ra âm sát ma đao. Quả nhiên cấp độ này chiến đấu, không có có pháp lực cái kia chính là vài phút muốn chết ha. La Quân cũng nhịn không được muốn may mắn mình tại dưới cơ duyên xảo hợp có được Trần Phi Dung. Không phải vậy chuyến này địa ngục chuyến đi, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Phó Lăng cùng Diệp Minh chiến đấu cũng đã đến gay cấn cấp độ. Đối mặt Diệp Minh từ bi kiếm thi triển đạt ma kiếm thuật, Phó Lăng tế ra một ngụm ẩm huyết kiếm đến. Ẩm huyết kiếm cũng không tính là thần khí, nhưng Phó Lăng pháp lực vô biên, thi triển ra cái này miệng pháp khí đến, lại có thể phát ra không thể tưởng tượng uy lực tới. 9 tầng kiếm mạc, Phó Lăng trong nháy mắt, ẩm huyết kiếm bay ra ngoài, trong nháy mắt phát ra 9 tầng kiếm mạc. Từ bi kiếm đụng vào kiếm mạc bên trong, lập tức bị 9 tầng kiếm mạc vây khốn. 9 tầng kiếm mạc, mỗi một trọng đều là đao quang kiếm trận. Từ bi kiếm muốn đem 9 tầng kiếm mạc phá vỡ cũng không phải là chuyện dễ. Cái này 9 tầng kiếm mạc chính là Phó Lăng đắc ý kiếm chiêu, vây khốn từ bi kiếm đã là đơn giản như thế. Mà một khi 9 tầng kiếm mạc tới giết người, cái kia càng là không thể tưởng tượng. Sau đó, Phó Lăng đối Diệp Minh càng không lưu tình. Trong tay hắn xuất hiện một kiện pháp khí, phương pháp này khí lại là màu đen đàn tranh. Phó Lăng một tay nâng đàn tranh, một tay đàn tấu đàn tranh. Cái kia đàn tranh lập tức phát ra hung mãnh ma đầu tới. Hung mãnh hắc sắc ma đầu, giống như từng đoàn màu đen khí độc đem Diệp Minh trong nháy mắt vây lại. Những này hắc sắc ma đầu chỗ nào cũng có, một khi chui vào đến Diệp Minh trong thân thể, lập tức ăn mòn huyết nhục, nhiễu loạn não vực thần kinh nguyên. Dù cho không có chui vào, vô cùng hắc sắc ma đầu cũng có thể trình diễn ra nhiễu tâm trí người ma âm tới. Cái này ma âm có khi như lệ quỷ kêu rên, có khi như thiên nữ câu dẫn chờ chút. Tóm lại đều là trong lòng người sợ hãi hoặc hướng tới đồ, vật. Diệp Minh sắc mặt đại biến, hắn liếc một chút thì nhận ra Phó Lăng cái này đàn tranh. Này đàn tranh thế nhưng là rất nhiều kết quả, gọi là thiên ma tranh. Nghe nói vực ngoại thiên ma đã từng đến thăm qua địa cầu, lưu lại 3 món pháp bảo, theo thứ tự là thiên ma tranh, thiên ma châu còn có đại tự tại thiên ma bí tịch. Mà đại tự tại thiên ma bí tịch cùng thiên ma châu thì vì Tu La Đại Đế trầm mặc nhiên chiếm đoạt có, cái kia Tu La Đại Đế chỉ bằng một bản bí tịch cùng một khỏa thiên ma châu thành tựu đại tự tại thiên ma. Từ đó liền từ một cái nhân gian võ giả, nhảy lên ở giữa trở thành cùng ma đế, trung hoa đại đế, thần đế bình khởi bình tọa tồn tại. Bởi vậy cũng có thể gặp, vực ngoại thiên ma lưu lại đồ, vật là kinh khủng bực nào. Phó Lăng cũng lấy thiên ma tranh trở thành bất tử tộc hiếm thấy cao thủ. Tên thiên ma này tranh đàn tấu ra thiên ma bát âm, diễn hóa 8 đại thiên ma đi ra. 8 đại thiên ma lại tụ họp tập hợp trong không khí tồn tại vô cùng thiên ma suy nghĩ, một khi công kích, chỗ nào cũng có, khủng bố cùng cực. Diệp Minh hít sâu một hơi, trong mắt của hắn sau đó thoáng hiện kiên nghị thần sắc. Đây là thấy chết không sờn thần sắc. Người lúc thập phương vô lượng thế giới, hiện thật không thể tin đại trí tuệ thần thông chi lực, điều nằm kiên cường chúng sinh, biết rõ khổ vui phương pháp. Đều phái bồi bàn, hỏi thăm Thế Tôn. Diệp Minh trái tim bỗng nhiên trở nên trong suốt đứng lên, từ bên ngoài liền có thể trông thấy trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt. Thập phương thần trảm, chém chết hết thảy. Diệp Minh đột nhiên quát. Phó Lăng rốt cục thất sắc,
nói, lại là thiêu đốt sinh mệnh đang thi triển không chết thần mang bí thuật, thật sự là không muốn sống. Chém, Diệp Minh một tay hoành vỗ xuống. Theo tay hắn thế chém ra qua, trước mặt hắn tới lùi hắc sắc ma đầu trong nháy mắt bị chảm thành phấn vụn, mà lại mặt đất cũng bị chém ra một đạo sâu 30 mét vết thương tới. Nhưng bề ngoài lại nhìn cũng không được gì. Vết thương này sâu 30 mét, dài trăm gạo. Dạng này lực lượng là khủng bố không dám tưởng tượng. Diệp Minh lại hướng Phó Lăng chém ra một đao. Phó Lăng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Diệp Minh cái này một chảm thế nhưng là xuất thủ như điện, dạng này hư chảm tốc độ, căn bản không phải nhân lực có thể tránh né. Phó Lăng chỉ có tới. Phó Lăng lập tức mang theo thiên ma tranh xoay tròn, tên thiên ma này tranh hóa thành một cỗ hắc khí, trong nháy mắt đem Phó Lăng bao phủ lại. Lại nhìn lúc, Phó Lăng đã mặc vào thiên ma khải giáp. Cái kia chém tới một đao, thiên ma khải giáp vươn tay cánh tay ngăn cản. Thiên ma khải giáp vươn tay cánh tay ngăn cản một cái chớp mắt, Phó Lăng rốt cục làm ra phản ứng, cả thân thể tránh đi. Mà cái kia thiên ma khải giáp trực tiếp bị gọt bay ra ngoài. Đồng thời, mặt đất lại xuất hiện một đạo thọc sâu sắc bén vết thương. Cái này thập phương thần chảm thuật chảm kình quá hung hãn. Phó Lăng cảm thấy đã không có bất luận cái gì pháp lực đến ngăn cản loại này chảm kình. Tiếp theo, Diệp Minh hướng 9 tầng kiếm mạc chém ra một đao. Một đao ở giữa, 9 tầng kiếm mạc toàn bộ bị hủy. Sau đó, Diệp Minh lại hướng Phó Lăng chém ra một đao. Phó Lăng lần nữa lấy một đạo khác thiên ma khải giáp cánh tay ngăn cản, đạo này thiên ma khải giáp cánh tay lập tức lần nữa bị gọt bay. Phó Lăng mượn cái này lỗ hổng, vô cùng không có nghĩa khí quay người đào tẩu. Hắn trốn được thật nhanh, Diệp Minh cũng không có truy. Hắn chuyển tay lại là một đao hướng độc cô ý chém tới. La Quân đang dùng âm sát ma đao cùng độc cô ý cùng hư không pháp sư chiến tại một chỗ, La Quân tình cảnh vô cùng không ổn. Một người làm không thắng hai người bọn họ a. Nhưng La Quân lại không muốn thi triển tạo hóa kiếm quyết, bởi vì tạo hóa kiếm quyết đối với hắn khí huyết chi lực còn có pháp lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Một khi thi triển hoàn tất, lập tức liền là phế nhân một cái. Trước đó có cơ hội đào tẩu. Không có nghĩa là lần này mình còn may mắn như vậy. Mà lại, La Quân nhìn bộ dạng này, Diệp Minh cũng không phải Phó Lăng đối thủ. Cho nên hắn là dự định nhìn tình huống liền chạy đi. Gia hỏa này tâm cũng không có như vậy thuần phác, muốn cùng Diệp Minh cùng Lam Tử Y sinh tử cùng tồn vong. Nhưng lại tại La Quân cùng Độc Cô Ý còn có hư không pháp sư đánh đến chính là hung mãnh thời điểm, Độc Cô Ý cả người đột nhiên từ giữa đó bị chia làm hai nửa. Tựa như là một đạo lết cắt đi. Vuông vức bóng loáng đến nhìn không ra dấu vết tới. Sau một hồi lâu, Độc Cô Ý mới chia làm hai nửa, máu tươi ào 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 chảy ra. Một màn này là Âu Mỹ phim kinh dị bên trong trải qua thường xuất hiện tràng cảnh. Độc Cô Ý chết quá đột ngột. La Quân đều có chút phản ứng không kịp, ngay sau đó, hư không pháp sư đầu cũng bay ra ngoài. Cái kia huyết phân tam kiếm cùng thần long cốt thứ kiếm mất đi Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư thao túng. Trong nháy mắt bị âm sát ma đao cho rảo thành phấn vụn. Ta dựa vào, đáng tiếc, La Quân hú lên quái dị, hắn chả muốn đem những này pháp bảo chiếm dụng đây. Bất quá ngẫm lại, cũng không quan trọng. Đoán chừng còn không có âm sát ma đao lợi hại, hủy thì hủy đi. La Quân cũng lập tức thu hồi âm sát ma đao. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, nhìn thấy Diệp Minh một cái chớp mắt, La Quân giật nảy cả mình. Bởi vì cái này một cái chớp mắt, Diệp Minh tóc đã trắng bệch. Diệp Minh ngồi dưới đất. Lam Tử Y đi vào Diệp Minh trước mặt, Diệp Minh nhìn về phía Lam Tử Y, Lam Tử Y cũng nhìn lấy Diệp Minh. La Quân đi tới, trong lòng của hắn tự nhiên là có chút kỳ quái. Làm sao Diệp Minh đột nhiên lợi hại như vậy, không chỉ có đem Phó Lăng dạng này siêu cấp cao thủ bước đi, hơn nữa còn cực kỳ dễ dàng giết Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư. Cũng may mắn, ngươi chỉ thi triển ra thập phương thần chảm sáu chảm. Nếu để cho ngươi đem 10 chảm toàn bộ chảm xong, ngươi giờ phút này đã trở thành một cỗ thây khô. Lam Tử Y trầm giọng nói ra, trong mắt nàng xuất hiện một tia tình cảm ba động. Diệp Minh suy yếu xông Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra, tông chủ, chỉ cần có thể cứu ngươi, Diệp Minh cho dù chết ở chỗ này cũng không cần gấp. Tất cả mọi người phản bội ta, ngươi lại nguyện ý tiêu hao ngươi sinh mệnh mình tới cứu ta, ngươi làm như vậy, đáng giá không? Ngươi lại là vì cái gì? Lam Tử Y trầm giọng hỏi. Cái này một cái chớp mắt, La Quân nhìn lấy Diệp Minh là có chỗ xúc động.
Xuân Tàm đáo tử Ti Phương Tấn, cái này Diệp Minh vì Lam Tử Y, quả nhiên là thiêu thân lao vào lửa, liều lĩnh a. Diệp Minh nói ra, không, tông chủ, không phải tất cả mọi người phản bội ngài. Chỉ là ngài không tại, mọi người làm sinh tồn, mới có thể tạm thời khuất phục tại đinh tình. Đây bất quá là nhân tính mà thôi, đó cũng không phải ngài thất bại. Lam Tử Y nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, những người kia nhân tính, còn có phản bội chờ một chút, những vật này với ta mà nói, đều không trọng yếu. Bất tử tộc, chính là ta một tay sáng tạo ra tới. Nếu như cái này tộc quần thật đến khiến ta cảm thấy chán ghét thời điểm, ta muốn hủy đi bọn họ cũng không phải là không thể được. La Quân hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Tử Y. Hắn cảm thấy Lam Tử Y có biến hóa rất lớn. Tựa hồ trở nên lãnh khốc vô tình rất nhiều. Tựa hồ dạng này Lam Tử Y mới là cái kia trong truyền thuyết trên vạn người Hoàng Vương. Tông chủ, Diệp Minh còn muốn nói điều gì? Lam Tử Y từ tốn nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi trước đi. Chỉ bất quá nàng lời nói vừa ra âm, bên kia lại lần nữa truyền đến Phó Lăng thanh âm. Phó Lăng sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi tới. Hoàng Vương Điện Hạ, ngài nói rất tốt, ngài nói tất cả mọi người phản bội ngài, cái này không có sai. Ngài nói chúng ta là ngài sáng tạo, cái này cũng không sai. Ngài nói tùy thời có thể lấy đem chúng ta hủy diệt, cái này cũng không tệ. Cho nên, ngài tồn tại là chúng ta lớn nhất đại uy, ta lại có thể nào cho phép ngài khôi phục chân thân đâu. Phó Lăng thế mà qua mà quay lại. Diệp Minh cùng La Quân sắc mặt đại biến. Diệp Minh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt hắn trắng bệch tới cực điểm. Phó Lăng sở dĩ qua mà quay lại, cũng là đoán ra Diệp Minh đã phế. Hắn bây giờ trở về tới là 10 phần chắc chín. Phó Lăng liếc nhìn liếc một chút độc cô ý cùng hư không pháp sư thi thể kia còn đang ngọ nguậy. Riêng là hư không pháp sư, căn bản còn chưa có chết tuyệt, miệng hắn suy yếu mở đầu, muốn nói chuyện. Thế nhưng là hắn đã không có yết hầu, há miệng ra cũng là âm thanh xé gió âm. Phó Lăng thi triển ra pháp lực đến, cái kia một cỗ huyền diệu pháp lực trở thành hư không pháp sư nói chuyện động lực. Lão Lục, người có cái gì chưa tâm nguyện cứ nói đi, đại ca có thể làm được, nhất định thay ngươi làm được. Phó Lăng trầm thống vô cùng nói ra. Đại ca, cứu, ta không muốn chết, hư không pháp sư nói ra. Phó Lăng ngốc ngẩn ngơ. Hắn khe khẽ thở dài, nói ra, thật xin lỗi, Lão Lục, ta có thể báo thù cho huynh. Nhưng duy chỉ có chuyện này, đại ca cũng làm không được. Không chỉ là đại ca làm không được, trong thiên hạ, cũng không ai có thể làm được. Hư không pháp sư mắt lật một cái, như vậy khí tuyệt. La Quân nhức cả trứng tới cực điểm, hắn cũng không nghĩ tới con hàng này sẽ đi mà quay lại. Hiện tại hắn là không có biện pháp nào. Phía bên mình, Lam Tử Y không đáng tin cậy. Diệp Minh đã tàn. Cái này thật đúng là chỉ có chính mình đến đối kháng Phó Lăng. Có thể cái này Phó Lăng biến thái vô cùng, chính mình cũng không được a. Phó Lăng lúc này rất lợi hại nhàn nhã, hắn cũng không nóng nảy động thủ. Hắn đầu tiên là nhìn Diệp Minh liếc một chút, nói ra, Diệp Minh, người hôm nay chết chắc. Diệp Minh cố hết sức nói ra, người cái này loạn thần tặc tử, người chết không yên lành. Phó Lăng cười ha ha một tiếng. Hắn lại là việc không đáng lo. Sau đó, Phó Lăng nhìn về phía Lam Tử Y, hắn nói ra, bây giờ nhìn lại, Hoàng Vương ngài trí nhớ đã khôi phục được không kém bao nhiêu đâu. Lam Tử Y lạnh lùng không nói một lời. Ngươi là bất tử tộc mẫu thân, là đế tạo giả, vốn nên là được vạn người ngưỡng mộ. Phó Lăng nói ra, nhưng ngài nhưng biết, vì cái gì tất cả mọi người muốn phản bội tại ngài. Trừ Diệp Minh cái này ngốc tử ngu chung ngươi. Còn có người nào chịu vì ngươi phất cờ hò reo? Ngươi biết ngươi vì cái gì như thế không được ưa chuộng sao? Vì cái gì? Lam Tử Y lạnh giọng hỏi. Phó Lăng nói ra, bởi vì ngươi lạnh lùng tự tư, bởi vì ngươi thủ đoạn độc ác, bởi vì ngươi tàn nhẫn không chú ý người ta chết sống. Chúng ta sớm liền nhớ ngươi chết, mà đinh tình mới là cái kia dũng giả, hắn cái thứ nhất đứng ra, chúng ta tự nhiên muốn đi theo với hắn. Lam Tử Y trầm mặc xuống dưới. La Quân không khỏi có chút hoảng hốt, đến Lam Tử Y là cái dạng gì người? Phải nói, đến bất tử băng hoàng là cái dạng gì người đâu? La Quân nghĩ không ra. Sau đó, Phó Lăng cũng không tiếp tục để ý Lam Tử Y, mà chính là nói với Diệp Minh, Diệp Minh, người một mực không phải người thông minh. Đến bây giờ, người y nguyên không thông minh, người chết thì chết tại người không thông minh bên trên,
người bởi vì như thế một nữ nhân mà tàn phá sinh mệnh mình bản nguyên, quả nhiên là ngu không ai bằng. Người muốn giết cứ giết, nói nhảm cái gì? Diệp Minh lạnh lùng nói ra. Vậy thì tốt, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phó Lăng nói ra. Ách, chờ một chút, La Quân bỗng nhiên mở miệng. Hắn chợt lách người ngăn tại Phó Lăng trước mặt, đại thúc a, ta tốt xấu vẫn là cái còn sống người. Người đây cũng quá không tôn trọng ta, giết Diệp Minh trước đó, tốt xấu muốn cố kỵ một chút ta tâm tình, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không mà. Phó Lăng nhìn về phía La Quân, trong mắt của hắn thoáng hiện lửa giận, nói, ta thế mà kém chút quên ngươi cái này tiểu tạp trùng. Đậu phộng, được rồi, đều không hô tiểu tạp đổi hô tiểu tạp trùng. La Quân cảm thấy mình còn không bằng không kháng nghị đây. Tiểu tạp làm sao cũng so tiểu tạp trùng êm tai. Tiểu tạp trùng, nếu như ngươi đầy đủ thông minh một điểm, hẳn là lặng lẽ đào tẩu. Đáng tiếc, ngươi giống như Diệp Minh, đồng dạng ngu xuẩn như heo. Ta dựa vào, La Quân nói ra, lão tạp trùng, ngươi có hiểu lễ phép hay không? Đại gia ta gọi ngươi một tiếng đại thúc, ngươi thì gọi ta tạp trùng. Hắn đón đến, nói ra, còn có, ngươi nhất định rất ít xem TVA. À. Phó Lăng ngốc ngẩn ngơ, gia hỏa này đang nói cái gì loạn thất bát tao đồ, vật A. À. La Quân tiếp tục nói, trong TV, người xấu tại giết người trước đó nếu như nói nhảm quá lâu, sau cùng nhất định sẽ bị xử lý. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay khẳng định phải hỏng bét cầu A. Không khỏi rượu, Phó Lăng đột nhiên thì tế ra ẩm huyết kiếm trong nháy mắt hình thành 9 tầng kiếm mạc. 9 tầng kiếm mạc sát ý bừng bừng, trong nháy mắt đem La Quân vây lại. Đao quang kiếm trận, mấy ngàn vạn kiếm ý hình thành, diệt sát hết thảy. Dạng này kiếm mạc quá kinh khủng. La Quân lúc này lại không giữ lại chút nào, hắn trực tiếp thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Chỉ có thể đụng một cái. Trên thực tế, La Quân là không biết một việc. Cái kia chính là Phó Lăng đang cùng Diệp Minh đối bính bên trong bị hao tổn rất nghiêm trọng, cái này 9 tầng kiếm mạc đã bị suy yếu 7 thành. Không phải vậy lời nói, hắn sớm đã trực tiếp treo. Tạo hóa kiếm quyết tại trong một sát na thi triển đi ra, ngàn đạo huyết quang rảo sát đi ra. Đùng đùng sao không dứt đao quang kiếm ảnh. La Quân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong một chớp mắt, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Một tiếng ầm vang. Ngàn đạo huyết quang đem 9 tầng kiếm mạc hoàn toàn vỡ nát. Sau đó, cái kia ngàn đạo huyết quang như tấm lụa lôi đình càn quét tiêu diệt hướng Phó Lăng. Phó Lăng bị kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến La Quân thế mà còn có lợi hại như vậy bài. Phó Lăng trong nguy cơ, lần nữa tế ra Thiên Ma Tranh. Thiên Ma Tranh phát ra vô cùng ma đầu, nhưng Thiên Ma Tranh mới là bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Cho nên những ma đầu này tuy nhiên cũng coi như lợi hại, nhưng vừa tiếp xúc với tạo hóa kiếm quyết kiếm trận, lập tức liền bị vỡ nát thành cho tàn. Phó Lăng liên tục thi triển trí tuệ ấn, ba la ấn, sau cùng, hắn hướng phía tạo hóa kiếm quyết phát ra sắc bén pháp ấn tới. Nhưng những này pháp ấn y nguyên bị tạo hóa kiếm quyết vỡ nát. Tạo hóa kiếm quyết cũng không phải chơi vui, liền xem như long xâm vũ trụ chi chung đều bị tạo hóa kiếm quyết vỡ nát, huống chi là. Phó Lăng lúc này lấy đơn thuần pháp lực thật sự là khó mà ngăn cản tạo hóa kiếm quyết tập sát. Nhưng Thiên Ma Tranh tổn thương đã nghiêm trọng, trong lòng của hắn cũng vô cùng sợ hãi Thiên Ma Tranh hội như vậy tổn hại. Cái kia tạo hóa kiếm quyết chỗ bạo phát ngàn đạo kiếm quang thật sự là hung mãnh. Tựa như là mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, để Phó Lăng ngay cả thở hơi thở đều cảm thấy khó khăn. Phó Lăng âm thầm kêu khổ, cái này La Quân cùng Diệp Minh làm sao đều là như vậy khó làm đâu. Rơi vào đường cùng, Phó Lăng bạo giống một tiếng, hắn vận chuyển toàn thân pháp lực điều động bốn phía từ trường. Sau cùng, ở bên cạnh hắn hình thành một đạo từ trường phong bạo. Từ trường phong bạo giống như hung mãnh long quyển phong một dạng. Cái này bên trong không có bất kỳ cái gì pháp bảo, dựa vào toàn bộ là Phó Lăng pháp lực. Tạo hóa kiếm quyết không lưu tình chút nào rảo giết tới. Những từ trường đó phong bạo, phần tử nhân tố tích lũy mà thành long quyển phong bị tạo hóa kiếm quyết cấp tốc vỡ nát. Nhưng Phó Lăng không ngừng phát ra mạnh mẽ pháp lực đến tiếp tục ngưng tụ, song phương thì hình thành một cái thăng bằng. Nhưng trên thực tế, từ trường phong bạo căn bản không phải tạo hóa kiếm quyết đối thủ. Thế nhưng là... Phó Lăng pháp lực cũng thật sự là cường đại, có thể liên tục không ngừng tụ tập từ trường phong bạo. Mà lúc này, La Quân rốt cục cũng nhịn không được nữa tạo hóa kiếm quyết cường đại tiêu hao. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi,
cả người uể oải trên mặt đất. Mà tạo hóa kiếm quyết cũng rốt cục tán. Cái kia âm sát ma đao cô đơn cắm trên mặt đất. La Quân cùng Trần Phi Dung tại dạng này cường độ tiêu hao dưới, rốt cục kiệt lực. La Quân nhất tâm là muốn thi triển tạo hóa kiếm quyết đến chu sát Phó Lăng. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, Phó Lăng pháp lực quá thâm hậu. Cái kia từ trường phong bạo liên miên không ngừng, đến sau cùng, La Quân thật sự là không kiên trì nổi. Phó Lăng là công tham tạo hóa hạng người, hắn lúc đầu không đến mức bị La Quân tạo hóa kiếm quyết làm cho chật vật như vậy. Dù sao, La Quân tạo hóa kiếm quyết tuy nhiên lợi hại, nhưng là La Quân bản thân tu vi cùng Phó Lăng cách biệt quá xa. Nhưng là, Phó Lăng tại ứng phó Diệp Minh thập phương thần trảm lúc đã tiêu hao quá nhiều, mà lại, hắn lại không nỡ dùng thiên ma tranh đến đối kháng tạo hóa kiếm quyết. Nếu như thiên ma tranh là toàn thịnh thời kỳ, hắn hung mãnh ma đầu tuyệt đối có thể phá mất tạo hóa kiếm quyết. Nhưng bây giờ, hắn là không dám để cho thiên ma tranh lại bị hao tổn. Bởi vậy cũng liền cho La Quân một chút cơ hội. Nhưng cuối cùng, chết gầy lạc đà vẫn là so ngựa lớn a. Bất quá lúc này, Phó Lăng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn vốn chính là bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại lại chống cự La Quân tạo hóa kiếm quyết. Hắn pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm không còn một mảnh, không ngớt ma tranh hung mãnh ma đầu đều đã đàn tấu không ra. Tuy nhiên như thế, Phó Lăng y nguyên muốn so La Quân cùng Diệp Minh tình huống mạnh lên không ít. Tối thiểu Phó Lăng hiện tại hành tẩu, giết người vẫn là có thể. Mà La Quân cùng Diệp Minh đã liền một cái ngón tay đều không động đậy. Phó Lăng trong mắt thoáng hiện tức giận, xông La Quân nói, tiểu tạp chủng, người bây giờ không có thủ đoạn a. Chịu chết đi ngươi, hắn sát khí đằng đằng xông La Quân chém giết tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, chính là muốn trong nháy mắt giết chết La Quân, một tiết mối hận trong lòng. Liền cũng tại lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, dừng tay. Phó Lăng nghe được cái thanh âm này nhất thời như rớt vào hầm băng, mà mẹ nó, tiểu xúc sinh này chẳng lẽ còn có trợ thủ hay sao? Phó Lăng hướng về sau phương nhìn lại, cái kia đằng sau đứng một cái bạch y nữ nhân. Cái này bạch y nữ nhân không phải cái gì khác người, chính là Lâm Băng. Lâm Băng đợi lâu La Quân cùng Diệp Minh không đến, nàng liền không nhịn được tới xem một chút. Nào biết vừa đến đã gặp được cái này tình huống. Phó Lăng thấy rõ ràng bạch y nữ nhân, trong lòng hắn thoáng hiện qua 1000 đầu lao nhanh mà qua con mẹ ngươi. Hắn nhìn ra nữ nhân này tu vi không ra thế nào. Có thể vấn đề mấu chốt là, hắn hiện tại thân thể suy yếu, lại là đánh không thắng nữ nhân này a. La Quân tự nhiên cũng nhìn ra cái này tình huống. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, sư tỷ, lão thất phu này đã kiệt lực, người nhanh tới giết hắn. Lâm Băng ngay sau đó cũng không khách khí, nàng thân hình lóe lên, tiếp lấy ngự phong kiếm xuất. Cái kia ngự phong tiểu kiếm như thiểm điện bay ra, như một đạo lưu quang thẳng đến Phó Lăng vị trí hiểm yếu. Phó Lăng nhìn ra cái này ngự phong kiếm cũng không thế nào hung mãnh. Chỉ là đáng tiếc giờ phút này, thân thể của hắn theo không kịp tư duy tốc độ. Trong nguy cơ, Phó Lăng lách mình tránh đi ngự phong kiếm, hắn xoay người chạy. La Quân bận bịu gấp giọng thúc giục nói, sư tỷ, mau đuổi theo, cũng đừng làm cho lão tặc này đào tẩu. Như chờ hắn khôi phục, lại là chúng ta đau khổ. Lâm Băng gật đầu, nàng lập tức thu ngự phong kiếm, sau đó đuổi theo. La Quân cùng Diệp Minh hơi hơi thở phào. Cuối cùng là trốn qua cái này ngập đầu một kiếp a. La Quân tâm lý cái kia phiền muộn a. Từ khi biết Lam Tử Y về sau, cái này cùng nhau đi tới, thật sự là mẹ nó ba giờ một tiểu đánh cướp, một ngày nhất đại cướp. Lại chơi như vậy xuống dưới, không chết cũng phải tàn phế a. La Quân không nói không rằng, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Nếu như công lực không khôi phục, vài phút đều là muốn hôn mệnh a. Nửa giờ sau, Lâm Băng trở về. La Quân khí huyết chi lực đã hoàn toàn khôi phục, mà Trần Phi Dung bên kia thì là không tin tức. Đoán chừng nhất thời nửa khắc là khôi phục không. La Quân cảm thấy mình cũng là đem Trần Phi Dung tàn phá đến kịch liệt, cái này trong vòng một ngày, mấy lần đưa nàng pháp lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Mạnh như vậy độ, chỉ sợ nàng là có chút thụ không. Cho nên lúc này La Quân cũng không nghĩ lấy qua quấy giày ngủ say Trần Phi Dung. Lâm Băng vừa về đến, La Quân thì đứng lên, hỏi, thế nào? Lâm Băng sắc mặt có chút uể oải, nói ra, ta đoạn hắn một cánh tay, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn đào tẩu. Hắn gãy cánh tay về sau, tốc độ tăng tốc,
thật sự là đuổi không kịp. Diệp Minh mở mắt ra nói ra, đây là Phó Lăng thi triển vong linh trong bí thuật thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt thuật, người đuổi không kịp là bình thường. Bất quá lần này đối với hắn tổn thương rất lớn, chắc hẳn hắn hiện tại hẳn là sẽ trực tiếp về bất tử tộc, sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Lâm Băng nhìn về phía Diệp Minh, nàng trông thấy Diệp Minh một đầu tóc bạc lúc không khỏi bị kinh ngạc, nói, ngươi tóc. Diệp Minh từ tốn nói, ta không có gì đáng ngại. La Quân làm theo nói ra, nơi này chung quy là không quá an toàn. Dưới mắt người ta công lực cũng không khôi phục, thực sự không nên lúc này về bất tử tộc. Ta nhìn chúng ta vẫn là tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi xuống tới, chờ công lực khôi phục, lại bàn bạc kỹ hơn. Diệp Minh gật đầu đồng ý. La Quân làm theo thổi cái huýt sáo kêu đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch từ đằng xa bay tới, La Quân thì chỉ độc cô ý thi thể, nói ra, Tiểu Bạch, người thấy rõ ràng, người trước lão bản đã bị chúng ta xử lý. Về sau thì ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy hắn cũng là người hạ tràng. La Quân mới lười nhác theo cái này biển mao xúc sinh câu thông cảm tình, trực tiếp đe dọa. Tiểu Bạch nhất thời chảy xuống thương tâm nước mắt. La Quân cũng mặc kệ Tiểu Bạch, dù sao mặc kệ như thế nào, về sau Tiểu Bạch đều rất lợi hại nghe lời. Tuy nhiên, bốn người đều lên Tiểu Bạch phần lưng, Tiểu Bạch trở đi mọi người hướng nơi xa bay đi. Đoạn đường này bay đi, phóng qua rất nhiều thành trì, trọn vẹn bay một buổi tối, bay ra 2000 đến bên trong. Dù sao hiện tại có Tiểu Bạch cái này công cụ giao thông tại, mọi người cũng liền không quá lo lắng đến đi bao xa. Về sau, Tiểu Bạch rơi vào một mảnh việc không ai quản lý hoang vu khu vực. Cái này bốn phía đều người nào phế thụ đầm lầy, hiển nhiên u minh chi địa. La Quân bốn người đã đều không rõ ràng nơi này là nơi nào. Ở chỗ này cũng liền không lo lắng đinh tình bọn họ sẽ tìm tới. Dưới mắt, đã hoàn toàn đả thảo kinh xà. Cho nên còn không bằng dứt khoát biến mất, làm cho đối phương không nghĩ ra. Đây mới là tốt nhất. La Quân tìm khối so sánh khô ráo đất trống, chỉ dậy lều vải. Như thế về sau, sắc trời cũng liền sáng. Thái dương lộ ra manh mối, trong một chớp mắt, hắc ám cùng khói như sương mù toàn bộ bị ánh sáng mặt trời xua tan ra, bên trong thiên địa kim quang vạn trượng. Nhiệt độ không khí cũng rõ ràng tăng lên. Tiểu Bạch bị Diệp Minh pháp lực một mực khống chế lại. Không dám có bất kỳ dị động. Hiện tại cũng không phải theo Tiểu Bạch đàm cảm tình nuôi nhốt thời điểm, gia hỏa này trước mắt là quan trọng công cụ giao thông, đó là tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Mọi người đoạn đường này đến, đã là vừa lạnh vừa đói. La Quân từ giới tu di bên trong tìm ra rất nhiều thực phẩm chín đồ hộp. Hắn đến bên này chạy tới cũng là chuẩn bị sẵn sàng công tác. La Quân cũng cho Tiểu Bạch ăn, Tiểu Bạch thế mà còn không ăn đồ hộp. La Quân không khỏi buồn bực, vỗ xuống Tiểu Bạch đầu, nói ra, người đây còn không ăn, người muốn ăn cái gì? Lam Tử Y ra tới nói, nó là linh vật, người không thể đem nó xem như tiểu cầu tới đút. La Quân ngốc ngẩn ngơ, nói ra, cái kia cho nó ăn cái đó. Lam Tử Y nói ra, nó là ăn Yamanaka linh thảo hoặc là đan dược, liền xem như uống, cũng muốn uống sương mai chi thủy. La Quân nhất thời mắt trợn tròn, nói ra, ở chỗ này. Ta đi chỗ nào cho nó tìm kiếm a? Hắn đón đến, hỏi, cái kia bị đói nó có thể kiên trì bao lâu? Lam Tử Y nói ra, kiên trì không bao lâu, nó tuy nhiên lực lượng to lớn, nhưng là tiêu hao cũng phi thường lớn. Vậy làm sao bây giờ? La Quân cũng là không có chuẩn. Liền cũng tại lúc này, Lâm Băng đi ra, nói ra, ta chỗ này có chút đan dược, bất quá đều là đơn giản tụ linh đan cùng thánh linh đan. Lam Tử Y nói ra, cho ta xem một chút. Lâm Băng liền lấy ra 4 hạt đan dược, theo thứ tự là 2 hạt tụ linh đan cùng 2 hạt thánh linh đan. Lam Tử Y tường tận xem xét một trận về sau, không khỏi mừng rỡ, nói ra, cái này phẩm chất đan dược rất không tệ. Nàng đón đến, hỏi Lâm Băng, nói ra, người hết thảy còn có bao nhiêu? 20 hạt thánh linh đan, 30 hạt tụ linh đan. Lâm Băng nói thực ra nói. Lam Tử Y nói ra, cho Tiểu Bạch cho ăn một hạt tụ linh đan liền có thể quản thượng tam thiên. Bây giờ Diệp Minh tổn hại bị thương rất nặng, nếu là đưa ngươi cái này 20 hạt thánh linh đan cùng 30 hạt tụ linh đan toàn bộ cho Diệp Minh ăn, công lực của hắn là có thể khôi phục. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, Lam Tử Y, ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm a. Những đan dược này đều là sư tỷ của ta bảo bối, còn có, ngươi có biết hay không những đan dược này đắt cỡ nào trọng a?
Lam Tử Y nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, chúng ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, các ngươi muốn thu hoạch lợi ích, vậy thì nhất định phải hãy cho ta khôi phục chân thân. Chỉ cần ta khôi phục chân thân, ta có thể cùng các ngươi cam đoan, các ngươi chỗ nỗ lực, đem sẽ nhận được gấp trăm lần hồi báo. Ngươi chi này cổ phiếu, ta xem là càng sửa kho càng bùn đủ hãm sâu. La Quân bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Lam Tử Y nói ra, nhưng ngươi sửa kho còn có một cơ hội, không sửa kho liền sẽ mất hết vốn liếng. La Quân nói ra, tốt ha, sư tỷ, hết thảy đều xem chính ngươi. Ta không nói nhiều. Lâm Băng hít sâu một hơi, nói ra, dù cho không phải vì hồi báo, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, tóm lại là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, ta lại có thể nhìn lấy Diệp Minh cái dạng này mà thấy chết không cứu đâu. La Quân đối Lam Tử Y thủy chung là còn có lo nghĩ, cho nên hắn đem hồi báo thì nhìn rất nặng. Nếu là không nói giao tình, tự nhiên là cần hồi báo. Mà lại, La Quân cũng biết, Lam Tử Y cũng tuyệt không có đem hắn La Quân cùng Lâm Băng xem như bằng hữu. Người ta là Hoàng Vương, thật đúng là không có đem những này Lâu La Hội xem như bằng hữu. Huống chi, Lam Tử Y cũng không phải là cùng loại với Trung Hoa Đại Đế như thế chân thực nhiệt tình. Nàng đi cũng là cổ quái, băng lãnh, tàn nhẫn, vô tình phong phạm a. Cái này là La Quân cảm giác được, mặt khác Phó Lăng nói, hắn cũng cảm thấy khẳng định là có chuyện như vậy. Lam Tử Y không phải cũng không có phản bác a. Lâm Băng trong lòng là rất lợi hại kính nể Diệp Minh, cho nên nàng lập tức tiến lều vải, đem sở hữu đan dược đều cho Diệp Minh. Mà La Quân làm theo cầm tụ linh đan tới đút cho Tiểu Bạch. Nhớ kỹ là ai cho ngươi ăn đi. La Quân giáo huấn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. La Quân nói ra, vậy sau này ngươi muốn nghe người nào lời nói biết không? Tiểu Bạch vội vàng duỗi ra cánh dựng ở La Quân, một bộ ca hai tốt lắm tử. La Quân cười ha ha một tiếng, như thế mới đưa tụ linh đan cho Tiểu Bạch. Sau đó, La Quân còn nói thêm, Tiểu Bạch, ta cùng ngươi giảng, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối đi theo ta lăn lộn, về sau cái gì tốt đan dược đều cho ngươi ăn. Nói không chừng ngươi đời này còn có cơ hội làm người đâu. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. La Quân như thế về sau, cũng mới tiến lều vải. Lam Tử Y cùng Lâm Băng đều ngồi tại Diệp Minh trước mặt, các nàng chú ý Diệp Minh. Diệp Minh đã ăn sở hữu thánh linh đan. La Quân cũng nhìn về phía Diệp Minh, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Minh trên mặt đã có nếp nhăn, lông mày cũng thay đổi bạch, trên thân da thịt cũng lỏng. Chợt nhìn đứng lên. Diệp Minh tựa như là hơn 60 tuổi lão ông. Sự biến hóa này, quả nhiên là tàn khốc tới cực điểm. La Quân cùng Lâm Băng là nhìn thấy trước đó Diệp Minh phong hoa tuyệt đại, bây giờ hắn thế mà biến thành cái bộ dáng này, thật là khiến người ta nhịn không được vì hắn đau lòng. Lam Tử Y ngược lại là lớn nhất bình tĩnh. Diệp Minh một mực đang nhắm mắt đùa giỡn. Lâm Băng nhìn một chút Lam Tử Y thần sắc, nàng trong lòng nhất thời sinh ra nộ khí. Lam Tử Y, người đi theo ta, Lâm Băng đứng lên, Lam Tử Y cũng thì đi theo tới. Hai người rất nhanh liền khoản chi bồng, La Quân lỗ tai dựng lên, nhưng cũng có thể nghe thấy các nàng ở bên ngoài kiềm chế nói chuyện. Lâm Băng chất vấn Lam Tử Y nói, Diệp Minh vì cứu ngươi, đã biến thành cái dạng này, vì cái gì ngươi thật giống như một điểm cảm giác đều không có. Lam Tử Y ngược lại nhìn về phía Lâm Băng, nàng nói ra, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào. Chảy nước mắt. Cảm động đến không thể tự kiềm chế. Lâm Băng nói ra, vậy ngươi cũng không thể lạnh lùng như vậy a. Lam Tử Y nói ra, nếu ta khôi phục chân thân, ta hội đền bù tổn thất hắn. Lâm Băng nói ra, nếu ngươi không có khôi phục chân thân đâu. Vậy liền đại biểu ta đã chết, hết thảy ta đều bất lực. Lam Tử Y lẽ thẳng khí hùng nói ra. Lâm Băng không khỏi nghẹn lời, nàng nói ra, đại khái ta cùng La Quân chết. Người cũng sẽ không có bất luận cái gì thương tâm. Ta hiện tại thật hối hận lúc trước tại sao muốn đồng ý cùng ngươi tiến đến. Lam Tử Y nói ra, các ngươi tiến đến, cũng là có chính các ngươi mục đích. Mà lại, chúng ta cũng là nói điều kiện xong. Cái này cũng không nên là ngươi cảm thấy ngươi vĩ đại vô tư, từ đó tự mình cảm động nhân tố. Lâm Băng nhất thời cảm thấy theo Lam Tử Y trò chuyện không đi xuống. Sau đó, Lâm Băng phẩy tay áo bỏ đi. Trực tiếp trở lại trong lều vải. Lam Tử Y chưa có trở về, nàng thì đứng tại cái kia dưới ánh mặt trời, cũng không biết nàng đến suy nghĩ cái gì. Trong lều vải, La Quân đứng lên. Lâm Băng tức giận nói, người đi làm gì?
an ủi nàng hay sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta giống như là thiện lương như vậy người a. Có chút vấn đề muốn hỏi nàng mà thôi. Khoản chi bồng, La Quân liền trông thấy Lam Tử Y tại 20 mét có hơn. Ánh sáng mặt trời rất lợi hại rực rỡ, phòng cũng rất lớn. Nàng bóng lưng rất xinh đẹp, phong nhi động, nàng sợi tóc múa, lại tay áo tung bay, quả nhiên là đẹp tới cực điểm. La Quân hướng đi Lam Tử Y, hắn đầu tiên là vừa cười vừa nói, cái này khắp nơi đều là đầm lầy, trong vùng đầm lầy còn có hành thi. Người muốn là vạn nhất bị hành thi cho xử lý, vậy chúng ta được nhiều oan a. Lam Tử Y quay đầu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi sẽ không cũng là đến chất vấn ta đi. La Quân đi đến Lam Tử Y bên người, nói ra, chẳng lẽ ngươi hội bởi vì chúng ta chất vấn mà bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, suy nghĩ chính ngươi đến là đúng hay sai sao? Lam Tử Y nao nao, theo rồi nói ra, ngươi cùng Lâm Băng xác thực khác biệt. La Quân nói ra, mỗi người đều là độc lập cá thể, ta đương nhiên cùng sư tỷ của ta khác biệt. Bất quá ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Sẽ không, Lam Tử Y rất thẳng thắn nói ra. La Quân nói ra, cái kia chẳng phải kết, làm gì phiền não cái này nhàm chán vấn đề. Lam Tử Y nói ra, vậy ngươi tới là muốn hỏi ta cái gì? La Quân nói ra, ta muốn hỏi rõ ràng, ngươi bây giờ trí nhớ đến khôi phục tới trình độ nào? Lam Tử Y nói ra, nên khôi phục, đều khôi phục. La Quân nói ra, cái kia lực lượng ngươi đâu? Không có chút nào có thể khôi phục. Lam Tử Y nói ra, nếu là có thể khôi phục lực lượng, còn qua băng hoàng cung làm cái gì? La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Hắn đón đến, nói, còn có một chuyện, không chết thần mang bí thuật, người dạy ta đi. Đã người trí nhớ đều khôi phục, vậy liền dạy cho ta đi. Lam Tử Y mắt nhìn La Quân, nói ra, ta này môn bí thuật không truyền ra ngoài, cho nên không thể dạy ngươi. La Quân nói, ta dựa vào, người còn giảng hay không để ý. Lam Tử Y nói ra, huống chi, người khác đem đồ vật học quá tạp. Diệp Minh lực lượng đều khống chế không không chết thần mang bí thuật, huống chi là ngươi. Ngươi hứa hẹn ta ba điều kiện. Đó là nói sau khi chuyện thành công, bây giờ không phải là không có việc gì thành sao. Lam Tử Y từ tốn nói. La Quân nói ra, ta qua, lời nói không phải nói như vậy. Tuy nhiên sự tình còn không có thành, nhưng là ngươi tốt xấu muốn trước cho điểm tiền đặt cọc. Ta hiện tại dạy không ngươi, không chết thần mang bí thuật chính là cần ta lực lượng để dẫn dắt ngươi. Lam Tử Y nói ra, ta hiện tại không có lực lượng, làm sao dẫn đạo ngươi. Lại nói, không chết thần mang bí thuật chính là ta một mình sáng tạo, chính là phù hợp bất tử băng hoàng thân thể tới tu luyện. Liền xem như Diệp Minh, Đinh Tình bọn họ những người này, cũng chỉ là tu luyện ra thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên biện pháp. Vậy cũng là tàn phá sinh mệnh, ngươi xem bọn hắn bình thường có thể dùng ra tới sao. La Quân nói ra, dù sao ta cũng không hiểu, người tùy tiện lừa phỉnh ta cũng không biết là thật là giả. Lam Tử Y không khỏi nhìn không được cười lên, nói ra, ta còn thực sự không có hốt su ngươi. Người bản thân liền là cái đại hốt su, ta cái kia có thể hốt su đến ngươi. La Quân nói ra, ai nói ta là đại hốt su? Ta, hắn đón đến, nói, đề tài kéo xa, người cảm thấy ta hiện tại khẩn yếu nhất là làm cái gì? Ta nói là... Người đối ta hiện trạng, chỉ là tu vi a, người cho ta điểm ý kiến chứ sao? Lam Tử Y nói ra, người thật muốn nghe ý kiến. La Quân nói ra, nói nhảm. Hắn đón đến, nói ra, bất quá người vẫn là kiềm chế một chút nói a, ta trái tim nhỏ rất yếu đuối, chỉ có thể nghe khích lệ, không quá có thể nghe phê bình. Lam Tử Y nói ra, vậy ta không có gì để nói nhiều. La Quân không khỏi im lặng, hắn nói ra, vậy thì tốt. Ta cho phép ngươi phê bình. Ta nói cũng không có quỷ quái như thế, chẳng lẽ ta hiện tại chỉ có thể bị phê bình, không thể được khen thưởng. Lam Tử Y nói ra, ta sẽ không khích lệ người. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn đột nhiên có chút minh bạch Lam Tử Y. Nàng là như thế cao cao tại thượng, nàng cho tới bây giờ đều là bị người kính ngưỡng. Nàng nơi đó sẽ đi khích lệ người a. Nàng không cần đối với bất kỳ người nào a dua nịnh hót mà. La Quân nói, tốt, ta bị ngươi đánh bại, ngươi cứ việc nói đi. Lam Tử Y nhân tiện nói, ngươi bây giờ, tạp mà không tinh, cái gì ngươi đều biết, nhưng ngươi không có đem ra được đòn sát thủ tới. Ngươi chiêu kia kiếm quyết cũng không tệ lắm, gọi là cái gì nhỉ? Tạo hóa kiếm quyết, La Quân lập tức nói.
Lam Tử Y nói ra, bộ kia kiếm quyết hẳn là ngươi duy nhất đòn sát thủ. Đáng tiếc, ngươi một khi thi triển hoàn tất, cả người đều sẽ trở thành phế nhân. Chỉ cần ngươi thi triển hoàn tất, cái kia chính là đến cái tiểu lâu la cũng có thể làm rơi ngươi. Còn có, ngươi không có có pháp lực, ngươi nếu là không có Trần Phi Dung, ngươi căn bản không có tư cách đối mặt Độc Cô Ý, hư không pháp sư những người này. Càng đừng nói Tư Mã, Nhạc Thiên, Phó Lăng những người này. Ngươi cùng bọn hắn đẳng cấp kém quá xa. La Quân không khỏi cảm thấy uể oải, nói ra, ta có như vậy kém cỏi. Không phải nói ngươi kém cỏi, Lam Tử Y nói ra, mà chính là nói sự thật. Mẹ nó, cái này có khác nhau sao? La Quân kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết tới. Lam Tử Y nói ra, trên tiên đạo tu vi cùng võ đạo là từ trên bản chất bắt đầu khác biệt. Võ đạo coi trọng vô chiêu thắng hữu chiêu, một khi ngươi võ đạo tu vi đến đại thành cảnh giới, nhất quyền ra ngoài, liền thắng lại rất nhiều chiêu thức. Võ đạo tu vi coi trọng phản pháp quy chân. Ba cái cảnh giới, Lam Tử Y nói ra, ngay từ đầu võ đạo tu vi coi trọng chiêu thức, phương pháp, cho nên sẽ có hình ý quyền, thái cực quyền, bát quái quyền, lục hợp quyền, vịnh xuân chờ một chút, loại này trường phái tầng tầng lớp lớp. Đây là nhìn núi là núi cảnh giới thứ nhất, về sau, chính là ngươi cảnh giới này, ngươi tu vi đến phản pháp quy chân cấp độ, sở hữu võ đạo chiêu thức, quyền thuật phương pháp, trong lòng ngươi đã hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng khi một cỗ cự lực hướng ngươi vào tới, ngươi lại có thể tự nhiên mà vậy y thơ cực mất ý chí đem tháo bỏ xuống, đây là nhìn núi không phải núi cảnh giới thứ hai. Tới tiên đạo, chính là cái thứ ba cảnh giới, trên tiên đạo tu vi coi trọng chiêu thức, coi trọng pháp bảo, coi trọng đòn sát thủ. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, có biện pháp bảo bối cùng không pháp bảo, đó là ngày đêm khác biệt. Liền xem như Phó Lăng, hắn không vận dùng pháp bảo đối đầu ngươi tạo hóa kiếm quyết, đó cũng là suýt chút nữa thì hắn mạng già. Hắn hôm nay trên tay nếu là còn có một cái hơi đem ra được pháp bảo để chống đỡ, ngươi là muốn ăn đau khổ lớn. La Quân khiêm tốn thụ giáo. Chớ nhìn hắn bình thường cả lơ phất phơ, lúc này vẫn là vô cùng khiêm tốn. Chủ yếu là, Lam Tử Y không hổ là đại tông sư, nàng lời nói để La Quân có loại thể hồ quán đính, hiểu ra cảm giác. Ngươi nói tiếp, La Quân nói ra. Lam Tử Y nói ra, thông qua trận pháp. Pháp khí đem pháp lực phát huy đến lớn nhất cực hạn, thứ này cũng ngang với là bên ngoài thế giới bên trong, thông qua tiên tiến kỹ thuật chế tạo động cơ, vì một chiếc xe cung cấp suốt một chút sắc động lực tới. Lợi hại hơn nữa lập tức cũng không chạy nổi một cỗ rẻ nhất xe, đây chính là khoa học kỹ thuật cùng không phải khoa học kỹ thuật khác nhau. Cũng là võ đạo tu vi cùng tiên đạo tu vi ở giữa khác nhau. Công dục việc thiện trước phải lợi khí, Lam Tử Y nói ra, đến trên tiên đạo. Cũng là cần pháp bảo cùng đòn sát thủ. Không cần quá dùng nhiều trạm canh gác, ta cho ngươi đề nghị chính là, mau chóng đưa ngươi tu vi tăng lên tới có thể tự hành ngưng tụ pháp lực cấp độ. Về sau, ngươi cần một ngụm tuyệt thế thần kiếm, tiếp lấy ngươi lại thi triển ra ngươi tạo hóa kiếm quyết, như thế ngươi liền có thể phát huy ra ngươi tự thân uy lực lớn nhất tới. La Quân trầm giọng nói ra, không biết ngươi là có hay không rõ ràng, thân thể ta cùng thường nhân có chút khác biệt. Ta hiện tại không cách nào ngưng tụ pháp lực. Lam Tử Y nói ra, ta rất rõ ràng, thân thể ngươi là Vân Lôi Nhi nhất mạch kia huyết yêu hệ huyết mạch. Máu này yêu hệ huyết mạch phi thường cường đại, bây giờ, thân thể ngươi cường hãn trình độ, không có mấy người có thể so sánh. Cho nên, tương lai ngươi tính dẻo là phi thường mạnh. Mà lại, ngươi không phải kỳ quái trước ngươi vì cái gì thụ độc cố ý bọn họ thất kiếm xuyên tim, nhưng lại một đêm phục hồi như cũ sao. La Quân nói ra, đúng a, lúc ấy hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không biết. Chẳng lẽ ngươi bây giờ biết? Lam Tử Y nói ra, lúc ấy ta nói không biết cũng thật là không biết. Bây giờ, ta mặc dù không có pháp lực, nhưng là nhạy cảm lực quan sát cùng kiến thức vẫn là có. Nàng đón đến, nói ra, thân thể ngươi tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng xác thực không tới có thể tiếp nhận thất kiếm xuyên tim, một đêm khôi phục cấp độ. Liền xem như huyết yêu huyết mạch cũng không có bản sự này. La Quân càng thêm hiếu kỳ, nói, cái kia là bởi vì cái gì? Lam Tử Y nói ra, bởi vì có người đem tự thân não hạch bên trong miễn dịch cơ năng, khôi phục cơ năng những này tế bào sinh mệnh bản nguyên toàn bộ cắm vào đến ngươi trong tế bào. Cho nên, ngươi sức khôi phục mới hội kinh người như thế, liền xem như đưa ngươi cánh tay chém đứt, ngươi cũng có thể tại trong vòng 3 ngày một lần nữa mọc ra tân thủ cánh tay. Cái kia đem sinh mệnh bản nguyên cắm vào đến ngươi trong tế bào người. Nàng bản thân thì không đơn giản, hẳn là hiếm thấy trời sinh linh thể.
nàng sinh mệnh bản nguyên có thể nói là lớn nhất vật chân quý. La Quân rốt cục khẳng định, nguyên lai đây hết thảy thật đều là bởi vì Linh Nhi. La Quân trong lòng bi thương khó nhịn, đó là nói không nên lời đau xót a. Sau đó, La Quân giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, hắn nói ra, vậy ta hỏi ngươi, Linh Nhi đem sinh mệnh bản nguyên cắm vào đến ta trong tế bào, cái kia nàng sẽ như thế nào? Nàng chẳng lẽ còn không chết sao? Lam Tử Y ngược lại kỳ quái hỏi. La Quân nói ra, không có chết. Hắn đón đến, nói, Linh Nhi bị thần đế mang đi. Lam Tử Y bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói ra, thời thế hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có thần đế mới có thể bảo trì không để cho nàng chết. Ngươi cũng biết thần đế, La Quân nói ra, đồng thời, hắn cũng hơi hơi thở phào, đã Lam Tử Y đều nói thần đế tiền bối làm cho Linh Nhi còn sống, vậy liền quyết định là sai không? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Lam Tử Y, ngươi có biện pháp nào không cứu tốt Linh Nhi? Lam Tử Y nói ra, Linh Nhi là thê tử ngươi sao? La Quân gật đầu, nói ra, đúng. Lúc này La Quân trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Lam Tử Y nói ra, nàng lại có thể sẵn sàng vì ngươi như thế nỗ lực, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Trên người ngươi hẳn là còn có thật nhiều điểm nhấp nháy là ta không có phát hiện. Ngươi có biện pháp nào không cứu tốt nàng? La Quân nói, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt nàng, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Lam Tử Y nói ra, ta không có cách nào cứu tốt nàng. Nàng đón đến, nói ra, thập phương vô lượng thế giới, không ai có thể cứu tốt nàng. Nàng không có sinh mệnh bản nguyên, tương đương với thân thể đã không có khôi phục cơ chế. Lại thêm, nàng sinh mệnh bản nguyên đặc biệt nhất, càng không cách nào phục chế. Trên thực tế, mỗi người sinh mệnh bản nguyên đều là khác biệt, cũng không cách nào phục chế. Mà nàng liền càng thêm đặc thù. Sinh mệnh bản nguyên đến là cái gì? La Quân nhìn không được hỏi. Lam Tử Y nói ra, mỗi người đều có sinh mệnh bản nguyên, nhưng rất ít người biết vật này tồn tại. Diệp Minh mấy lần chuyển bại thành thắng, đều là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Nhưng là mỗi thiêu đốt một lần, hậu quả đều sẽ thảm trọng vô cùng. Ngươi nhìn Diệp Minh, hắn chỉ thiêu đốt 1/3 sinh mệnh bản nguyên liền kém chút chết. Mà lại, hắn thọ mệnh nhiều nhất chỉ có 3 năm. Mà cái kia Linh Nhi vì ngươi, lại là đem chỗ có sinh mệnh bản nguyên đều cho ngươi. Chính nàng chỉ lưu một tia sinh mệnh bản nguyên, thần đế chính là dựa vào cái kia một tia sinh mệnh bản nguyên bảo trì Linh Nhi sinh cơ. La Quân trong mắt lóe lên vô cùng thống khổ thần sắc. Lam Tử Y nói ra, trước ngươi hẳn là nhận qua vô cùng trọng thương đúng hay không? Không phải vậy lời nói, nàng không có tất muốn làm như thế. Nàng sinh mệnh bản nguyên có thể dung hợp bất luận kẻ nào sinh mệnh bản nguyên, nhưng bất kỳ người sinh mệnh bản nguyên lại đều dung nhập không để cho sinh mệnh bản nguyên. Bởi vì nàng sinh mệnh bản nguyên thật sự là quá độc nhất vô nhị. Lam Tử Y lớn nhất rồi nói ra. La Quân nói ra, ta xác thực nhận qua bị thương rất nặng, nếu không phải nàng, ta sớm đã chết. Lam Tử Y nói ra, thì ra là thế. La Quân nói ra, ngươi còn chưa nói, sinh mệnh bản nguyên đến là cái gì đâu. Lam Tử Y nói ra, sinh mệnh bản nguyên là duy trì sở hữu tế bào, thần kinh nguyên một loại thần bí dịch thể. Loại này dịch thể, bây giờ còn không có một loại nghiên cứu khoa học kỹ thuật có thể đem lấy ra. Đây là người bẩm sinh ủng có cái gì? Hắn động vật tuy nhiên cũng có sinh mệnh bản nguyên, nhưng chúng nó sinh mệnh bản nguyên cùng nhân loại so sánh, thật sự là cách biệt quá xa, cho nên, nhân loại nhanh nhạy cùng thọ mệnh theo chỗ có sinh vật cũng khác nhau. Cái gì gọi là sinh mệnh bản nguyên, cái kia chính là duy trì sinh mệnh tồn tại đồ, vật. La Quân nói ra, không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu Linh Nhi sao? Không có biện pháp nào sao? Hắn chăm chú nhìn Lam Tử Y, thân thể của hắn khẽ run. Hắn sợ hãi nghe được tàn khốc đáp án. Lam Tử Y nói ra, cái này, ta cũng không có cách nào nói thì là tuyệt đối không có cách nào cứu Linh Nhi. Nhưng là hy vọng vô cùng xa vời, trừ phi. Trừ phi cái gì? La Quân lập tức hỏi. Lam Tử Y nói ra, cái kia vốn là một cái phiêu miểu không thực tế truyền thuyết, người cũng không thể nào đạt được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.